Triệu Bân bỗng kêu lên một tiếng, giọt máu rồng này tuy nhỏ nhưng số sức mạnh nó chứa thì lại nhiều như biển. Giống như một viên đan dược, khi tiến vào trong cơ thể, nó đã mở ra vô số sức mạnh tràn khắp cơ thể hắn, thấm vào tứ chi trăm cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch. Mỗi một kinh mạch đều đang hỗn loạn như bị thiêu cháy. Phụt! Hắn phun ra máu, không đứng vững được, suýt thì ngã quỵ. Sức mạnh trong máu rồng quá mạnh, đang không ngừng va chạm trong cơ thể hắn. Lúc này nó đã cắt đứt không biết bao nhiêu kinh mạch và gân cốt. Đến cả làn da bên ngoài cũng bị nứt ra không ít, những khe nứt đó có máu tươi chảy ra. Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Nhìn từ xa, hắn giống như một người máu, khắp người phình ra như sắp nổ. Cũng đúng, sức mạnh của máu rồng quá nồng hậu. Mà hắn chỉ là một cảnh giới ngưng nguyên nho nhỏ, không dung nạp nổi thì sẽ bị nổ tung. Hắn khẽ gào, đau khổ vô cùng. Hắn không chịu đựng nổi sức mạnh này, không chỉ là cơ thể mà còn là tinh thần. Đầu hắn như sắp nứt ra, hắn không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo nữa. Răng rắc, răng rắc. Vào lúc nguy hiểm, hắn vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh, cũng vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết, cực lực luyện hóa sức mạnh máu rồng để tôi luyện thành chân nguyên võ giả. Lúc này, đổi thành đan điền của hắn chịu không nổi nữa. Đan điền vốn đang khô kiệt, bị luyện hóa đến mức tràn đầy chân nguyên, khiến đan điền phình to. Cứ theo tình hình này, nếu đến cực hạn thì chắc chắn sẽ nổ tung. Phút, phút, phút. Triệu Bân vung tay ném số bùa nổ còn lại ra ngoài, sau đó thì dẫn nổ. Dẫn nổ bùa nổ cần tiêu hao chân nguyên, như vậy có thể giảm bớt được áp lực cho đan điền. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Số chân nguyên mất đi từ việc dẫn nổ bùa nổ chỉ là một cọng lông tơ nho nhỏ thôi, còn vô số chân nguyên xông vào trong, không ngừng tiến vào trong đan hải của hắn, còn xông vào từng góc trong cơ thể hắn. Uy Long! Triệu Bân cắn răng, không ngừng thi triển bí thuật, phát tiết chân nguyên trong cơ thể ra ngoài, nếu không hắn nhất định sẽ bị nổ tung. Đùng, đoàng, rầm! Chính vì hắn đánh đấm lung tung cho nên không biết bao nhiêu cây cối trong rừng đã bị hắn đánh gãy, cũng không biết bao nhiêu hòn đá bị hắn làm nổ. Tiếc là vẫn không đủ. Có chân nguyên thoát ra thì cũng có chân nguyên bổ sung, rõ ràng Triệu Bân không theo kịp tiết tấu. Phá, phá cho ta. Triệu Bân gào lên, lấy sức mạnh của máu rồng để xung kích cảnh giới. 3. Ranh giới của cảnh giới lúc này chỉ như để trưng, tối qua đã là tầng 9, lúc này đã đột phá lên cảnh giới chân linh, tu vi tịnh tiến, lợi ích tràn đầy. Đây có thể coi như một sự lột xác, đan điền vì thế mà cũng mở rộng, kinh mạch cũng trở nên chắc chắn hơn, sức mạnh cũng bắt đầu dày hơn. Nguy hiểm thật, Triệu Bân lảo đảo, sắc mặt trắng bệch. Cũng may hắn đủ thông minh, cũng may hắn không bỏ chạy. Cho dù chỉ là một khe hở cũng đủ để khiến hắn rơi vào vạn kiếp bất phúc. Ngay từ đầu hắn đã coi thường giọt máu rồng đó. Cửa khó vừa qua, liền nghe thấy tiếng sấm chớp rền vang trên trời. Triệu Bân ngước mắt lên nhìn. Sấm sét lần này khác hẳn lần trước, không phải trời mưa mà là từ không trung đánh xuống, khiến hắn có một cảm giác không lành, giống như sấm sét này chỉ xông vào một mình hắn vậy. Thiên kiếp của ta ư, sắc mặt Triệu Bân biến đổi, đã nhận ra đây là gì? Trong huyền môn thiên thư có nói, nếu như người nào quá yêu nghiệt hoặc ngỗ nghịch với uy nghiêm của trời xanh, phạm vào cấm kỵ nào đó, thì trời xanh sẽ giáng lôi kiếp xuống để trừng phạt. Nhưng không biết là hắn thuộc loại nào. Dù là loại nào thì hắn cũng không tránh nói, vì huyền môn thiên thư đã nói vậy rồi. Nếu chống được thì sống, không được thì chết. Triệu Bân lảo đảo một chút rồi cố gắng đứng yên, vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Nếu đã là sấm sét thì quá nửa là có thể hấp thụ, nói không chừng còn có thể tăng thêm uy lực cho thiên lôi. Đoàng! Trong lúc ấy, sấm sét đã đánh xuống, không lệch một ly. Nó đánh thẳng vào người Triệu Bân khiến da hắn bong toác ra, mà sấm sét này còn hơn cả sấm sét khi mưa nhiều. Nhưng đúng là có thể hấp thụ loại sét này thật. Triệu Bân cảm nhận được rất rõ uy lực thiên lôi đang tăng, trở nên bá đạo hơn nhiều. Ngoài ra thì vẫn còn lợi ích khác. Lợi ích này chính là tôi luyện thân thể. Đau khổ cũng là tôi luyện, kiếp số cũng là tạo hóa, là một lần tập luyện. Xương cốt hắn cũng được rèn luyện. Rầm, đoàng, đoàng. Vẫn chưa hết, uy lực thiên kiếp lại tiếp tục nâng lên, sấm sét tiếp tục rơi xuống, cái sau mạnh hơn cái trước, giống như không giết chết hắn thì không thôi. Tới đi! Triệu Bân hét lên rồi vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh.
Hắn độ kiếp sấm sét, cũng đang tôi luyện cơ thể, khép lại những vết rách trong cơ thể, cũng nối lại kinh mạch. Từng mảnh xương cốt đều đang tôi luyện, cái nào cũng được nối liền. Mãi sau tiếng sét mới chịu ngừng. Khi làn khói tản đi, chỉ còn lại bóng dáng lảo đảo của Triệu Bân, ngã vào trong núi. Hai kiếp nạn, suýt nữa thì bị máu rồng nổ chết, cũng suýt bị thiên kiếp đánh chết. Đêm, cuối cùng cũng quay lại sự yên tĩnh của nó. Hôm sau, Ngưu Anh lại đến nữa. Trên đường đi, hắn ta nhìn trái ngó phải, biểu cảm kỳ quái. Rõ ràng hôm qua đến đây mọi thứ vẫn còn bình thường, sao hôm nay lại ngổn ngang thế này? Người đâu mất rồi? Ngưu Anh ngẩng đầu, không thấy Triệu Bân ở trên đỉnh núi nữa. Khi hắn ta bò lên thì cũng không thấy đây. Lúc này, hắn nhìn xuống, thấy khu rừng lộn xộn hết cả lên, hình như gặp phải kiếp nạn nào đấy. Ngưu Anh không hiểu gì, bên lùng sục khắp rừng để tìm. Lại tìm được kiếm Long Uyên của Triệu Bân, nhưng không thấy bóng dáng Triệu Bân đâu. Cũng đúng, tối qua Triệu Bản phát cuống, thi triển bước phong thần vừa đi vừa chạy, không biết đã đến chỗ nào. Lúc này, hắn còn đang mê man, chẳng hề cảm giác được tiếng gọi của Ngưu Anh. Rừng về đêm yên tĩnh vô cùng. Dưới ánh trăng, ngón tay cái của Triệu Bân khẽ run một chút, rồi hắn mở mắt ra. Lọt vào mắt hắn là một mảnh trời sao. Sau đó, hắn ngồi dậy, đầu tiên là nhìn quanh cơ thể mình. Hoàn hảo vô hại. Nội thị cơ thể thì lại càng kinh ngạc hơn, tứ chi trăm cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, bao gồm cả chân nguyên và máu tươi đều tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Long khí dồi dào hơn hắn tưởng, gân cốt cũng đã có sự thay đổi về chất. Cảm giác này đúng là tuyệt thật. Triệu Bân nắm chặt tay, có sức mạnh toát ra, dung nhập máu rồng, cơ thể như lột xác, gặp phải thiên kiếp, lại là một lần niết bàn. Sau 3 năm, hắn quay lại cảnh giới chân linh, đúng là tạo hóa vô hạn. Cùng một cấp bậc, nhưng hắn mạnh hơn xưa nhiều lắm. Trong họa gặp phúc, hắn lẩm bẩm, rồi thỏa mãn mỉm cười. Sau đó cũng có sợ hãi, vì đã đi một vòng quanh quỷ môn quan. Không sợ mới lạ đấy, nhưng cơ duyên này đúng thật là rất vui. Cũng may lúc trước hắn có luyện thể, có một chút nền tảng, gân cốt đủ dẻo dai mạnh mẽ, nếu không thì đã bị nổ chết rồi. Sau đó hắn nhìn quanh, đi về một phương hướng nào đó. Đi tìm rất lâu mà cũng không tìm thấy kiếm Long Uyên đâu. Nhưng hắn đoán được rằng Ngưu Anh đã lấy đi rồi. Tên nhãi đó ngày nào chẳng mò tới, qua bán là không tìm thấy hắn ở đâu. Cũng tại hắn đi quá xa, một góc khỉ ho cỏ gáy, cách núi vàng cũng không gần. Núi vàng cũng đã không còn phát sáng nữa. Không có máu rồng chiếu sáng, núi vàng đã mất đi vẻ ngoài lộng lẫy. Tại sao lại có máu rồng nhỉ? Triệu Bân nghi ngờ, lại treo lên đỉnh núi. Sau đó đi vào trong động. Hắn chẳng tìm thấy cái gì cả, hoặc có lẽ ở đây từng có một bộ xương rồng, nhưng vì niên đại quá lâu nên đã hóa thành bụi mất rồi, chỉ còn lại một giọt máu. Chỉ một giọt máu mà đã bá đạo thế rồi. Hắn không thể tưởng tượng nổi rồng thật thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Một con thần long quét đuôi là có thể khiến cả ngọn núi sụp đổ nhỉ. Cảnh tượng đó đúng là khó mà tưởng tượng được. Dưới ánh trăng, hắn lại ngồi thiền. Linh khí thiên địa trôi nổi đã bị hắn dẫn lại và hấp thụ vào trong cơ thể. Nửa đêm, hắn mới lấy ra đồ nghề vẽ bùa. Bùa nổ đúng là một thứ đồ tốt, nếu không có nó thì sao phá nổi lớp màng tre, và cũng không có được giọt máu rồng chứ đừng nói là những sự việc sau đó. Tu vi phát triển, tinh thần cũng tăng lên rất mạnh. Tốc độ vẽ bùa lúc này cũng không còn như ngày xưa nữa, tinh thần hắn cực kỳ sảng khoái. Đang vẽ bùa. Hắn đột nhiên thấy có ánh lửa truyền ra từ phía Ngưu Gia Trang, nhưng ánh lửa đó lại phủ một màu máu. Hắn đứng trên đỉnh núi nên nhìn được mọi thứ rất rõ. Trong lúc ấy, có âm thanh thảm thiết vang lên. Triệu Bân cau mày, có một loại dự cảm không lành, bèn vội vàng xuống núi. Dự cảm này đúng là rất linh nghiệm. Ngưu Gia Trang lúc này sao chỉ có thể tả bằng chữ thảm được chứ? Phòng ốc sụp đổ, nhìn đâu cũng thấy tiêu điều. Người dân già trẻ lớn bé đều bị đuổi ra đồng cỏ. Khắp người bọn họ nhuốm máu, không ít cô gái đã nằm trong vũng máu, quần áo xộc xệch, xem ra là bị cường bạo đến chết. Không chỉ vậy, trên cây còn có cả mấy cỗ thi thể. Đó là mấy tiền bối võ tu trong thôn, trước ngực đều có vết máu. Tiếng khóc vang vọng trong thôn. Thảm trạng thế này hẳn là gặp cướp, hơn nữa còn là loại võ tu cấp cao, có mười mấy người, qua bán là cảnh giới chân linh.
có hai kẻ là chân linh đỉnh phong. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Ngưu Oanh lảo đảo, là người duy nhất chưa bị trói, nhưng lại thê thảm vô cùng. Khắp người hắn toàn là máu, một cánh tay buông thõng, rõ là bị phế đi. Tên mập này giỏi chịu đòn ghê nhỉ. Đối diện hắn ta là một tiếng cười âm hiểm, một trái một phải, một đại hán đầu chọc và một người trung niên mặt sẹo. Một người cầm kiếm Long Uyên của Triệu Bân, một người cầm chuông bắt hồn. Không cần nói cũng biết, bọn chúng cướp từ tay Ngưu Oanh mà ra. Hai kẻ này không phải võ tu bình thường. Là cảnh giới chân linh đỉnh phong, khí huyết cuồng bạo, thuộc loại võ tu sức mạnh. Hai kẻ này dẫn đội, mũi dao lúc nào cũng nhuốm máu, chắc là đã giết quá nhiều người nên sát khí cực kỳ nồng đậm. Hai đôi mắt của bọn chúng đều âm hiểm đến đáng sợ. Phụt! Ngưu Oanh không chịu được nữa, phun máu ra rồi ngã xuống. Không phải hắn ta không đủ mạnh mà là gặp quá nhiều người. Chưa nói đến kẻ khác, chỉ nguyên lão trung niên và đại hán đầu chọc kia cũng đủ để đánh bại Ngưu Oanh rồi. Một cái thôn nhỏ mà làm ông đây bất ngờ quá. Trung niên mặt sẹo cười, không ngờ rằng lại có võ tu và một tên mập rất biết đánh nhau. Mà điều khiến lão ta vui mừng nhất chính là thanh kiếm Long Uyên trong tay này được làm từ huyền thiết, mà còn là huyền thiết cực kỳ bá đạo. Lần này ăn cướp thật sự quá hời, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đàn ông giết chết, đàn bà mang đi, đại hán đầu chọc nói. Vâng, cả đám cười lạnh, lộ ra hàm răng trắng ẩn, nhấc dao lên định giết. Ngưu Oanh muốn đứng dậy nhưng lại hữu tâm vô lực. Dân làng tràn đầy tuyệt vọng, họ đều là người bình thường, nào đánh nổi võ tu. Phần lớn đều là nương tựa lẫn nhau, chờ đến lúc già đi rồi qua đời. Keng, keng. Đao chưa vung xuống thì đã có tiếng phi đao bay tới, không biết ở đâu ra mà có mười mấy cái. Cái nào cũng có sấm sét và lửa bao quanh. Không sai, chính là Triệu Bân. Thấy cảnh này, hắn ra tay không chút lưu tình. Phập, phập, phập. Ánh máu hiện ra, ngoài đại hán đầu chọc và trung niên mặt sẹo ra thì những kẻ khác đều bị trúng chiêu, lần lượt ngã vào trong vũng máu, chết mà không biết là ai ra tay. Kẻ nào? Đại hán đầu chọc và trung niên mặt sẹo lập tức áp lưng vào nhau. Nhìn uy lực của phi đao thì người ra tay chắc chắn là một võ tu, còn là một võ tu mạnh mẽ. Nếu không cũng không thể giết chết nhiều người như vậy được. Câu hỏi của gã ta không nhận được lời đáp lại, bốn phía tĩnh mịch, rừng đêm đen sẫm, chẳng nhìn thấy bóng người. Đi! Đại hán đầu chọc nghĩ cũng không nghĩ, quay người định chạy. Đi! Tiếng nói lạnh lùng vang lên, Triệu Bân đuổi theo. Đương nhiên là độn thổ lên. Ngươi! Đại hán thay đổi sắc mặt, vội vàng đứng lại. Gã ta không nhìn nhầm, kẻ trước mặt này từ dưới đất chui lên, mẹ nó chứ, thuật độn thổ trong truyền thuyết đầy ư. Keng! Triệu Bân đạp bước phong thần, thân thể quỷ dị như một bóng đen, xông tới phía đại hán. Lúc hắn đứng yên lại thì kiếm tử tiêu trong tay hắn đã dính vết máu. Còn đại hán đầu chọc đã bị chém một đường ở cổ. Máu tươi chảy ra, rõ là bị chém qua yết hầu. Chính vì thế mà hai mắt gã ta lồi ra, gã ta không thể tin được, đường đường là chân linh đỉnh phong mà lại bị giết nhanh như thế. Rầm, cùng với tiếng gió, gã ta quỳ xuống, chết một cách ấm ức. Không thể nào, còn lại trung niên mặt sẹo lùi về sau theo bản năng, cũng không dám tin tưởng. Kẻ đối diện chỉ mới là cảnh giới chân linh tầng 1. Tuy có thuật độn thổ kỳ lạ nhưng cũng không thể giết chết một cảnh giới chân linh đỉnh bằng một kiếm được. Tiền bối, làm việc ác nhiều thì sẽ bị báo ứng đấy. Triệu Bân lãnh đạm nói, tay cầm kiếm tử tiêu đi tới. Ta là người của núi Thương Long. Trung niên mặt sẹo hừ lạnh, thần thái thì rất là oai phong, tính dọa Triệu Bân. Lão ta nghĩ với uy danh của núi Thương Long thì tác dụng sẽ rất cao. Mà quan trọng nhất, đối phương lại chỉ là cảnh giới chân linh tầng 1. Còn lão ta là đỉnh phong. Đại hán đầu chọc quá lơ là nên mới bị đánh lén, nếu là đánh chính diện thì sao mà thua được. Dù là ai thì hôm nay cũng phải chết. Triệu Bân bước qua, chém tới, mặt kiếm còn mang theo tia sét. Núi Thương Long gì đó, chả nghe thấy bao giờ, cứ lấy tên ra hù dọa thì chẳng có ích gì đâu. Cuồng vọng. Trung niên mặt sẹo giận dữ hét, nhấc kiếm Long Uyên lên, chân nguyên sôi sục. Leng keng. Kiếm chạm vào kiếm tóe ra tia lửa cùng tiếng ma sát chói tai. Triệu Bân đứng yên tại chỗ. Trung niên mặt sẹo thì lại đỏ bừng mặt lên, lão ta đã rơi vào thế hạ phong. Triệu Bân vừa có tốc độ mà thân thể lại mạnh mẽ, rất đáng sợ.
Thằng nhãi này quá kỳ lạ, chạy là thượng sách. Lão ta chẳng nghĩ nữa mà xoay người định chạy. Trước khi đi, lão ta còn ném ra một quả trứng sắt, đó là một viên đạn khói, là vật chuẩn bị khi chạy trốn. Con người mà, lúc cần sợ hãi thì vẫn sẽ sợ. Mà lão già này có không ít thủ đoạn giữ mạng, là vì sợ hãi trong lòng. Người nghĩ người đi được chắc. Triệu Bân không nhìn làn khói độc, thân hình như quỷ, chỉ hai ba bước đã đuổi kịp. Giết người rồi còn dám chạy. Muốn chạy thì cũng phải ném thanh kiếm kia lại chứ. Đó là của ta mà. Tiểu bối, người thật sự muốn không chết không thôi à? Trung niên mặt sẹo gầm lên, quay người, thật sự bị ép đến tức giận. Keng! Đáp lại lão ta chính là một kiếm của Triệu Bân. Kiếm này lại khiến lão ta lùi bước liên tục. Đến lúc lão ta đứng yên ổn thì đã không còn thấy bóng dáng Triệu Bân đâu nữa. Vẫn là thuật độn thổ đó. Không chờ lão ta định hình thì Triệu Bân đã tấn công tới, tay bắt lấy cánh tay lão ta, kéo xuống mặt đất. Tiếng xương gãy vang lên chói tai. Phụt! Trung niên mặt sẹo phun máu ra cao hơn một trượng, đầu lão ta ong ong. Lại còn có kiểu đánh nhau này à? Không cần bí thuật, cứ lên là ngã. Keng! Triệu Bân lại bồi thêm một kiếm nữa. Tiếng kêu thảm vang lên. Trung niên mặt sẹo cũng quỳ xuống, máu trong mồm tuôn ra, nằm ngã dưới vũng máu. Đến rồi, chết không nhắm mắt. Tối nay đúng là bát tự không hợp mà, cướp được bảo bối nhưng lại bị người ta tiêu diệt cả đoàn. Đi cướp khắp nơi rồi, nhưng lại chết ở một cái nơi khỉ ho cỏ gáy, mà đối thủ còn là một kẻ ở cảnh giới chân linh tầng một chứ. Triệu Bân thu kiếm, đến chỗ Ngưu Anh. Tên mập bị thương rất nặng, đã bị hôn mê, cũng may là không ảnh hưởng đến tính mạng. Đêm nay là một đêm đau buồn. Đêm nay, Triệu Bân cứu rất nhiều người, cũng chôn cất rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, cả thôn một mảnh tiêu điều. Ngươi lại cứu mạng ta nữa, sắc mặt Ngưu Anh trắng bệch, cánh tay trái vẫn buông thõng như cũ, nhưng chưa bị phế. May là Triệu Bân cứu kịp thời, nhưng những người chết kia thì đã thật sự qua đời. Cả Ngưu gia trang này cũng chỉ còn một mình hắn ta là võ tu. Có muốn chuyển nhà không? Triệu Bân hỏi. Chuyển đi đâu được chứ, có ai chịu thu nhận đâu, Ngưu Anh thở dài. Nếu không chê, có thể đến thành Vong Cổ. Triệu Bân uống một ngụm rượu, cũng không biết là đồng tình hay vì lương thiện, hắn thật sự không muốn nhìn thấy thảm cảnh này nữa. Dù gì thì hắn cũng có duyên với nơi này, dàn xếp cho hơn trăm người thì hắn vẫn làm được. Hiện tại hắn có khả năng này. Cảm ơn ngươi. Lần đầu tiên Ngưu Anh hành lễ trịnh trọng với Triệu Bân. Đều là ân tình, ngày sau phải trả lại đấy. Triệu Bân nói, rồi cầm bình hồ lô đi. Tìm nơi khác vẽ bùa. Đúng là một quái thai. Ngưu Anh lầm bẩm, còn nhớ hai ngày trước Triệu Bân vẫn chỉ là một cảnh giới ngưng nguyên tầng 8, lúc gặp lại thì đã là cảnh giới chân linh. Tốc độ phát triển này quá yêu nghiệt đi, mà khí huyết của hắn đúng là dày lên không ít, khiến hắn ta thật sự rất áp lực. Trong góc thôn, tiếng khóc không ngừng vang lên. Triệu Bân yên tâm vẽ bùa, mãi đến đêm mới ra khỏi phòng, ôm một cái sọt toàn tiền giấy có phù văn ở trên. Đây cũng là học từ trong cuốn Phù Văn Lục mà ra. Trong sách có ghi, phối hợp với chú ngữ mà giải trước mộ thì có thể siêu độ vong linh. Nếu như ở dưới âm thì số tiền giấy này chính là bạc. Ở nơi không xa, Ngưu Anh đang bận rộn không ngừng. Những người dân khác cũng chạy đi chạy lại, chuẩn bị 20 chiếc xe ngựa. Bọn họ quyết định chuyển nhà, hơn 100 nhân khẩu không ai phản đối. Thôn này ở nơi hẻo lánh, cách xa thành thị phồn hoa. Chỉ là miễn cưỡng mà sống. Lần này may mà có Triệu Bân bảo vệ, nhưng họ không thể sống cả đời ở đây được. Mà người cứu cả thôn còn đồng ý giúp đỡ sắp xếp thì đã là một ân tình cực lớn. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, 20 chiếc xe ngựa đã nối đuôi nhau ra khỏi thôn. Tiếng thổn thức vang lên không ít, hầu như ai cũng ôm một bài vị, lúc xe đi xa còn không quên nhìn lại. Xa quê hương ai mà không nỡ, vì gần như cả đời gắn liền với nơi này. Hôm nay đi, không biết khi nào mới quay về được. Mau chóng đuổi theo nào. Ngưu Anh cưỡi ngựa đi theo đoàn người, thấy ai lạc đoàn liền lập tức thúc giục. Công việc phân ra rất rõ ràng. Triệu Bân thì ở phía trước mở đường, cũng không rảnh rỗi, một bên luyện thể một bên ngộ đạo. Lộc cộc, con ngựa hắn cưỡi nhìn ủ rũ vô cùng, chẳng có chút thần thái nào mà chỉ bực bội. Bực bội cái người cưỡi nó sao mà nặng thế không biết. Ngoài ra lại còn cả tiếng xương cốt cứ răng rắc cả quãng đường không nghỉ. Cũng đúng,
Triệu Bân mang kiếm Long Uyên theo mà. Hắn thì không nặng, nhưng thanh kiếm này thì không thể nhẹ nổi, phải mấy trăm cân. Này, cho ngươi luyện. Ngưu Anh cưỡi ngựa đuổi theo, kín đáo đưa một bộ sách cổ cho Triệu Bân, đó là bí thuật hổ gầm long ngâm. Hắn ta đã nói thì không nuốt lời. Vậy sao được? Triệu Bân cười đáp, miệng thì nói, tay thì không nhàn, đem cuốn sách cổ đó cất đi. Bao giờ mới đến thành Vong Cổ, tên mập hỏi. Theo tốc độ này thì nhiều nhất là 7 ngày, Triệu Bân đáp rất tùy ý. Giờ hắn đang chúi đầu vào nghiên cứu hổ gầm long ngâm. Bí thuật sóng âm này Triệu gia nhà hắn không có, hoặc là nói, chả biết vì sao lại thất truyền. Nhìn qua thì có vẻ không khó lắm. Cũng có lẽ vì thiên phú của hắn cao, học gì cũng rất nhanh. Môn pháp này lấy chân nguyên thôi thúc sóng âm, cần có lực bộc phát trong nháy mắt. Thuật này có yêu cầu về cường độ thân thể, ví dụ như kinh mạch và lục phủ ngũ tạng, nếu không đạt tiêu chuẩn thì sẽ vừa làm kẻ địch lẫn bản thân bị thương. Đây là điều cơ bản nhất. Hổ gầm long ngâm có nói, cấp bậc của tinh thần càng cao thì uy lực của nó càng lớn. Nói cho cùng thì cũng phải dựa vào nền tảng cá nhân. Ví dụ, cảnh giới thiên võ thi triển ra hổ gầm long ngâm, chỉ một tiếng hét có thể khiến ngũ tạng bị vỡ vụn. Không đến nửa nén hương, hắn đã cất sách cổ lại. Sau đó là một tiếng hét. Có lẽ vì dung nhập được máu rồng nên chiêu hổ gầm long ngâm của hắn nghe rất rõ tiếng rồng ngâm trong đó. Gần như không có tiếng hổ gầm mà chỉ có tiếng rồng ngâm rất hùng hồn, khiến cho nham thạch phía đối diện còn phải nứt ra. Không tệ, Triệu Bân cười nói. Khi hắn quay sang nhìn Ngưu Anh thì thấy Ngưu Anh nhìn mình chăm chăm. Đúng là đồ quái thai, chỉ mới nửa nén hương mà đã luyện thành rồi. Đã bảo là hổ gầm long ngâm mà, sao chỉ có tiếng rồng ngâm vậy? Cùng là tu luyện bí thuật, mà Triệu Bân thi triển ra còn mạnh hơn cả hắn ta. Nền tảng là một thứ tốt. Ngưu Anh lẩm bẩm, hắn hiểu đạo lý này mà. Gờ rào. Trong lúc hắn ta suy nghĩ, Triệu Bân lại tiếp tục gào lên. Lần này còn bá đạo hơn cả lần trước, vẫn chưa có hổ gầm, nhưng tiếng rồng ngâm thì thuần túy và hùng hồn hơn nhiều. Qua. Ngưu Anh ôm đầu, vì hắn ta ở gần Triệu Bân nhất nên thấy choáng váng hết cả đầu óc. Nếu sóng âm này mà đánh về phía hắn ta thì chắc là sẽ bị chấn động đến mức phụt máu mất. Ta truyền cho ngươi thiên lôi kiếm quyết. Triệu Bân cười nói, đưa cuốn kiếm quyết này cho Ngưu Anh. Còn về thuật độn thổ, xuyên tường và bước phong thần thì không truyền được. Nguyệt thần đã dặn hắn rồi, những gì cô ta truyền cho hắn thì tốt nhất không nên truyền lại cho người khác. Hào phóng quá. Ngưu Anh cười khà khà, sớm biết kiếm pháp của Triệu Bân tuyệt diệu, cũng nóng lòng muốn học. Gờ rào, gờ rào, gờ rào. Quãng đường sau đó cứ có tiếng hét không ngừng. Tiếng rồng ngâm ngày một hùng hồn. Là Triệu Bân đang tu luyện hổ gầm long ngâm. Ngưu Anh cũng tự giác lui về phía sau, chứ cứ ở lại thì hắn ta sẽ phải phun máu ra mất. Đoàn xe từ từ tiến về phía trước. Nhìn từ xa, ai không biết còn bảo là áp tải. Trời chuyển sang tối dần, đoàn xe dừng lại trong rừng. Nhà đông người nên tốc độ cũng không nhanh, cứ theo tốc độ này thì phải 7, 8 ngày mới đến. Với Triệu Bân thì đây cũng là một loại tu hành. Đưa những người này đến thành Vong Cổ an toàn cũng là làm tròn công đức. Đây có lẽ là nhân quả mà Huyền Môn Thiên Thư nói. Đó là một thứ cực kỳ huyền bí, không rõ ràng, nhưng sau này khi tu vi lên đến một trình độ nhất định thì sẽ dần dần hiện ra, giống như sẽ ảnh hưởng đến vận may của bản thân. Đêm buông xuống, lửa đốt chiếu sáng khu rừng. Người dân lấy nồi ra nấu ăn. Mãi mới có dịp ra ngoài nên cũng chẳng phân chia nhà nào với nhà nào, không khí vô cùng hòa thuận. Xong bữa cơm, Triệu Bân ngồi thiền dưới gốc cây. Ở nơi không xa, Ngưu Anh cũng vậy. Năng lực khôi phục của hắn ta không tệ, cánh tay đã phục hồi nguyên trạng, có lẽ là nhờ có huyết mạch kỳ lạ của hắn ta. Làn da đen thui đó có lẽ không phải do phơi nắng nhiều mà là do di truyền. Hửm! Gió khẽ thổi qua, Triệu Bân mở mắt. Mùi máu tanh! Triệu Bân đứng dậy, mũi của hắn cực kỳ nhạy cảm. Là nữ. Sau đó hắn bổ sung thêm một câu, vì ngửi thấy mùi hương của phụ nữ. Soạt. Trong lúc đang nhìn, một bóng đen xông vào trong rừng, mặc đồ đi đêm, tay trái ôm cánh tay phải nhuốm máu, dáng đi cả nhắc, thỉnh thoảng lại ho ra máu. Khỏi nói cũng biết là bị thương nặng. Đôi mắt đẹp quá. Triệu Bân lẩm bẩm, cô gái này che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, nhìn lung linh như nước. Trong mắt cô gái ấy không có chút vấy bẩn nào.
khăn che mặt cùng đôi mắt xinh đẹp ấy càng tạo nên một cảm giác thần bí khiến người ta cho rằng dưới lớp mặt nạ là một dung nhan tuyệt thế. Chắc là thích khách rồi. Ngưu Anh cũng ngửi thấy mùi máu tanh và một mùi sát khí nào đó. Tiện nhân, chạy đi đâu? Nữ thích khách áo đen có hai người đuổi theo phía sau, một là ông già lưng gù, một là thanh niên áo tím. Người chửi chính là thanh niên áo tím, còn tiện nhân thì chắc chắn là chỉ nữ thích khách kia rồi. Cảnh giới huyền dương, cảnh giới chân linh đỉnh phong. Tần Ninh nhìn viên tiểu linh châu, ông già lưng gù là cảnh giới huyền dương còn thanh niên áo tím là cảnh giới chân linh đỉnh phong. Người dân sợ hãi ôm lấy nhau. Ngưu Anh an ủi họ rồi quay về vị trí cũ. Hắn ta còn nhìn sang khu rừng kia nhưng không đuổi theo. Ra ngoài đường, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù gì cũng mang theo người nhà, tốt nhất nên bớt tham gia chuyện bao đồng lại. Đôi mắt đẹp quá. Bên này, Triệu Bân còn đang lẩm bẩm, đôi mắt đó giống như có ma lực thu hút hắn. Đêm, lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Không biết đến lúc nào, Triệu Bân mở mắt ra, vì viên tiểu linh châu trong lòng hắn lại sáng lên nữa. Tiện nhân, đừng để ông đây bắt được ngươi. Quả nhiên tiếng mắng lại vang lên nữa. Vẫn là giọng của thanh niên áo tím kia. Hắn ta mắng chửi một đường về, chắc là không đuổi theo được nữ thích khách áo đen đó. Sắc mặt hắn ta vô cùng khó coi, nghiến chặt răng, lửa giận xung thiên. Lúc đi qua đây, hắn ta hơi dừng lại, nhìn sang đoàn người. Người dân bị hắn ta nhìn, cũng không dám nói gì, mấy đứa nhỏ đều trốn trong lòng mẹ. Thú vị thật. Thanh niên áo tím kia cười lạnh, khẽ sờ cằm, ánh mắt lộ ra sự thích ý tà ác. Lửa giận của hắn ta sau khi nhìn thấy mấy thiếu nữ trong thôn đã biến thành sự biến thái, muốn tìm người phát tiết. Con nhóc này cũng xinh xắn. Thanh niên áo tím nhếch miệng cười vô cùng dâm tà. Hắn ta bước qua, đến chỗ một thiếu nữ, bên tai hắn ta tựa như nghe thấy tiếng kêu đau đớn của thiếu nữ khi bị XX, cảm giác đó chắc tuyệt diệu lắm. Ngươi làm gì? Ngưu Anh bước ra, chặn lại thanh niên áo tím. Cảnh giới chân linh tầng 1. Thanh niên áo tím bật cười, rồi ném ra một túi tiền. Ý tứ rõ ràng, thiếu gia ta sẽ lấy con bé kia. Ngưu Anh không thèm nhìn, vẫn đứng im bất động, ánh mắt giận dữ. Triệu Bân cũng im lặng, không phải vì sợ, mà là đang nhìn người còn lại. Đúng vậy, ngoài thanh niên áo tím ra thì vẫn còn một người nữa, chắc là ông già lưng gù. Ông ta vừa mới đến lúc nãy, thấy thanh niên áo tím muốn tìm niềm vui thì cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt. Tiền bối, gặp nạn bên ngoài cũng không dễ dàng gì. Triệu Bân chậm rãi lên tiếng, là nói với ông già lưng gù. Ngươi là cái thá gì? Ông già lưng gù chưa lên tiếng mà thanh niên áo tím đã nhìn sang, khinh bỉ lườm Triệu Bân. Giống như hắn ta biết ông già lưng gù cũng ở trong bóng tối, thế thì còn sợ gì nữa, cho dù không có ông ta, hắn ta cũng chẳng phải sợ. Một cảnh giới chân linh đỉnh phong đánh lại hai tên tầng một thì nhẹ nhàng quá. Tích giận. Chủ yếu là vì hôm nay hắn ta giận quá rồi, đuổi theo một đường mà vẫn để cho nữ thích khách đó chạy mất. Hắn ta tích một bụng lửa giận, đang muốn tìm người phát tiết. Nếu nghe theo hắn ta thì tốt, còn không, hắn ta cũng không ngại giết người. Ở trong rừng sâu này, giết người cướp của là chuyện quá hay gặp, cũng chẳng ai biết. Triệu Bân không nhìn thanh niên áo tím mà đang chờ ông già lưng gù trả lời. Nếu ông quan tâm, thì sẽ bình yên vô sự, đường ai nấy đi, nhưng nếu không, thì sẽ giết chết hắn. Ông già lưng gù cười lạnh, đương nhiên sẽ không nhúng tay vào. Hai tên cảnh giới chân linh có khác gì kiến cỏ, nếu đã là kiến thì chẳng có tư cách đàm phán với ông ta. Chờ thanh niên áo tím hưởng lạc xong, ông ta không ngại tiêu diệt đám người này. Vả lại, ông ta cũng đang giận lắm đây. Không nói đến thanh niên áo tím, chính ông ta cũng muốn tìm một người phụ nữ để phát tiết. Muốn chết à? Bên này, thanh niên áo tím đã hành động, chân nguyên tụ trong lòng bàn tay, đánh về phía Ngưu Anh. Ngưu Anh cũng là một hán tử, không lùi mà tiến, chân nguyên phủ quanh nắm đấm, đánh lại đòn của tên kia. Hai quyền chạm nhau, vang lên tiếng nổ. Nhìn cục diện thì cảnh giới chân linh đỉnh phong hoàn toàn lấn áp cảnh giới chân linh tầng 1, Ngưu Anh bị đánh cho lui lại liên tục. Không biết lượng sức, thanh niên áo tím cười khẩy, lại tấn công tiếp. Soạt, Triệu Bân xuất hiện như ma, thoát cái đã ở trước mặt thanh niên áo tím. Ngươi! Thanh niên áo tím sửng sốt, hẳn là đã xem thường Triệu Bân và thân pháp của hắn.
không ngờ Triệu Bân lại quỷ dị như vậy, nhanh đến mức hắn ta không kịp nhìn theo. Cảnh giới chân linh tầng 1 sao có thể nhanh được đến vậy chứ? Đinh đang đinh đang. Đột nhiên có một tiếng chuông vang lên, là chuông bắt hồn của Ngưu Anh. Tiếng chuông có ma tính làm nhiễu loạn tâm thần của thanh niên áo tím. Trong phút chốc, Triệu Bân đã xuất hiện. Vào lúc thanh niên áo tím tỉnh táo lại thì kiếm Tử Tiêu đã kề ngang vai hắn ta. Ánh kiếm lạnh băng, nếu Triệu Bân muốn thì có thể kết liễu hắn ta luôn. Đánh theo một cách kỳ lạ. Không thể không nói, hắn và tên mập phối hợp đúng là rất hoàn mỹ. Ngươi giỏi đấy. Thanh niên áo tím cười khẩy, kiếm đã đặt trên vai rồi mà còn không chuyển động, cũng không sợ. Hắn ta không nghĩ Triệu Bân dám giết mình, vì bên hắn ta còn một cảnh giới huyền dương nữa. Nếu giết hắn ta, bọn Triệu Bân cũng sẽ phải chết. Khá khen cho một tiểu bối. Nói đến cảnh giới huyền dương thì ông già lưng gù cũng nhảy ra, không nhìn Ngưu Anh mà chỉ nhìn Triệu Bân. Tốc độ đó đúng là khiến ông ta trở tay không kịp, nói gì đến cảnh giới chân linh đỉnh phong. Thả thiếu chủ nhà ta ra thì sẽ bình an vô sự. Ông già lưng gù lạnh giọng nói, chân nguyên lưu chuyển, đang tìm cách làm sao để giết Triệu Bân trong một chiêu. Mơ đi. Triệu Bân cười lạnh, bắt thanh niên áo tím ra chặn trước mặt mình, tránh bị cảnh giới huyền dương giết trong một chiêu. Đã muốn chết thế thì ta cho ngươi toại nguyện. Ông già lưng gù cười khẩy, bước ra một bước, nhưng ông ta cũng chỉ bước lên một cái rồi dừng, vì kiếm của Triệu Bân đã cứa vào cổ của thiếu chủ nhà ông ta. Vết kiếm không quá sâu, nhưng lại mang một sự uy hiếp, rằng nếu ông ta dám bước lên thì thanh niên áo tím sẽ mất đầu. Triệu Bân không hề nói đùa. Cảnh giới huyền dương đúng là đã bị dọa sợ. Sắc mặt của thanh niên áo tím cũng giận dữ vô cùng, nhưng hắn ta cũng không dám chuyển động. Hắn ta tin là Triệu Bân thật sự sẽ giết mình được. Tên nhãi này không phải người tầm thường, sẵn sàng đồng quy vu tận với hắn ta. Đi mau. Triệu Bân nói khẽ, đưa một tờ giấy cho Ngưu Anh, trên đó là con đường đi về thành Vong Cổ và cửa hàng binh khí Triệu gia của hắn cùng bút tích và tín vật do chính tay hắn viết. Muốn đi thì cùng nhau đi. Đi mau, Triệu Bân lãnh đạm nói, cắt ngang Ngưu Anh. Đối phương là cảnh giới huyền dương, hắn không đánh lại nổi. Nếu cứ thế này, ông già lưng gù mà mất kiên nhẫn thì không chỉ đơn giản là chết một hai người đâu. Nếu chỉ còn lại một mình hắn, không vướng víu gì thì sẽ dễ làm hơn nhiều, khả năng chạy trốn rất cao. Ngưu Anh muốn nói lại thôi. Nhưng hắn ta vẫn quay đi, biết Triệu Bân có con bài chưa lật. Bọn họ ở lại cũng là liên lụy. Người dân cũng chạy lên xe ngựa. Ông già lưng gù hừ lạnh, muốn chạy theo đuổi giết, nhưng kiếm của Triệu Bân lại kẻ thêm một đường nữa ở cổ thanh niên áo tím, ý là, muốn hắn ta chết thì cứ đuổi giết đi, có gì cùng nhau chết. Vẫn rất đáng sợ. Ông già lưng gù dừng lại tiếp, không nhìn Ngưu Anh và người dân nữa mà chỉ nhìn Triệu Bân, sát cơ bùng lên mãnh liệt. Nói thật, ông ta rất ghét cảm giác bị uy hiếp. Muốn ra tay, nhưng đó là thiếu chủ, cùng đi ra thì phải cùng sống trở về. Ngoan ngoãn chút đi, đao kiếm vô tình đấy. Triệu Bân lạnh nhạt nói với thanh niên áo tím. Hắn biết hắn ta đang nghĩ gì, chân nguyên trong cơ thể đã điều động, chỉ chờ một sơ hở là sẽ trốn ra ngay. Nhưng Triệu Bân cũng không cho hắn ta cơ hội đó. Đây là tấm bùa hộ thân của hắn. Thanh niên áo tím còn, thì hắn sống, thanh niên áo tím chạy, hắn cũng đừng mong tồn tại. Tiếng vó ngựa vang lên, đoàn xe lại xuất phát. Đi được một quãng xa, Ngưu Anh vẫn ngoái lại nhìn, sắc mặt hổ thẹn. Nếu như hắn biết điều hơn thì lúc này sẽ không làm liên lụy Triệu Bân. Triệu Bản hoàn toàn có thể làm nghe được, với thân phận của hắn, chạy trốn là điều dễ dàng. Nhưng hành động này của Triệu Bản khiến hắn ta không dám tin. Qua mấy ngày, thế mà lại được nhận thêm một ân tình nữa. Tâm trạng của hắn ta cũng là tâm trạng của toàn bệ người dân. Giây phút ấy, có một chấp niệm gieo vào trong lông bọn họ, cả đời này. Bọn họ đều nợ Triệu Bân, mạng sống này của bọn họ cũng sẽ mang hạ Triệu. Có thể thả ra được chưa? Thấy đội ngựa đã đi xa, ông già lưng gù lạnh lùng hỏi. Thả hắn ta ra thì ta còn chết nhanh hơn. Triệu Bân cười cười, đòi thả là thả ngay, đâu thể dễ thế được. Hắn phải kéo dài thời gian, đợi đội ngựa đi xa hơn, cũng phải nghĩ tới đường lui. Xem chạy đi từ đâu có thể vọt thẳng lên trời luôn. Tiểu bối à, khả năng nhẫn nại của lão phu có giới hạn thôi đấy. Ông già lưng gù hầm hừ, chân nguyên đang lưu động của ông ta cực kỳ lạnh lẽo.
ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn một chiêu tất sát rồi, nếu bị chèn ép đến phát bực thì chuyện gì ông ta cũng làm được. Ta đảm bảo sẽ không giết ngươi. Chàng thanh niên áo tím lên tiếng, giọng điệu rất chân thành, nếu đổi lại là người bình thường chắc đã tin rồi. Nhưng Triệu Bân đâu phải người bình thường, não hắn có bị uống nước đâu, đảm bảo có tác dụng quái gì. Thả người. Ông già lưng gù tức giận quát lên, sắc mặt đã trở nên dữ dằn, thực sự không kiềm chế nổi lửa giận nữa, từ khi ra nghề đến nay, đây là lần đầu ông ta bị người khác uy hiếp như vậy. Thả chứ, lúc nào nên thả tự khắc sẽ thả. Triệu Bân cười cười, túm thanh niên áo tím, từng bước lùi về sau. Mà ông già lưng gù thì từng bước áp sát, chuẩn bị phóng ra một đòn đánh như lôi đình bất cứ lúc nào. Trả cho ông này. Khi lùi tới bên bìa rừng, Triệu Bân mới đột ngột đạp bay chàng thanh niên áo tím bằng một cú đá. Sau đó, hắn quay người nhảy vào cánh rừng đen kịt. Thiếu chủ. Ở bên này, ông già lưng gù đã đỡ được thanh niên áo tím. Giết, nghiền nó ra cho. Thanh niên áo tím phẫn nộ, ban nãy vẫn còn bình tĩnh, thế mà lúc này đã như một con sư tử được phát điên, hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi vặn vẹo. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu hắn ta mất mặt đến vậy. Bị một kẻ mới đạt tới cảnh giới chân linh tầng 1 thì làm sao mà người cao cao tại thượng như hắn ta có thể nhẫn nhịn được. Bùa, bùa nổ. Ông già lưng gù biến sắc, vốn định truy sát, nhưng bỗng chợt thấy một thứ rất đáng sợ. Hóa ra sau lưng thanh niên áo tím dán đầy những miếng bùa nổ, cái nào cũng có chữ bạo cực kỳ chói mắt. Nổ cho ngươi bay đầy trời luôn. Triệu Bân độn thổ, gỡ cấm chế của bùa nổ, nắm giữ cục diện rất hoàn hảo. Uỳnh. Ngay sau đó là tiếng nổ lớn vang lên, mười mấy lá bùa nổ phát nổ cùng lúc. Không. Thanh niên áo tím gào thét, đôi mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng, gương mặt dữ tợn chỉ toàn vẻ khiếp hãi. Thế nhưng, dù tiếng gào thét có vang vọng đến đâu cũng hoàn toàn vô dụng. Mười mấy lá bùa nổ lập tức biến hắn ta thành một đống máu thịt hỗn độn. Khoảnh khắc trước lúc chết, hắn ta buồn bực lắm, chắc hẳn cũng hối hận vì không nên chọc vào những người này. Chưa chút được cơn giận đã đánh cược cả tính mạng của mình vào đó. Phụt, thanh niên áo tím bị nổ tung thì ông già lưng gù cũng không khá được là bao, khoảng cách gần như thế, muốn trốn cũng không kịp. Ông ta bị hất bay ngay tại chỗ, máu me be bét. Ông ta thực sự đã xem thường Triệu Bân quá rồi, tại sao một kẻ mới tới chân linh tầng một lại có bùa nổ, mà lại còn có nhiều như thế chứ, nổ một cái mà ông ta trở tay không kịp. Tuy rất thê thảm, nhưng ông ta chưa chết. Cảnh giới huyền dương không phải để làm cảnh, chân nguyên hộ thể đã ngăn được phần lớn ảnh hưởng của vụ nổ, nhưng nếu bùa nổ dán trên người ông ta thì khó nói lắm. Ngươi đáng chết. Sau khi đứng vững, ông già lưng gù nhún mình phóng vào rừng sâu, đuổi theo Triệu Bân. Gương mặt già nua kia lẫn lộn máu thịt, mái tóc xóa tóc, trông ông ta không khác gì ác quỷ. Nhanh, nhanh hơn nữa. Trong rừng sâu, Triệu Bân đạp trên bước phong thần, chạy trốn đến mức không buồn quay đầu lại. Hắn biết bùa nổ không thể giết chết ông già lưng gù, cho dù ông ta sống dở chết dở vẫn có thể dễ dàng trấn áp được hắn. Cảnh giới luôn là thứ áp chế tuyệt đối, muốn không phục cũng không được, vậy thì phải chạy, chạy cho nhanh vào. Giết! Sau lưng, tiếng gào thét phẫn nộ không ngừng vang lên, ông già lưng gù đuổi tới nơi rồi, chân nguyên ào ào cuốn theo, khí thế hung hãn, không biết bao nhiêu gốc cây to bị gãy ngang, không biết bao nhiêu tảng đá lớn bị dẫm nát. Khí thế mạnh hơn Diêm lão quỷ khi ấy rất nhiều. Chân tay Triệu Bân nhanh nhẹn như một bóng đen đi xuyên qua rừng núi, cứ đến chỗ nào, hắn sẽ để lại một vài thứ, ví dụ như bùa nổ. Đùng, đùng, đùng. Tiếng nổ vang lên ngay sau đó, khu rừng vốn đã hỗn loạn càng thêm nhếch nhác. Ông lão lưng gù càng thêm chật vật, suốt dọc đường truy sát, chỗ nào cũng là bẫy dập, chỉ cần không chú tâm sẽ bị nổ tung người, cũng may mà căn cơ vững mạnh, nếu không ông ta đã bị nổ thành cho lâu rồi. Để ta xem thử, người có thể gắng gượng được bao lâu. Ông già lưng gù nghiến răng nghiến lợi, bùa nổ là một thứ rất hay ho, nhưng châm nổ cần tiêu hao chân nguyên, nếu dùng nhiều thì chân nguyên sẽ cạn kiệt, phần trừ lại thì dễ xử lý rồi. Nổ đi, người cứ nổ đến chết đi, định dùng bùa nổ để đánh bại lão phu hả, người nghĩ ngon ăn quá đấy. Quả thực, Triệu Bân cảm thấy hơi lực bất tòng tâm. Tính ra hắn đã quăng tới mấy chục lá bùa nổ, chân nguyên chẳng còn bao nhiêu. Nếu không vì từng chạm vào một giọt máu rồng, nếu không vì tiến vào cảnh giới chân linh, số lượng chân nguyên đủ nhiều, khí huyết dồi dào, chắc hắn đã cạn kiệt chân nguyên từ lâu rồi.
chạy đi đâu? Ông già lưng gù đuổi tới nơi, 10 luồng kiếm khí phóng tới cùng lúc. Triệu Bân đột ngột quay người, thời khắc đó, hắn rút kiếm từ tiêu dắt ngang hông, điên cuồng vung kiếm, chắn được mấy luồng kiếm khí rồi lập tức độn thổ vào lòng đất. Độn thổ. Ông lão lưng gù kinh ngạc, bước chân đặt xuống, dẫm mạnh vào nền đất. Phụt. Triệu Bân lại phụt máu, bởi vì mặt đất chấn động nên bị hất tung ra ngoài. Hắn chưa kịp đứng vững thì ông già lưng gù đã lao tới như ma quỷ, bàn tay nhuốm đầy máu định bóp cổ hắn. Gừ. Trong một chớp nhoáng, Triệu Bân dùng đến bí thuật sóng âm hổ gầm long ngâm, âm thanh trầm đục cứ như rồng thần đang gào thét, cực kỳ có sức bạo phát. Ông già lưng gù khẽ hừ một tiếng. Ngày thường đương nhiên ông ta sẽ không sợ, nhưng bây giờ không thể so được với ngày thường. Lúc trước đầu óc ong ong vì bùa nổ, ông ta vốn đã không tỉnh táo, vì luồng sóng âm của Triệu Bân mà quả thực không dễ chịu gì, bàn tay đưa ra cũng chậm hơn phần nào. Triệu Bân có được cơ hội hít thở, chân dẫm lên tảng đá để mượn lực, lao người về phía sau. Khi lên tới lưng chừng, hắn còn vung ra 3 con mũi phi đao, mũi nào cũng gắn một lá bùa nổ. Thấy vậy, ánh mắt của ông già lưng gù như ngưng lại, bây giờ chạy đã không còn kịp, bèn dùng chân nguyên hộ thể, gắng gượng đỡ lấy bùa nổ, đợi khi khói bụi tan đi, ông ta lảo đảo, quần áo rách tươm, máu me đầm đìa, nhiều chỗ còn lộ cả xương ra ngoài, cả cánh tay buông thõng xuống, máu tươi chảy ròng ròng. Thế mà vẫn không chết à? Triệu Bân hộc máu, cơ thể hắn cũng lắc lư, lùi xuống bên cạnh vách đá, mặt mũi trắng bệch. Dùng bùa nổ nhiều quá nên chân nguyên của hắn cạn kiệt rồi. Chạy đi, sao không chạy nữa? Ông già lưng gù nở nụ cười méo mó, dù thương tích thực sự thê thảm, nhưng ông ta cũng đã dồn Triệu Bân tới đường cùng. Dù cơ thể đã chết dở, nhưng ông ta vẫn có thể trấn áp Triệu Bân bằng một tay. Phải biết rằng, một tên mới đạt tới cảnh giới chân linh, chân nguyên cũng không còn là bao, về cơ bản không có sức lực phản kháng. Keng! Đáp lại lời ông ta là tiếng kiếm gầm. Triệu Bân bước tới một bước, vung kiếm ra cầu vồng, trên thân kiếm có sấm sét. Lôi đình! Ông già lưng gù cười nhạo, hờ hững nhấc tay lên, giơ ra 2 ngón tay kẹp lấy kiếm tử tiêu, không lệch tí nào. Triệu Bân sớm đã dự đoán được cảnh này nên lập tức độn thổ, không đợi ông già lưng gù dồn hắn ra ngoài, hắn đã tự trồi lên, cây kiếm trong tay đổi thành kiếm Long Uyên, hai tay nắm chặt, bổ một nhát từ trên trời xuống. Phụt! Nhát kiếm này cũng rất đau đớn, chém cho ông già lưng gù phải lảo đảo, nhưng chỉ lảo đảo trong một thoáng chốc, chân nguyên lại trào lên hất tung Triệu Bân. Phụt! Triệu Bân phun mạnh ra một búng máu, va thẳng vào vách đá. Còn chỗ dựa gì nữa không? Ông già lưng gù nở nụ cười vặn vẹo, từng bước tiến đến, khi đi ngang qua thanh kiếm Long Uyên vẫn đang cắm trên nền đất, ông ta còn tiện tay nhổ nó ra. Đúng là một thanh kiếm tốt, đủ sức nặng, đủ hung hãn. Tiếc rằng ông ta chẳng buồn nhìn kỹ. Giờ phút này, điều ông ta muốn làm nhất là hạ gục Triệu Bân, sau đó hành hạ hắn sống không bằng chết. Chỗ dựa nhiều lắm. Triệu Bân hộc máu, chống tay vào vách đá, lảo đảo đứng cũng không vững. Nụ cười của hắn lẫn với vẻ giảo hoạt. Ông già lưng gù thấy vậy nên thoáng có dự cảm không lành. Ông ta vô thức cụp mắt xuống, bấy giờ mới thấy chân mình đang dẫm lên một lá bùa nổ. Ban nãy chỉ mãi nhìn Triệu Bân. Bây giờ mới phát giác ra, cũng không biết hắn đã chôn lá bùa nổ này từ bao giờ. Chuyện này không quan trọng nữa, quan trọng là Triệu Bân đã hóa giải cấm chế của bùa nổ rồi. Trong thoáng chốc, hai mắt của ông già lưng gù lồi ra, đồng tử co lại. Sau đó, ông ta đi tây trúc thỉnh kinh khi bị nổ tung cùng một tiếng nổ lớn, cánh tay vốn đã buông thõng bị nổ bay luôn. Cơn mưa máu chút xuống, đợi khi mọi thứ dừng lại đã không thấy bóng người đâu nữa. Bao nhiêu lá bùa nổ chỉ có lá này nổ đúng chỗ này, từ dưới lên trên, máu thịt bay đầy trời. Triệu Bân cuối cùng cũng ngồi bệt xuống, thở dốc kịch liệt, mặt mũi trắng bệch. Lá bùa nổ cuối cùng đã rút mất chút chân nguyên còn sót lại trong đan điền của hắn. May mà đã tiêu diệt được ông già lưng gù. Hay, hay lắm. Ngay khi hắn đang thở phào nhẹ nhõm thì một âm thanh nhỏ xíu nhưng dữ tợn vang lên từ cách đó không xa. Ông già lưng gù đã không còn ra hình người nhưng vẫn đứng được dậy. Mất một cách tay, toàn thân bê bết máu, gương mặt già nua không còn nhìn ra dung mạo, máu thịt lẫn lộn, nhìn thế nào cũng giống một cỗ thi thể đang thối rữa, chỉ riêng có cặp mắt vẫn âm u đến đáng sợ. Ta! Triệu Bân định đứng dậy, thế
thế nhưng không dậy nổi nữa, hơi thở không kịp thông thuận nên phun ra một búng máu. Bao nhiêu lá bùa nổ lót sẵn đường, lá cuối cùng còn nổ rất đúng chỗ, thế mà chưa giết được lão già này. Võ giả đạt tới cảnh giới huyền dương sẽ đỡ được mấy vụ nổ kiểu này hả? Ta sẽ biến ngươi thành một con rối, đời đời kiếp kiếp phải quỳ rạp dưới chân ta. Lão già lưng gù cười rất nham hiểm, lảo đảo bước tới từng bước, dù sắp chết đến nơi nhưng căn cơ vẫn còn, cho nên bóp chết một kẻ mới đạt tới cảnh giới chân linh mà còn khô kiệt chân nguyên chẳng khác nào dí chết một con kiến. Phen này đúng là toi thật rồi. Triệu Bân khàn giọng nói, định đứng lên chiến đấu tiếp, thế nhưng không còn sức lực ấy. Ông già lưng gù bị thương thê thảm, hắn cũng bị thương không hề nhẹ, không bị đã bị đứt mất bao nhiêu kinh mạch vì chấn động. Dùng bùa nổ quá nhiều lần đã vượt quá khả năng chịu đựng của hắn, đừng nói đến tấn công, bây giờ hắn còn không đứng lên nổi. Chết đi! Ông già lưng gù tới nơi, giơ thanh kiếm Long Uyên lên, nếu nhát kiếm này bổ xuống thì quỷ môn quan chào đón hắn. Keng! Đúng vào lúc nào, tiếng gầm của kiếm đột ngột vang lên từ phía sau. Không đợi lão già lưng gù kịp phản ứng, một thanh kiếm vừa dài vừa mảnh đã đâm xuyên từ sau lưng tới trước ngực ông ta. Nhìn lại người ra tay, hóa ra là nữ thích khách áo đen trước đó. Không biết cô ta từ đâu chui ra, nhưng nhát kiếm của cô ta quá đỉnh. Á! Ông già lưng gù rú lên, chân nguyên cũng ảo ảo tràn ra. Phụt! Nữ thích khách áo đen phun một búng máu, bay ngược ra ngoài, vốn đã bị thương nên vết thương càng nặng hơn sau cơn chấn động. Ông già lưng gù hứng một nhát kiếm cũng lắc lư lảo đảo, máu tươi phun ảo ảo từ vết thương trước ngực. Có vẻ như ông ta đứng rất vững, cũng có vẻ như không hề vững. Ngã xuống, cho ta. Triệu Bân cắn răng, gắng gượng vết thương mà đứng dậy, cắm đầu đâm vào lòng ông già lưng gù. Phen này thì ông già cuối cùng cũng gục, cơ thể già nua co giật, miệng trào máu tươi, chết không nhắm mắt. Ông ta chết tức tưởi hơn thiếu chủ của ông ta, cũng hối hận hơn thiếu chủ của ông ta. Nếu ra tay ngăn cản thiếu chủ nhà mình sớm hơn, ông ta đâu gặp phải kết cục này. Đường đường một cao thủ cảnh giới huyền dương mà bị nổ đến tan tác tơi bời. Sau cùng, ông ta bị hai kẻ mới đạt tới cảnh giới chân linh tiêu diệt. Đa tạ, Triệu Bân nở nụ cười mệt mỏi. Nữ thích khách không hề đáp lời, cô ta lảo đảo đứng dậy, vẫn ôm lấy cánh tay phải đang chảy máu ròng ròng, loạng choạng bước tới trước thi thể của ông già lưng gù, sau cùng không trụ nổi nữa, bụp một tiếng ngã vật xuống đất. Sau đó... cô ta liên tục lục lọi trên cơ thể ông già lưng gù. Độc à! Bấy giờ Triệu Bân mới phát hiện ra, cả cánh tay phải của nữ thích khách đã chuyển sang màu đen, máu chảy ra cũng là máu đen, không cần hỏi cũng biết cô ta đã trúng loại kịch độc mà chân nguyên không thể nào đẩy ra được. Phen này chắc hẳn cô ta đang tìm thuốc giải trên cơ thể ông già lưng gù. Chẳng trách cô ta cứu mình. Không có lợi ích thì không ân cần. Không có mục đích nào đó thì đâu thể liều mạng tới bổ thêm một nhát kiếm. Thuốc giải, thuốc giải, thuốc giải. Ở bên này, nữ thích khách vẫn đang tìm, tóc tai rũ rượi, tay chân luống cuống như người tẩu hỏa nhập ma vậy. Còn về việc có tìm được không, vậy thì phải xem ý trời rồi. Ông già lưng gù đáng sợ đến mức nào chứ, đến cả một người đạt cảnh giới huyền dương như ông ta còn không ra hình người vì vụ nổ. Cho dù có thuốc giải, chắc hẳn đã tan nát rồi. Có khi là rơi vãi ở chỗ nào đó trong rừng cây, không dễ gì tìm được. Là mày đây rồi. Khi Triệu Bân nhìn sang, nữ thích khách đang mỉm cười mừng rỡ khi tìm được một cái bình ngọc phỉ thúy từ trên thi thể của ông già. Tuy nó đã vỡ, nhưng thuốc viên vẫn còn bên trong, hiển nhiên đây là thuốc giải, có thể cứu mạng. Tiếc rằng cô ta bị thương quá nặng. Cũng có thể vì trúng độc quá lâu, thuốc giải vừa đưa tới bên miệng thì cô ta đã chết ngất rồi. Triệu Bân thấy vậy bèn nhét vào miệng thay cô ta. Đến lúc này, hắn cũng không đứng nổi nữa, phải vịn tay vào vách đá để ngồi xuống, nhưng vẫn không quên lấy thuốc bột hóa thi ra để tiêu hủy thi thể của ông già lưng gù. Hắn ho khan một tiếng, có vẻ khá xấu hổ khi đã đề cao bản thân, đồng thời đánh giá thấp ông già lưng gù. Bao nhiêu lá bùa nổ mà không thể giết chết được ông ta, nếu không có nữ thích khách, chắc hẳn hắn đã xuống hoàng tuyền rồi. Thế nhưng... cứu được bao nhiêu người như thế, cũng xứng đáng. Không biết Ngưu Anh và thôn dân ở Ngưu Gia Trang đã thoát khỏi nguy hiểm chưa? Không lâu sau đó, ngọn lửa bùng lên. Triệu Bân ngồi bên cạnh đống lửa, mệt mỏi vận dụng công pháp để trị thương, bởi vết thương của hắn thực sự rất thê thảm. Nữ thích khách cũng ở đây.
Dùng xong dược hoàn, độc của cô ta đã được giải, nhưng mặt mũi vẫn trắng bệch, khí tức cũng yếu ớt, hình như còn mơ thấy ác mộng. Trong giấc ngủ mê man, cô ta trông rất đau khổ, thỉnh thoảng còn nói mớ. Điều kỳ lạ hơn là chân nguyên của cô ta đang từ từ tiêu tán. Sở dĩ gọi là tiêu tán, bởi vì chân nguyên giảm bớt từng chút một, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Thứ công pháp gì kỳ dị thế? Hai mắt Triệu Bân khẽ nheo lại, đan điền của nữ thích khách không bị vỡ, chắc hẳn đây là do một loại công pháp kỳ dị nào đó. Không, đừng mà. Nữ thích khách đang ngủ say thì đột nhiên hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, lập tức nắm chặt thanh kiếm, nhìn Triệu Bân với vẻ đề phòng. Chắc hẳn cô ta thực sự hết hơi hết sức rồi, bàn tay cầm kiếm cũng run run. Trông mình đáng sợ thế à? Triệu Bân không nói gì, một tiếng ho khan đã nói thay tất cả. Cũng có thể là quá đẹp trai. Lầm bầm một tiếng, Triệu Bân đứng dậy bỏ đi, trạng thái của hắn chẳng khá hơn được, đi cũng chẳng vững. Khi quay lại, hắn ôm theo một đống quả dại. Triệu thiếu gia cũng biết điều lắm, đưa cho nữ thích khách một quả. Không đói. Nữ thích khách hờ hững đáp, không lẫn một tia cảm xúc nào. Ọc ọc ọc. Hiển nhiên âm thanh này không phát ra từ bụng của Triệu Bân, hắn đang cầm một quả đào cắn ngon lành mà. Bầu không khí thoáng lúng túng. Nữ thích khách vẫn đưa tay ra nhận lấy quả dại, chắc hẳn cô ta đói lắm rồi nên ăn ngấu nghiến. Thêm quả nữa nhé. Ngươi cứu ta cũng cứu ngươi, chúng ta không ai nợ ai. Lời nói của nữ thích khách vừa hờ hững vừa lạnh lùng. Được thôi, Triệu Bân gặm đào rồi tìm chỗ nào đó để trị thương. Cảnh giới chân linh mạnh quá. Nữ thích khách lầm bầm, trong trận chiến trước đó, cô đã nhìn rõ, bản thân mình coi thường tên chân linh tầng 1 này quá. Hắn không chỉ có thân pháp huyền diệu, còn biết đến thuật độn thổ, vừa có sấm sét vừa có thú hỏa, đồng thời còn có cả đống bùa nổ. Nếu không nhờ Triệu Bân cho nổ bùa đến mức ông già lưng gù tàn phế, cô ta cũng không dám bồi thêm một nhát kiếm. Đợi khi thu hồi ánh mắt, cô ta mới nhìn lên bầu trời đêm. Ánh trăng đêm này quá thật hoàn hảo, là một vầng trăng tròn trong veo. Chính vì trăng tròn nên chân nguyên của cô ta mới tiêu biến. Triệu Bân đoán không sai, quả thực là do công pháp của cô ta, mỗi dịp trăng tròn, chân nguyên sẽ tiêu tán hết sạch. Leng keng, âm thanh của xích sắt va vào nhau nhanh chóng vang lên. Nữ thích khách thậm chí dùng một sợi xích sắt để khóa tay và chân của mình lại. Đây là cái quái gì thế? Triệu Bân thu hồi tầm mắt. Lòng thấy hoài nghi, cũng không hiểu gì. Thiếu chủ. Đột nhiên, một tiếng hô vang lên từ phía sau. Sau đó là tiếng gió soạt soạt. Khỏi cần nói cũng biết có võ giả đang tiến về phía này, đồng thời số lượng còn không ít, tu vi cũng không thấp, nghe sóng âm là có thể nhận ra. Tiếng gọi thiếu chủ chắc chắn là gọi thanh niên áo tím bị nổ tung thành cho bụi trước đó. Âm hồn bất tán. Triệu Bân đứng phát dậy, quay người chạy nhanh như sấm rền gió dữ. Không phải hắn sợ, mà là sợ mất mật luôn. Với trạng thái, đừng nói là cảnh giới huyền dương, cho dù chỉ là một kẻ ngấp nghé cảnh giới chân linh cũng có thể đạp chết hắn. Ở phía sau, nữ thích khách cũng lảo đảo đứng dậy, đừng nói là trốn, cô ta muốn đứng cũng không đứng vững. Chẳng lẽ khó tránh được kiếp nạn này sao? Cô ta lầm bầm, chưa bao giờ thấy bất lực như vậy, dù chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng lạnh đến thấu xương. Cô ta run lẩy bẩy. Yếu ớt đến mức khiến người ta thương xót. Cô ta lần mò trong ngực tìm được một viên thuốc độc màu đen, ai làm sát thủ cũng sẽ có. Thế mà quên mất ngươi. Trong lúc mơ màng, một âm thanh gấp gáp phá vỡ suy nghĩ của cô ta. Người đó đương nhiên là Triệu Bân, hắn lại hùng hục chạy ngược về, không nói hai lời, cõng nữ thích khách lên lưng rồi chạy. Khỏi phải nói chứ, khi bị ép tới đường cùng, tiềm lực của con người không có giới hạn. Ví dụ như tên này, lúc trước đi tìm quả dại còn lung lay như sắp đổ. Thế mà bây giờ, dù phải cõng thêm một người khác, hắn không những chạy được, mà còn chạy nhanh hơn thỏ. Tại sao lại cứu ta, nữ thích khách khẽ hỏi. Vì ngươi đẹp chứ sao, Triệu Bân vừa độn thổ vừa trả lời. Thiếu chủ, khi hắn đang nói chuyện thì tiếng hô ở đằng sau lại vang lên, đã vậy khoảng cách càng lúc càng gần. Người này có tu vi không hề yếu. Chắc hẳn đã ngửi thấy chân nguyên nên đang lao về hướng này, tiếng gió thổi vù vù. Nghe vậy, tiềm lực của một người nào đó lại được kích thích. Trong rừng cây, hắn giống như một cái bóng đen, thoăn thoắt lao đi. Không phải chém gió đâu,
chính bản thân hắn cũng không biết tại sao mình cõng theo một người mà vẫn có thể chạy nhanh đến thế. Bỏ ta xuống đi, nữ thích khách lẩm bẩm. Bám chắc vào nhé. Triệu Bân còn chưa nói dứt câu đã bước hụt, hay nói cách khác, dưới chân hắn có một cái hố, à không, không phải hố, chắc hẳn là miệng giếng, cũng không đúng, nó là cái hố mà. Tên chết tiệt nào thế? Triệu Bân thầm mắng, ở cái chỗ rừng rậm không một bóng người này sao lại có bẫy dập chứ? Sau đó, âm thanh ồn ào vang lên. Hai người rơi thẳng xuống, mất một lúc mới chạm đất, ngã đến mức đầu óc choáng váng. Xuyệt! Triệu Bân là người đầu tiên bò dậy, ngẩng đầu nhìn lên trên. Cái hố này sâu như giếng, chắc phải đến cả trăm trượng, ngẩng đầu lên chỉ loáng thoáng thấy bầu trời sao. Nữ thích khách không nói gì, cũng không nhìn miệng hố mà nhìn Triệu Bân. Ánh sao mờ nhạt dọi xuống có thể giúp cô ta thấy được góc nghiêng góc cạnh của hắn, tuy không thể tính là rất tuấn tú, nhưng có một cảm cương nghị khó nói thành lời. Xoạt, xoạt, mấy bóng người lướt qua miệng hố, quả thực không nhìn rõ được. Chỉ thấy mấy bóng đen thôi. Qua cảm nhận khí tức, có thể biết được họ đạt tới cảnh giới huyền dương. Họ đã đuổi tới nơi, nhưng không thấy một bóng người này, bèn đứng trên núi đá lớn nhìn ngó xung quanh. Chia nhau ra tìm. Có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh này, sau đó là tiếng gió sàn sạt, chắc hẳn họ đã bỏ đi rồi. Ta là U Lan. Bên dưới lòng đất tối đen có một giọng nữ khẽ vang lên. Tên hay đấy. Triệu Bân bật cười. Hắn mải nhìn miệng hố mà không cảm nhận thấy bàn tay của U Lan đang nắm lấy cánh tay hắn một cách sợ sệt. Đối với cô ta mà nói, chỗ dựa trong bóng tối này chắc hẳn là thứ ánh sáng ấm áp nhất. Đi rồi à? Triệu Bân vỉnh tai lên nghe ngóng, qua một hồi lâu, bên ngoài không còn âm thanh nào nữa. Đùng, đùng. Âm thanh đầu đập vào tường cũng theo đó mà vang lên, Triệu thiếu gia định dùng thuật độn thổ để đi xuyên tường, thế nhưng tường đá trơn tuồn tuột, lại còn cứng đờ. Bí thuật cũng biến thành đồ trang trí, đầu hắn đập vào chỉ nghe thấy tiếng đùng đùng. Ta lên trước nhé. Triệu Bân lắc lắc đầu, rút chủy thủ ra cắm vào một hố trên vách, bò trên đá mà chui ra ngoài. Sau đó là một cây dây leo được thả xuống dọc theo vách đá. Buộc nó vào người, ta kéo ngươi lên, tiếng gọi của Triệu Bân từ bên trên vọng xuống. Thế nhưng bên dưới không có hồi âm. Đâu rồi, Triệu Bân vểnh tai nghe ngóng, hắn gọi thêm lần nữa. Loảng xoảng. Lần này đã có hồi âm rồi, thế nhưng là tiếng loảng xoảng khi xích sắt va chạm vào nhau. Ngoài ra, dường như còn có cả tiếng rên rỉ đau đớn của nữ tử. Cô nương à! Triệu Bân cúi người, nằm dạp bên miệng hố, cố gắng nhìn xuống bên dưới. Nhìn mãi mới thấy một bóng đen vọt lên trên. Dưới ánh sáng lờ mờ của các vì sao, hắn nhìn thấy U Lan, không hề quấn theo dây leo mà vẫn lao được lên trên. Ôi chao, ngươi biết bay à? Triệu Bân kinh ngạc, cái động sâu hàng trăm trượng mà vẫn bay vọt được lên, đừng nói tới huyền dương hay địa tạng, thậm chí đến cả cao thủ cảnh giới thiên võ cũng chưa chắc đã làm được. Nghe nói, chỉ có cao thủ thiên võ siêu việt mới có thể thực sự bay lượn. Cô gái này thì hay rồi, vọt thẳng lên trời luôn. Khi hắn nhìn sang thì U Lan quay người lại, mang theo một thứ khí thế mạnh mẽ. Triệu Bân không kịp đề phòng nên bị hất văng luôn. Tới khi đứng vững, hắn mới nhận ra U Lan không giống trước đây, có thứ gì đó đã khác rồi. Chân nguyên của cô ta đang biến dị, đúng vậy, đang biến dị, trở nên tàn bạo, đã vậy còn nhuốm thêm màu đỏ thẫm như máu. Giữa hai hàng lông mày của cô ta thấp thoáng ánh sáng, một loại hoa văn kỳ dị đang từ từ hiện ra. Huyết mạch đặc biệt, Triệu Bân đứng vững rồi khẽ nhíu mày. Theo hắn thấy, U Lan với Ngưu Anh là đồng loại, có huyết mạch không tầm thường. Đương nhiên cũng có một sức mạnh không tầm thường. Chân nguyên và khí tức tàn bạo như thế khiến cảm giác đè nén tăng thêm gấp bội, không phải là cảm giác đè nén đến từ tu vi, mà là từ huyết mạch. Hắn tin rằng, nếu hắn chưa được hòa thêm một giọt máu rồng, chắc chắn sẽ bị chèn ép nhiều hơn. U Lan lại rên rỉ, ôm đầu rên rỉ, biến hóa vẫn chưa ngừng lại, hoa văn cổ giữa hai hàng lông mày đã hiện ra hoàn toàn, trông giống như một vầng trăng tròn, từng lọn tóc cũng biến thành màu đỏ. Giống như bị nhuộm bằng máu vậy, đỏ đến tức mắt. Đồng tử của cô ta lấp lánh ánh sáng, giống như một bông hoa sen đang từ từ nở ra, trong đôi mắt không có một tí tình cảm này, trống rỗng và đờ đẫn, giống như con rối pháp sư trước đó. Chẳng trách cô ta dùng xích sắt để trói mình lại, hóa ra vì đã biết sẽ có biến cố. Triệu Bân lẩm bẩm nói,
ánh mắt cũng trở nên thâm sâu. Cuối cùng hắn đã hiểu, cũng nhìn dễ hơn rồi. Tiêu ước đó là do công pháp mà nên. Bây giờ chắc hẳn là do huyết mạch có vấn đề, trông giống như tẩu hỏa nhập ma nhưng thực chất là huyết mạch phản phệ, sức mạnh quá lên, vượt quá phạm vi tiếp nhận dẫn đến lý trí và tinh thần của cô ta bị hỗn loạn. Nói là tẩu hỏa nhập ma cũng không sai, bởi vì bây giờ nữ thích khách trông cực kỳ giống nữ ma đấu. Á! U Lan khẽ gầm lên một tiếng, giật đứt sợi xích sắt, quầng khí lan ra xung quanh, thanh kiếm dắt ngang hông cũng bay ra ngoài vì chấn động, cắm nghiêng nghiêng trên nền đất. Khí tức đáng sợ húc đổ cây cối, làm Triệu Bân không đứng vững nổi. Thế này thì xấu hổ rồi đây, khóe miệng Triệu Bân rỉ máu. Tiêu diệt được ông già lưng gù, tránh được truy sát, thế mà vẫn còn nguyên một màn kịch lớn ở phía sau. Vù vù vù, gió lốc thổi ào ào, tất cả đều vì U Lan, cô ta không rên gì nữa mà bước từng bước về phía Triệu Bân. Khi đi ngang qua thanh kiếm, cô ta vung tay rút nó ra, đồng thời trong lúc bước đi, khí tức của cô ta càng lúc càng bạo ngược hơn. Huyết khí màu đỏ thấm cuồn cuộn quanh cơ thể cô ta, rõ ràng mới chỉ tới đỉnh cao của cảnh giới chân linh, nhưng khí thế của cô ta có thể sánh ngang với cảnh giới huyền dương. Không còn tỉnh táo nữa rồi, Triệu Bân vô thức lùi về sau một bước. Lúc này đây, con người của U Lan vẫn xinh đẹp như trước, nhưng có thêm một loại ma lực đáng sợ hơn. Khi bốn mắt nhìn nhau, hắn thấy tâm trạng của mình rối bời, bởi đôi mắt kia đáng sợ đến mức không kém gì chuông bắt hồn. Phá! Triệu Bân quát khẽ trong lòng, âm thầm đọc tâm quyết mới miễn cưỡng khôi phục trạng thái tỉnh táo. Keng! U Lan tấn công rồi, cô ta đâm một nhát về phía hắn, uy lực của nhát kiếm này đủ để giết hắn luôn. Tốc độ nhanh thế! Triệu Bân tiếp tục kinh ngạc, chẳng lẽ là nâng cấp trên mọi phương diện? Không chỉ riêng sức mạnh, mà còn cả tốc độ nữa. Trong một chớp mắt, hắn dùng tới thuật độn thổ. Ngay sau đó, hắn lại trồi lên vì chấn động từ cú dậm chân của U Lan. Keng! Chưa đợi hắn đứng vững, cô ta đã lao tới như ma quỷ. Đúng thật là không nhận người thân. Triệu Bân thổn thức, cố gắng vung kiếm tử tiêu. Âm thanh kim loại va chạm vang lên. Một nam một nữ, một người một kiếm, đọ kiếm pháp với nhau trong rừng sâu, kiếm khí bắn ra bốn phía đâm thủng bầu không khí, hàng loạt cây to ngã đổ, đến cả vách đá cũng bị vạch ra từng nhát kiếm. Keng keng, đùng, keng. Kiếm pháp của Triệu Bân siêu đỉnh, kiếm nào cũng có sấm sét xẹt ngang, dùng kiếm quyết thiên lôi tới mức cực hạn. U Lan đã mất ý thức cũng không phải dạng vừa, không biết cô ta thừa kế được kiếm pháp của nhà nào mà nhát kiếm nào cũng có kiếm ảnh. Đi kèm với âm thanh rền vang chói tai, kiếm pháp cực kỳ vi diệu, đã vậy đường kiếm rất sắc sảo, nhát nào cũng đòi lấy mạng người ta. Nếu đổi lại là người bình thường mới đạt tới cảnh giới chân linh tầng 1, chắc hẳn đã bị chém chết mấy lần rồi. Tỉnh lại đi! Triệu Bân khẽ quát, thân mình biến ảo như gió, bóng mờ kéo dài không dứt, vừa chiến đấu vừa tránh né. U Lan không nói gì, thần sắc đờ đẫn, trông như xác sống biết đi, lạnh lẽo đến vô tình. Đặc biệt là đôi mắt đó, chỉ nhìn thêm một tí thôi cũng thấy lòng dạ hoảng hốt, đã vậy còn tàn bạo, khiến người ta khiếp đảm. Được rồi, tôi sợ rồi. Triệu Bân ho khan một tiếng, quay người chạy trốn, không phải vì đánh không lại, mà là thực sự đánh không nổi. Thương thế vẫn chưa hồi phục hẳn, vẫn trong trạng thái yếu ớt, không dùng nổi 60% khả năng chiến đấu, ngược lại U Lan nhảy nhót loạn xạ. Sau khi gặp thứ biến dị kỳ dị kia, cô ta đâu còn giống một người bị thương nữa, khác nào người ăn gian đâu. Keng! U Lan vẫn không buông tha, vừa đuổi theo hắn vừa vung kiếm khí. Rắc rắc, uỳnh! Khu rừng vốn đã nhếch nhác nay lại gặp phải tai ương, cây cối đổ rạp thành từng mảng, đến cả vách đá cứng ngắc cũng như biến thành đậu hũ, bị kiếm khí cắt ra một cách nhẹ nhàng, làm Triệu Bân nhìn thấy mà lòng nguội ngắt. Nếu chúng phải một nhát kiếm của cô ta, chắc chắn hắn chết ngắc. U Lan đâu chỉ kỳ dị. Sức chiến đấu của cô ta còn đáng sợ đến mức đạp đổ các quy tắc thông thường. Hắn tin rằng nếu ông già lưng gù còn sống, cô ta vẫn còn sức đánh thêm một trận. Có trách thì trách U Lan lúc này quá kinh dị, chỉ riêng việc nhảy vọt lên không trung đã đủ làm người ta chết khiếp rồi. Mới nói đến bay vọt trên không trung thì cô nương này làm thật, chẳng buồn đi trên nền đất nữa. Từ xa trông lại, cô ta lơ lửng trên không trung, tay cầm thanh kiếm, vừa đi vừa vung. Ngươi biết bay, ngươi là giỏi nhất. Triệu Bân hết sức chật vật, hắn trốn đến mức vừa bò vừa chạy, cũng may mà thân pháp của hắn cũng đủ huyền diệu, có thể nhờ nó mà trốn thoát,
cũng may U Lan chỉ biết dùng kiếm chứ chưa động tới bí thuật khác, nếu không chắc chắn hắn cũng bị đánh đến mức bán thân bất toại. Trong lúc này, U Lan đã bay tới, thật giống một U Linh. Sau đó là kiếm khí bay đầy trời, không khác gì một cơn mưa đang trút xuống, tiếng rền vang vọng. Keng! Triệu Bân đột ngột đứng lại, vung kiếm Tử Tiêu lên như đang chơi đùa với tính mạng của mình. Âm thanh kim loại va vào nhau cực kỳ hỗn loạn. Cho dù căn cơ của Triệu Bân đến đâu cũng chẳng đỡ được mấy, từng luồng kiếm khí không chỉ sắc bén mà còn cực kỳ mạnh mẽ, đừng nói là hứng chọn một nhát chém, cho dù bị va phải, lục phủ ngũ tạng cũng đau đớn vô cùng. Còn về thuật độn thổ, dường như nó đã biến thành đồ trang trí. Hắn vừa độn thổ vào lòng đất thì kiếm khí của cô ta ngay lập tức ập đến, đòn công kích không khác tí gì, xuyên thủng cả mặt đất. Tỉnh lại đi, Triệu Bân buột miệng hét ầm lên. Hắn nên mắng chứ, mẹ kiếp, đúng là không được việc gì, cứu người ta mà còn bị đánh cho không ngóc nổi đầu lên. Keng, keng. Hắn không mắng còn đỡ, chứ hắn vừa mắng, kiếm khí càng nhiều hơn, ào ào dội xuống. Trận địa này làm người ta phải run sợ. Hắn không thể tưởng tượng nổi, lúc này chân nguyên của U Lan phải dồi dào tới mức nào, dùng mãi không thấy hết sao. Mặc cho hắn gọi thế nào, người này vẫn đánh hắn y như cũ. Đợi khi hắn thoát ra khỏi vùng trời đó thì toàn thân đã đầy vết máu, có trời mới biết hắn dính bao nhiêu nhát kiếm. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là U Lan quá đáng sợ, khí thế tàn bạo vẫn đang tăng thêm, nghiễm nhiên vượt trội hơn cả ông già lưng gù. Nào, nếu thử cái này đi. Triệu Bân đột nhiên đứng lại, phất tay lấy ra một cái chuông, đó chính là chuông bắt hồn mà Ngưu Anh đã đưa cho hắn trước khi đi. Reng reng reng, tiếng chuông theo đó mà vang lên, vô cùng hỗn loạn, không có quy luật. Triệu Bân không biết dùng lắm, chỉ biết lắc điên cuồng, cũng không có chú ngữ gì cả. Khỏi phải nói chứ, nó thực sự có tác dụng, U Lan đang bay lơ lửng trên không trung bỗng rên lên một tiếng rồi rơi xuống đất, thần thái có thêm chút đau khổ. Đôi mắt trống rỗng cũng có thêm linh quang, chứng minh chiếc chuông bắt hồn này có tác dụng với cô ta. Chắc hẳn tiềm thức của cô ta đang phản kháng, đang dốc sức đè nén ý nghĩ bạo ngược nên khí huyết tàn bạo ào ào tràn ra cũng bình lặng đi phần nào, mái tóc cũng dần dần quay về với màu sắc nguyên bản. Dùng hay đấy, Triệu Bân lắc điên cuồng hơn, vừa lắc vừa chạy. Ở phía sau, U Lan thần sắc mê man như người phát khùng, xách kiếm vừa chạy vừa đánh. Quỳnh, đùng, quỳnh. Rừng cây u ám trở nên náo nhiệt hơn, biến thành một rừng cây ngã đổ. Hai người này cũng thật thú vị, nửa đêm không ngủ mà chạy loạn khắp khu rừng. Ngoài ra còn có tiếng gầm thét của thú rừng. Chắc hẳn là do chuông bắt hồn, mẹ kiếp, quá ma tính, U Linh bị hỗn loạn, đám thú rừng cũng thê thảm. Cùng với đó, Triệu Bân cũng không kém phần thê thảm. Hắn mới thực sự là kẻ chịu thiệt, bởi vì tiếng chuông mà thất khiếu chảy máu, thế mà hắn vẫn đang lắc. Không có bùa nổ, chứ nếu có, ta cho ngươi nổ banh xác. Triệu Bân thầm mắng thêm một hồi, hắn đã chẳng biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc nữa. Chủ yếu vì bị đánh khổ sở quá. Con người ấy mà, nếu bị ép đến mức phát điên lên thì chuyện gì cũng làm ra được, tiếc rằng hết sạch bùa nổ rồi. Không biết qua bao lâu, hắn mới chịu dừng lại. U Lan không đuổi nữa, cô ta lảo đảo ngã vật xuống. Bây giờ nhìn lại. U Lan đã khôi phục trạng thái bình thường. Triệu Bân cất chuông bắt hồn trong tay, lảo đảo bước tới, trong tay còn cầm theo dây thừng. Đúng vậy, là dây thừng. Loại người như U Lan cứ buộc vào là ổn nhất, tránh cho cô ta lại lên cơn điên. Quả thực không biết thương hoa tiếc ngọc. Triệu thiếu gia này thực sự buộc mỹ nữ nhà người ta lên thân cây, xong việc còn ngồi thụp xuống dưới đất, hai tay ôm đầu, trông chẳng khác nào tội phạm đang cải tạo, ngồi ở đó mà hừ hừ. Đau, đầu quá đau. Cũng phải, hắn không biết sử dụng chuông bắt hồn nên lắc loạn xạ, vết thương chồng vết thương. Cuối cùng màn đêm cũng chìm vào yên tĩnh. Mà cảnh tượng đó cũng thực sự thích mắt, một mỹ nữ xinh đẹp bị trói vào gốc cây, một tên tiểu tử ngồi thụp dưới gốc cây, nếu có ai đó đi qua chắc sẽ kinh ngạc lắm, đây là tổ hợp kỳ quặc gì chứ? Sáng sớm, ánh sáng ấm áp rọi xuống rừng cây. Triệu Bân đã tỉnh nhưng cực kỳ ủ rột. Hắn dùng hết nửa đêm mới an ủi được vết thương tinh thần, tới giờ đầu óc vẫn còn choáng váng. Chiếc chuông kéo hồn kia quá kỳ dị, không biết cách sử dụng thì vừa tổn thương địch vừa tổn thương chính mình. Vết chém đa phần đã khép miệng, nhưng nội thương của võ đạo không dễ lành như thế đâu.
U Lan vẫn đang bị trói trên cây nhỉ. Một cô gái xinh đẹp mà bị trói trên cây đủ 20 vòng, hiển nhiên không phải chuyện mà con người nên làm, thế nhưng người nào đó còn định trói thêm vài vòng nữa. Cũng phải, cô nương này mà phát điên thì chẳng nhận nổi người thân. Lúc này cô ta đang ngủ rất ngon, đừng nói là làm loạn, muốn nhúc nhích thôi cũng khó khăn. Triệu Bân chắp tay, đứng dưới gốc cây nhìn tới nhìn lui. Huyết thống bá đạo của U Lan ẩn giấu trong cơ thể, lúc này không tìm thấy được chút tung tích nào, dường như chỉ bộc phát vào thời kỳ đặc biệt. Còn về phần bộc phát lúc nào, chắc hẳn U Lan biết rất rõ, ví dụ như đêm qua, cô ta đã biết trước huyết mạch sẽ phản vệ nên đã trói bản thân vào trước, trông có vẻ như trước kia cô ta thường xuyên làm chuyện này. Thế nhưng, tối qua là chuyện ngoài ý muốn, xích sắt cũng không thể trói được cô ta. Về điều này, có lẽ chính bản thân cô ta cũng không ngờ tới. Đến mức hắn cũng chịu tai ương theo cô ta, bị đuổi giết tới nửa đêm và toàn thân ngang dọc vết thương. Nếu không vì có bệnh thì vái tứ phương, dùng bừa chiếc chuông bắt hồn mà Ngưu Anh đưa cho, có lẽ hắn đã bị chém chết rồi. Ngoài ra, còn có công pháp nữa. Thứ công pháp quỷ dị của U Lan chắc hẳn liên quan tới huyết thống bá đạo này, hễ gặp trăng tròn thì chân nguyên tiêu tán, sau đó huyết mạch bù vào, sau đó thì chân nguyên lại cạn kiệt. Đây chắc hẳn là một quá trình. Lúc này đây, chân nguyên đã khô kiệt của cô ta đang dần dần quay trở lại. Triệu Bân lần đầu thấy kiểu võ tu quái dị như thế này. Khi hắn nhìn cô ta, U Lan khẽ rên một tiếng, chậm chậm mở mắt ra, định cử động nhưng không thể cử động được, nhìn xuống bản thân mới biết mình bị trói, còn trói cứng ngắc luôn. Tại sao, lại trói ta, U Lan nhíu mày nhìn Triệu Bân. Tại sao phải trói ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết à, Triệu Bân nói. Khóe miệng có vết máu rỉ ra, khí tức cũng ủ rũ, gương mặt hắn cũng trắng bệch, vừa nhìn đã biết bị thương, đã vậy còn là nội thương. Do, ta đánh à, U Lan dò hỏi. Ta tự đâm vào đấy, Triệu Bân buột miệng đáp, lướt mắt nhìn U Lan từ trên xuống dưới từ trái sang phải, nếu không vì ngươi phát điên lúc nửa đêm, liệu ta có bị đánh đến mức này không? Người ta ăn cám trả vàng, ngươi thì hay rồi, ngay giữa đêm đã tặng ta một niềm vui bất ngờ. Nếu sớm biết như vậy, có thằng ngu mới lấn mình vào vũng nước đục này. U Lan im lặng, hàng lông mày khẽ nheo lại. Sợi xích sắt kia được đúc từ loại sắt đặc biệt, dù cho huyết mạch phản vệ cũng khó lòng giãy thoát. Trước kia cô ta vẫn trải qua ngày này như vậy, xem ra đêm qua sợi xích sắt kia chẳng thể trói nổi cô ta. Nhìn tình thế của Triệu Bân là biết hắn bị đánh rất thê thảm. Huyết mạch lại mạnh thêm mà. U Lan lầm bầm, chắc chắn là nguyên nhân này. Nó đã mạnh đến mức xích sắt cũng không trói được. Thứ đó không phải là huyết mạch bản mệnh của ngươi nhỉ? Triệu Bân nói, đây là kết luận mà hắn đưa ra. Huyết mạch của U Lan chắc chắn không phải bẩm sinh đã có, chắc hẳn được rót vào sau này, mỗi khi U Lan suy yếu, nó sẽ phản phệ. Ví dụ như khi chân nguyên tiêu tán. U Lan không nói gì, trong mắt Triệu Bân, cô ta đang ngầm thừa nhận. Chính vì cô ta ngầm thừa nhận nên Triệu Bân mới ho khan. Biết thừa sẽ có trăng tròn thì cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng chạy ra ngoài đi dạo. Cũng trách hắn nữa, quá thương cảm với người khác, tùy tiện nhúng tay vào, bị người ta đánh cũng đáng đời. Có thể, cởi dây trói cho ta không? U Lan cúi đầu khẽ nói, sau đó bồi thêm một câu, ta chỉ phát bệnh khi trăng tròn thôi, ý tứ rất rõ ràng, thả ta ra, trong thời gian ngắn, ta sẽ không phát cuồng đâu. Trói mới tốt, trói mới an toàn. Triệu Bân quệt máu mũi một cách thâm thúy, nội thương trong cơ thể quá nặng. Ta, U Lan khẽ hé miệng, vùi đầu sâu hơn, cô ta lên tiếng nhưng chưa nói hết câu đã thấy gương mặt thoáng ửng hồng, chắc hẳn có điều gì khó nói. Mắc tiểu hả? Ta đi chỗ khác dạo chơi. Triệu Bân vung tay chém dây thừng, một tay xách kiếm, một tay chống eo, cà nhắc đi chỗ khác, từ xa nhìn lại. Bóng lưng của hắn cực kỳ buồn cười. Nếu đổi lại là thiếu gia nhà khác, không huýt sáo một tiếng sẽ không đi đâu. Sau lưng hắn, U Lan có vẻ chật vật, chắc vì cơ thể còn yếu nên đi đứng không vững, gò má của cô ta cũng đỏ ửng lên, dường như đang xấu hổ. Ở bên này, Triệu Bân đã đi đủ xa rồi. Hắn bắt một con sói hoang, tìm một mảnh đất rộng rãi, đốt một đống lửa, mùi thịt nướng thơm lừng nhanh chóng bay khắp khu rừng. Ta không theo kịp rồi. Người tự cầu phúc cho bản thân nhé. Triệu Bân lầm bầm, hắn đang nói tới đám người Ngưu Anh. Hắn cũng muốn hội hợp cùng tên béo chứ, nhưng bị thương nặng thế này,
muốn đi ra khỏi cánh rừng còn khó, còn nữa, hắn đã xem xét địa hình không chỉ một lần mà vẫn không biết bản thân đang ở đâu. Nói tới thương thế, khóe miệng hắn lại rỉ máu. Ngoại thương còn đỡ, ghét nhất là nội thương, không phải một hai ngày là hồi phục được. Đúng lúc này thì U Lan tới. Cô nương này vẫn không đi đứng vững vàng được, tay bám vào gốc cây khô mà lảo đảo. Triệu Bân bị thương nặng, cô ta cũng bị thương không nhẹ, đến giờ vẫn còn váng đầu. Tiếng chuông của chuông bắt hồn không phải thứ có thể đem ra đùa được. Chủ yếu vì tối qua Triệu Bân lắc điên cuồng, lắc đến mức cả hai cùng bị thương, đừng nói gì đến Huyền Dương Địa Tạng, cho dù bây giờ có một chân linh đến cũng có thể tiêu diệt hai người họ. U Lan đã ngồi xuống, cúi đầu cụp mắt, gò má vẫn còn ửng hồng. Trong trạng thái bình thường, người có biết bay không? Triệu Bân hỏi. U Lan không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Huyết mạch phản vệ không phải thứ mà cô ta có thể khống chế được, đến nay sở dĩ cô ta biết bay là vì huyết mạch được rót vào có liên đới tới một chủng tộc cổ xưa với sức mạnh thần kỳ. Triệu Bân không hỏi thêm nữa, yên tâm nướng thịt. Sau khi ăn, hai người lập tức lên đường, một người cà nhắc, một người lảo đảo, cũng có thể coi là nương tựa vào nhau. Khi đi ngang qua cái hố của đêm qua, họ vẫn không quên dừng lại xem xét, tuy đã ngã rất đau. Nhưng quả thực nó từng cứu mạng cả hai. Vì thế, họ cứ vừa đi vừa ngừng. Đến sáng sớm ngày hôm sau mới đi ra khỏi rừng cây, nhưng vẫn là hoang sơn cùng cốc. May mà có thôn làng. Triệu Bân tìm một chiếc xe ngựa, chở theo U Lan, chạy thẳng tới một thành cổ gần nhất, bất kể ai trong số họ cũng cần thuốc trị thương, mà ngôi làng nhỏ thì không có. Đa tạ. Đột nhiên, trong khoang xe vang lên giọng nói nhẹ nhàng của U Lan. Xuất phát từ nỗi niềm cảm kích nào đó. Nếu không có Triệu Bân, cô ta đã chết hai lần rồi, đây chính là ân tình vô cùng lớn. Đừng quên trả là được, Triệu Bân vung roi ngựa. Nụ cười nhẹ nhàng của U Lan có vẻ mơ hồ, cô ta luôn vô tình liếc nhìn tấm lưng của Triệu Bân qua chiếc rèm. Đây là lần đầu tiên cô ta quan sát một người tỉ mỉ đến thế. Thế giới của cô ta là một vùng u ám, nhưng tấm lưng này như một luồng sáng chiếu qua. Nhìn xong, cô ta lập tức rên lên một tiếng, gương mặt vốn đã trắng bệch nay càng thêm tái nhợt. Có lẽ vì lạnh nên cô ta run lẩy bẩy, lạnh đến mức thánh thể co quắp, đến cả hơi thở phả ra cũng lạnh như băng, thỉnh thoảng còn đau đớn rên lên một tiếng. Vẫn chưa kết thúc. Sau khi cơn lạnh qua đi là cái nóng thiêu đốt cơ thể, nóng đến mức như có ngọn lửa đang cháy được. Đúng vậy, trên cơ thể cô ta vẫn còn độc. Nhưng thuốc giải cho loại độc của cô ta, không phải ai cũng có. Triệu Bân quay lại ngó mấy lần. Di chứng của công pháp thôi. U Lan miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó kéo rèm lại. Màn đêm ập xuống, cả tòa thành chìm vào giấc ngủ. Đây là thành Thanh Phong, Triệu Bân nhận ra bởi năm đó hắn từng đi qua khi tập luyện, cũng ở thành Thanh Phong này, hắn từng bị pháp sư ám toán, đứt linh mạch suốt 3 năm. U Lan bước ra, mặc một chiếc áo màu đen. Có lẽ hai người ăn ý trên một phương diện nào đó. Triệu Bân cũng mặc áo đen. Sau này còn gặp lại. Sau khi vào thành, Triệu Bân mỉm cười rồi quay người hòa cùng dòng người nhộn nhịp. Sau này, còn gặp lại. Bên dưới lớp áo đen, U Lan khẽ lẩm bẩm. Qua một lúc lâu, cô ta mới ủ rũ thu hồi ánh mắt, đi một bước mà ngoái lại mấy lần. Đến nay, cô ta vẫn không biết danh tính của hắn. Thành cổ Thanh Phong vào đêm rất phồn hoa, gần như không kém gì thành Vong Cổ. Toàn là bóng người nhộn nhịp, đèn lồng đỏ treo cao, tiếng hô hào chào mời liên tục vang lên. Triệu Bân thoăn thoắt như con thoi giữa dòng người, vài lần dừng chân. Hắn mua được dược hoàn trị thương và linh dịch bổ sung chân nguyên, tiện thể chuẩn bị một bộ dụng cụ để vẽ bùa. Nếu gặp phải kẻ mạnh thì bùa nổ vẫn rất hữu hiệu. Nhìn thấy không, tiền thưởng lại tăng thêm kìa. 30.000 lượng đấy. Chậc chậc chậc, quan phủ hào phóng ghê. Thử nói xem. Tại sao lại không bắt được nhỉ? Trên đường có rất nhiều tiếng bàn bạc, đám đông vây quanh một tờ cáo thị treo thưởng mà chỉ trỏ trỏ. Còn về người bị truy nã, đương nhiên là cô lang Dạ Hành. Triệu Bân ngó thấy mà không khỏi chột dạ, hắn nhìn thấy cáo thị truy nã ở đây, nghĩ cũng phải, chắc hẳn các gia tộc lớn đang tạo áp lực, nhất là Liễu gia, đợt này họ không thuận lợi lắm, không bắt được kẻ này thì khó lòng giải quyết được mối hận trong lòng. Xem xong, hắn rảo bước nhanh hơn. Hắn dừng lại trước một khách trạm, ăn cơm tối rồi tự nhốt mình trong phòng. Rắc, rắc.
Sau đó chỉ có thứ âm thanh này vang lên, hai loại công pháp được vận dụng cùng lúc, phối hợp với công hiệu của thuốc và linh dịch, an ủi được vết thương trong cơ thể, việc hồi phục chỉ còn là vấn đề thời gian. Lại nói đến một người khác. U Lan vẫn đang ở trong thành, việc mà cô ta làm cũng không khác gì Triệu Bân, mua thuốc trị thương, rồi tìm một gian khách điếm, chân nguyên hộ thể cũng khôi phục khá nhiều. Thế nhưng, chất độc trong cơ thể cô ta càng lúc càng nghiêm trọng. Có câu băng hỏa lưỡng trùng thiên, chính là trạng thái của cô ta hiện giờ. Nếu có ai đứng ngoài cửa nghe lén chỉ thấy tiếng rên rỉ đau đớn vang lên không ngớt, người không biết còn tưởng là chuyện đó nữa kìa. Đột nhiên, ánh nến vụt tắt. Ngay sau đó, một bóng đen như quỷ hồn đi vào phòng từ cửa sổ, người này cũng mặc một chiếc áo đen, đôi mắt lạnh như băng và nham hiểm. Thuốc giải. Dường như U Lan biết người này, cô ta lập tức xòe tay, bàn tay còn run lẩy bẩy. Được thôi. Người áo đen mỉm cười nham hiểm, tùy tiện vung ra một viên dược hoàn màu đỏ thẫm. U Lan đón lấy rồi vội vàng nhét vào miệng. Đến lúc này, độc tố mới lui dần, gương mặt tái nhợt cuối cùng cũng hồng hào hơn. Đây chính là cuộc đời của cô ta. Từ khi trở thành sát thủ, gần như lúc nào cô ta cũng sống như vậy, phải dùng thuốc giải định kỳ. Nếu hoàn thành nhiệm vụ thì tốt, nếu không hoàn thành thì không nhận được thuốc giải. Cô ta ghét máu, cũng ghét tàn sát. Bao nhiêu năm nay, những người chết trong tay cô ta, có quá nhiều người vô tội. Thế mà ngươi hoàn thành được nhiệm vụ, cấp trên rất hài lòng. Người mặc áo đen nở nụ cười âm hiểm, trong đôi mắt u ám không giấu được vẻ thèm thuồng và dâm đãng. U Lan không nói gì, đứng sững như một pho tượng đẽo bằng băng. Đối mặt với kẻ này, thái độ của cô ta chỉ có lạnh lùng và lạnh nhạt. Đây là nhiệm vụ lần này. Tên áo đen phất tay, một trang giấy bay ra từ tay áo. Thành hành vong cổ, Triệu Bân của Triệu gia. U Lan tiện tay nhận lấy, nhanh chóng đọc lên. Không có hình vẽ à? Nhìn xong, cô ta đốt luôn mảnh giấy, nhíu mày hỏi tên áo đen. Một tên phế vật thôi mà, lười vẽ. Trời đã sáng rõ. Triệu Bân vội vàng ăn sáng rồi lại quay về phòng. Một lần ngồi là hết cả ngày. Khi đêm xuống, hắn mới mở mắt, thở ra một ngụm khí đục. Vết thương của hắn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng không đáng ngại, vẫn cần thời gian tĩnh dưỡng. Hắn nhìn sắc trời, rồi lấy đồ nghề vẽ bùa ra. Bùa nổ là một thứ tốt, rảnh rỗi thì vẽ một chút, rồi sẽ có lúc cần dùng đến. Đánh được thì đánh, không thì nổ vậy. À, hắn vừa mới nhấc bút thì bỗng có tiếng rên của phụ nữ truyền ra từ gian phòng bên cạnh. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Sau đó lại có tiếng giường rung lắc theo tiết tấu. Nửa đêm nửa hôm rồi mà còn tận tâm vậy sao? Triệu Bân lẩm bẩm trong lòng, vừa trị thương vừa giỏng tai lên nghe. Khách điếm hạng ba nên cách âm không được tốt cho lắm. Tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở thô kệch của đàn ông đều truyền ra rất rõ ràng. Võ tu mà, thính lực của hắn tốt lắm. Người có thiên phú yêu nghiệt quả là khác người. Ví dụ như Triệu Bân, vừa trị thương, vừa luyện thể, vừa ngộ đạo, nhưng cũng không quên nghe lén. Chủ yếu là vì tò mò quá, hắn lấy liễu tâm như lâu như vậy rồi mà còn chưa cả hôn. Hình như ta còn chưa động phòng thì phải. Triệu Bân lẩm bẩm một tiếng, nghe tiếng rên đó, hắn không khỏi liên tưởng một chút. Hắn cũng là người có vợ. Khí huyết đang sung mãn, lại gặp phải cảnh này, hắn không nghĩ đến mới lạ đấy. Két, két. Phải nói là vị huynh đài trong phòng bên cạnh mạnh mẽ thật đấy, cũng lâu. Qua ba canh giờ, Triệu Bân đã vẽ được một sấp bùa nổ rồi mà vẫn còn tiếng cọt kẹt. Cảm giác không tệ. Triệu Bân nhân lúc rảnh rỗi thì giơ tay lên sờ mũi. Chắc là do ăn nhiều chất quá nên máu mũi chảy hết cả. Điên à, có cho người khác ngủ nữa hay không hả? Tiếng mắng chửi vang lên, phòng cách âm kém, hắn ở bên này nghe được thì bên kia cũng nghe được, có khi bên đó còn là võ tu ấy chứ, giọng nói thô bạo cục cằn. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Nhưng tiếng giường vang lên vẫn không dứt, vẫn là cái nhịp điệu đó. Xong việc, mới nghe thấy tiếng đạp cửa. Ở đâu cũng có người tính khí xấu. Không nói gì mà đã đụng chạm luôn. Dám phá hỏng chuyện tốt của đại gia ta. Ông đây còn muốn đánh ngươi đấy. Không còn tiếng giường rung nữa mà lại có thêm tiếng mắng chửi, cũng có tiếng đánh nhau. Xoạt xoạt, bùm bùm, giống như có người vào trong phòng rồi làm loạn lên. Triệu Bân chỉ nghe tiếng là có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng, cô gái phòng bên chắc bối rối lắm,
khéo còn đang ôm chăn xem người ta đánh nhau ấy chứ. Người bị điên à, có cho người khác ngủ không hả? Tiếng mắng chửi càng to hơn, khách điếm thì nhiều nhưng cũng tại động tĩnh của hai vị kia lớn quá, làm người ta không ngủ được. Người khó tính ở đâu chẳng có. Lúc này đã có người xông đến chỗ của tên kia. Ông chủ khách điếm cũng tức giận, kẻ nào dám làm loạn trong địa bàn của ông ta đấy. Lai được một sấp. Triệu Bân che mũi, các ngươi cứ đánh đi, còn ta cứ vẽ bùa của ta. Với số lượng này mà gặp ông già lưng gù nữa thì có thể cho ông ta nổ bay lên trời luôn. Dầm. Nói nổ là nổ ngay được. Hắn vừa mới nhấc bút lên, chưa kịp vẽ vời gì thì tường đã sập rồi. Chắc là hai cái tên kia ngã vào tường, tu vi cùng cấp, lực chiến đấu ngang nhau, cứ đánh mãi rồi tạo thành cái lỗ rõ to trên tường. Hai người tham chiến là một tên lỗ mãng đầu chọc và một ông già chột mắt. Ông già thì gầy trơ xương, cả người còn mỗi cái quần đùi hoa, khỏi phải nói cũng biết người Dung Long đảo Phượng ban nãy chính là vị này. Mà người phá cửa đi vào chính là tên lỗ mãng đầu chọc kia. Càng già càng dẻo dai. Khi nhìn thấy ông già chột mắt, năm chữ này đã hiện lên ngay trong đầu Triệu Bân. Từng này tuổi đầu rồi mà ba canh giờ vẫn chưa nghỉ, nhìn thân hình mảnh rẻ kia, quá nửa là do uống cái thuốc kia hơi nhiều đi. Hắn nhìn xuyên qua tường để xem mặt cô gái kia. Giống hệt những gì hắn đoán, cô ta đang ôm chăn nhìn hai người đánh nhau. Đúng là bị dọa không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, chắc là gái lầu xanh rồi. Nghĩ vậy, hắn lùi bước lại. Tên lỗ mãng đầu chọc và ông già chột mắt còn đang đánh nhau kia kìa. Đánh từ phòng này sang phòng khác, chắc là tức lắm nên muốn đánh ngã đối phương. Thế mà họ chẳng nhận ra trong phòng vẫn còn một người đang sống sờ sờ với vẻ bối rối đang đứng ở kia. Ra ngoài đánh. Triệu Bân hừ lạnh, lại lùi về sau, động tĩnh lớn quá mà. Rầm. Âm thanh vang lên, lại là một tiếng đổ vỡ. Trần nhà sụp. Không sai, sụp rồi. Cũng thủng một cái lỗ lớn ở trên đỉnh. Một người mặc áo đen rơi từ trên mái xuống, nhìn thì giống một tên trộm. Chắc tên này đang chạy trên mái nhà, trùng hợp hạ xuống cái mái nhà này, nhưng cũng vì phòng ốc lâu rồi chưa sửa sang nên không chắc chắn cho lắm. Tên trộm vừa đạp một cái thì đã ngã xuống. Ủa? Lúc này, tên lỗ mãng và ông già mới dừng lại, kỳ lạ nhìn người mặc đồ đen, lưng vác bao tải, có bạc rơi xuống, rõ là vừa đi ăn trộm nhà ai về. Con mẹ nó, người mặc đồ đen chửi lớn, hung hăng bỏ dậy. Bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề trộm rồi, đây là lần đầu tiên gã vừa mới đạp vào mái nhà mà nhà lại sụp một hố. Ủa, lúc đứng dậy, ánh mắt gã cũng trở nên lạ lùng. Gã nhìn tên lỗ mãng, lại nhìn ông già, lại nhìn Triệu Bân, cũng ngó sang cô gái phòng bên cạnh. Mấy người này, người cầm đao, người cầm kiếm, người cầm bút, người ôm chăn. Cái cảnh tượng quái lạ gì đây? Bối rối nhất vẫn là Triệu Bân, hắn chỉ đang vẽ cái bùa thôi mà sao lại thành ra thế này. Tường thì bị xuyên, trần nhà bị thủng một lỗ, có kỹ nữ, có đánh nhau, cũng có cả kẻ trộm, tối nay đúng là náo nhiệt quá mà. Tiếp tục đi nhé. Người mặc đồ đen lên tiếng trước, nhón chân lên định nhảy ra khỏi phòng. Gã là một tên trộm, không được đi ra ngoài bóng tối, phải chạy thôi. Cô lang dạ hành. Tên lỗ mãng và ông già không đánh nhau nữa mà nhất tề vươn tay ra bắt lấy chân của tên trộm đang bay lên, rồi kéo gã xuống. Hiển nhiên là hai người này nghĩ kẻ trộm này là cô lang dạ hành, nên phải bắt lại. Tiền thưởng là 50.000 lượng vàng đấy. Cả đời chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền vậy đâu. Cô lang cái con mẹ ngươi. Người mặc đồ đen mắng chửi, định chạy trốn tiếp. Ông đây là ăn trộm cỡ nhỏ, chỉ trộm có mấy trăm lượng, sao mà làm cô lang dạ hành được. Đừng có đổ oan cho người tốt. Còn dám chửi ta. Ngươi chạy không nổi đâu. Tên lỗ mãng đầu chọc và ông già chột mắt đương nhiên không tin. Nói cách khác, họ đã nhận định đây là cô lang dạ hành, bắt lại sẽ được bạc. 50.000 lượng tiền thưởng đấy, có thể chất đầy một căn nhà kia. Biến đi, ta không phải. Làm chuyện xấu còn dám biện hộ à. Ăn đấm đi. Còn mẹ nhà ngươi nữa. Căn phòng nhốn nháo cả lên. Từ trận chiến hai người biến thành hỗn chiến ba người. Mà người mặc áo đen này cũng có đạo hạnh đấy. Chắc là cảnh giới chân linh đỉnh phong đi, thân pháp cũng cực kỳ huyền ảo. Làm trộm thì cũng phải có kỹ năng riêng chứ. Triệu Bân vẫn còn đang cầm bút, không biết nên hạ xuống hay nhấc tiếp. Vì chỉ có mỗi hắn biết, người kia không phải cô lang dạ hành. Hắn biết,
nhưng hai người kia thì không. Lúc này, tên lỗ mãng và ông già chỉ còn mỗi bạc trong mắt. Không thể chờ được nữa rồi. Triệu Bân thu bút, quay người, nơi này thị phi quá, không ở được nữa rồi. Dầm. Vừa mới ra đến cửa thì cửa đã bị đạp vỡ, còn mang theo khí thế mạnh mẽ. Hự. Triệu Bân còn chưa đứng vững, liền bị đá bay ra. Vì người đạp cửa là một tên cảnh giới huyền dương, mà còn ít nhất từ tầng 5 trở lên. Cũng may hắn đủ mạnh, nếu không chắc phun ra máu mất. Đâu, cô lang dạ hành ở đâu? Tiếng huyên náo ngày càng nhiều, cửa bị đạp vỡ, cửa sổ đang đóng chặt cũng bị đẩy cho tơi tả. Một nhóm người xông vào, mà đây mới chỉ là tầng 3, còn khách tầng 2 và tầng 1 cũng đang cầm vũ khí xông lên. Khách điếm bỗng chốt loạn như cào cào, thành cổ thanh phong cũng nháo nhào hết cả lên, không biết có bao nhiêu võ tu xuất hiện. Cô lang dạ hành, bạc đó. Tìm mãi mà chẳng thấy có tin tức gì, hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ta! Triệu Bân còn chưa kịp thở, suýt thì nôn ra máu. Con mẹ nó chứ! Đây là phòng của hắn, đã trả tiền rồi, vừa mới bị đạp đổ tường, xong mái nhà thì sụp, giờ đến cửa phòng lẫn cửa sổ cũng bị phá. Một căn phòng đang đẹp thì bị phá không ra cái gì. Phá thì chả làm sao, đến cả ông chủ khách điếm còn vác cả đao lên rồi đây. Chạy là thượng sách. Triệu Bân xuyên tường, trốn ra khỏi phòng. Mà trong đó cũng không còn chỗ đứng nữa rồi. Có trời mới biết được đang có bao nhiêu người ở bên trong. Người mặc áo đen đó có bị bắt hay không hắn cũng không rõ nữa, nhưng chắc cũng chẳng chạy nổi đâu mà. Cô lang dạ hành. Còn chưa chạm đất thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh trên đường phố rồi, toàn là võ tu xông vào. Nhìn từ phía xa thì thấy tầng 3 của khách điếm có người chạy ra ngoài, mà còn mặc áo bào đen, làm người ta cho là cô lang dạ hành chạy trốn từ trong ra ngoài. Thôi xong. Trái tim Triệu Bân rơi bộp một cái, con dấu của cô lang dạ hành còn đang ở trong tay hắn kia kìa. Nếu mà bị người bắt được thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thoát tội được. Có phải do hắn làm hay không? Hắn đều phải chịu tội, và chết càng thảm hơn. Trong lúc ấy, hắn đã rơi xuống đất. Bốn phía tấn công đến, có kiếm, đao, trường, quyền. Triệu Bân nhìn mà đầu váng mắt hoa, trong đó còn có cả cảnh giới huyền dương nữa chứ. Xuyên tường. Vào lúc nguy cấp, hắn lại xoay người xuyên tường, trốn vào một tầng của khách điếm. Hắn co giò chạy, chỉ để lại bóng dáng. Bùm. Mặc dù đã chạy nhưng vẫn có người tấn công đến. Công phá phía sau đuổi theo, đánh thẳng vào tường của khách điếm. Một cái khách điếm đang yên ổn lại bị đánh sụp, còn cả một phòng người trên tầng 3, bao gồm tên trộm mặc áo đen kia, tất cả đều rơi xuống đất. Lúc này mọi thứ hỗn loạn vô cùng. Mà người có mặt ở đây cũng chật vật lắm, mặt đất toàn là mảnh ngói vỡ. Soạt! Mà tên mặc áo đen kia cũng may, chưa chết, đứng dậy chạy một mạch. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Tiếng kêu vang lên, nhưng tốp người lại chia làm hai. Một tốp đuổi theo tên mặc áo đen, một tốp lại đuổi theo Triệu Bân. Trước lúc chạy, hai đoàn người còn đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toàn là sự bực bội. Mẹ nó chứ, rốt cuộc có mấy cô lang dạ hành đây? Bắt bên này đi, là thật đó. Yên nào, bên này mới là thật này. Rồi mỗi người lại chạy theo mục tiêu mà mình cho là đúng, náo nhiệt vạn phần. Nói nhảm. Triệu Bân chạy trốn, nét mặt đen xì. Hắn chạy một mạch không quay đầu lại, vẽ mỗi cái bùa mà cũng náo nhiệt được đến thế này. Nghe được tiếng giường thì chớ, lại còn xảy ra kiếp nạn mới. Còn nói gì được nữa, trùng hợp quá mà. Tự nhiên có người đánh nhau, tự nhiên có kẻ trộm đi qua. Tự nhiên lại bị người ta hiểu lầm là cô lang dạ hành. Mà hắn, thì đúng là chó ngáp phải ruồi. Một loạt sự kiện trùng hợp đưa ra kết quả là một màn bi kịch. Mau lên, bắt lấy hắn. Cô lang dạ hành to gan thật, hôm nay ngươi chạy không thoát đâu. Chạy đi đâu hả? Thành cổ thanh phong buổi đêm náo nhiệt khác thường, từ phủ nhìn ra có hai nhóm người đuổi theo hai hướng đông tây khác nhau. Đuổi mà nhiệt huyết vang lên tận trời, tiếng hô liên miên không dứt. Có trời mới biết được có bao nhiêu người tham gia. Có trời mới biết được có bao nhiêu người vì thế mà tỉnh giấc. Số người quá đông, đến giày còn chẳng kịp xỏ. Chỉ cầm vũ khí lên. Giống như ông già chột mắt, chỉ mặc mỗi cái quần hoa, bắt mắt vô cùng. Vẫn là câu nói đó, tiền mà, 50.000 lượng cơ mà. Chết tiệt, người mặc áo đen thầm mắng, chạy một mạch không dám quay đầu.
đã bảo mà, đêm nay bát tự không hợp, không nên ra ngoài ăn trộm. Một chân đạp không vững, kinh động cả thành Cổ Thanh Phong. Đằng sau toàn là nhân tài, ai cũng mạnh mẽ cả, bộ dạng không bắt được gã thì sẽ không chịu từ bỏ. Vấn đề là, gã có phải cô lang dạ hành đâu. Chỉ vì cái bộ đồ này mà mấy cái tên đó bảo gã là cô lang dạ hành. Đây đúng là nỗi oan ức từ tiền mà ra. Nếu tiền thưởng chỉ có vài trăm lượng thì có ngu mới khua chiêng gõ trống vào nửa đêm thế này. Chết tiệt! Cũng là câu chửi đó, nhưng là tên lỗ mãng và ông già trốn mắt nói ra. Hai bọn họ tìm ra cô lang dạ hành trước, cơ hội tốt như thế, nhưng lại để gã chạy mất. Bây giờ bao nhiêu là người đuổi giết, cảnh giới huyền dương bốc ra được một nắm, còn có cả đỉnh phong. Toàn thành cổ hỗn loạn cả lên, hiển nhiên là bọn họ mất phần. 50.000 lượng đó. Rõ ràng đã nhìn thấy nó rơi vào túi rồi, thế mà lại mất tăm. Chạy à, chạy đi đâu? Ở phía đông thành, tiếng thét cũng vang lên dập trời, là nhóm truy sát Triệu Bân. Hôm nay không phong thủy gì cả. Sắc mặt Triệu Bân còn đen hơn cả cái tên mặc đồ đen kia. Hắn mới là kẻ xui xẻo nhất này, đang ngoan ngoãn vẽ bùa, lại vẽ thành kiếp oan sai khổ nhục. Ở lại, tiếng hét vang vọng, đã có người đuổi kịp, là một ông già tóc trắng. Bao nhiêu người thế này, chỉ có ông ta là hung hãn nhất, không phải võ giả bình thường, mà là cảnh giới huyền dương đỉnh phong. Còn chưa nói xong, mấy chục luồng kiếm khí đã phi ra. Triệu Bân không nhìn, thần sắc nghiêm nghị, vẫn chưa bị đánh trúng. Lưng hắn toàn là mồ hôi lạnh, kiếm khí này mà trúng vào người thì không chết cũng mất nửa cái mạng. Vào lúc nguy cấp, tiềm lực của hắn được kích hoạt, chân đạp bước phong thần, khó chăn tránh thoát. Hắn xuyên tường, tiếp tục chạy trốn, chân không chút ngơi nghỉ. Xuyên tường, ông già tóc trắng nhíp mắt. Thân pháp huyền ảo thật, có người xẹt qua ông ta, là một thanh niên tóc đen, cũng là cảnh giới huyền dương, cũng là đỉnh phong. Người này nhìn trẻ trung như vậy, quá bán là dùng đan dược gì đó để lưu giữ tuổi trẻ. Ở đây chờ mấy hôm nhé, bao giờ hết loạn thì tới đón ngươi về. Đi qua một quán rượu, Triệu Bân bèn thuận tay chôn con dấu của cô lang dạ hành xuống. Dầm. Sau đó, quán rượu liền sụp đổ, là bị hai cảnh giới huyền dương đỉnh phong kia đánh sụp. Gạch ngói bay đầy trời, một quán rượu cứ thế mà sụp đổ. Trước mắt, đã nhìn thấy cổng thành. Triệu Bân cũng muốn xuyên qua, đi ra khỏi thành, nhưng từ phía xa đã thấy phía dưới tường thành là một nhóm người đứng nghiêm chỉnh, mặc khải giáp, cầm khiên chiến. Không ai được đi ra khỏi thành hết, kẻ nào vi phạm. Chém. Tiếng hét truyền ra từ trong thành, là một thanh niên mặc giáp. Bắt một tên trộm mà cũng phải dùng đến quân đội à. Triệu Bân tặc lưỡi, thân thể nhanh chóng rẽ ra hướng khác. Giờ thì không chạy ra khỏi thành được rồi, nếu mà đến gần tường thành thì sẽ bị đánh chết ngay. Nếu độn thổ cũng không được. Phía sau có quân binh, phía trước là đường cụt, độn thổ xong kiểu gì cũng bị bức ra. Không ai được đi ra khỏi thành hết, kẻ nào vi phạm. Chém. Tiếng hét to như thế này cũng đã được truyền ra từ ba phía của thành cổ. Triệu Bân đoán không sai, thành chủ thành Thanh Phong đã tập hợp quân đội đóng quân từ bên ngoài vào. Có những hơn 5.000 người. Bình thường chỉ khi nào có chiến sự thì mới điều động ra, nhưng giờ chỉ vì bắt một tên trộm mà đã thế này, đúng là nể mặt cô lang dạ hành lắm cơ. Cũng đúng thôi, bao nhiêu gia tộc gây áp lực vậy mà. Trong đó, Liễu gia là áp lực nhiều nhất, liên quan đến Thiên Tông, quan phủ còn không dám lơ là. Quân đội, người mặc áo đen đang chạy trốn này nhìn thấy trận thế ở tường thành, suýt thì sợ phát khóc. Làm cái gì vậy trời? Trộm có mấy trăm lượng mà gọi cả quân đội ra. Không chỉ có gã và Triệu Bân, các võ tu khác đuổi theo cũng kinh ngạc. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy thành cổ Thanh Phong có trận thế lớn đến vậy. Sống chết mặc kệ, ai bắt được cô lang dạ hành, thưởng 50.000 vàng. Thành chủ Thanh Phong hét lớn, giọng nói uy nghiêm, là ông ta điều động quân đội. Bắt một tên trộm thật ra cũng chẳng cần động tĩnh lớn đến vậy. Nhưng cũng phải xem tên trộm này là ai, đã trộm những gì. Đây không chỉ có tiền của mà còn có cả bảo vật nữa. Nếu không thì ông ta cũng chẳng dám điều động quân đội. Cấp trên đã giao việc và ra tử lệnh rồi, phải lấy được bảo vật về. Không chỉ mình ông ta, mà còn có các thành khác nữa. Bao gồm cả thành Vong Cổ, mấy chục ngàn dặm quanh đây có bao nhiêu tòa thành trì cũng đều bị lệnh như vậy hết.
Áp lực của bọn họ không chỉ đến từ các đại gia tộc mà còn cả các bảo vật nữa, bọn họ không thở nổi. Bây giờ, mãi mới bắt được cô lang dạ hành, sao có thể lơ là? Đòi lại bảo vật, số tiền thưởng ông ta có sẽ phải hơn 50.000 lượng. Rốt cuộc ngươi đã trộm cái gì thế hả? Triệu Bân vẫn còn đang chạy trốn, ánh mắt sâu thẳm. Chắc chắn cô lang dạ hành còn trộm cả thứ gì đó mà người khác không rõ, ví dụ như là chân bảo hiếm thấy. Nếu vậy thì mọi chuyện cũng rõ ràng. Điều động đến cả quân đội, tức là có can hệ rất lớn. Mà hắn thì có thấy bảo bối nào đâu. Lúc giết chết cô lang dạ hành, hắn đều mang hết những thứ có thể đi rồi. Không lẽ là đã giấu đi rồi? Triệu Bân thầm nghĩ, cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thấy đau lòng. Nếu thế thật thì chắc chắn là cô lang dạ hành còn giấu tiền bạc, báu vật ở một nơi nào đó. Nhưng giờ gã ta đã chết, sợ là chẳng ai tìm thấy nổi. Nếu biết trước thì hắn đã hỏi cho rõ ràng rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đêm ấy hắn cũng không biết đó là cô lang dạ hành. Keng, keng. Trong lúc ấy, kiếm khí lại bắn tới, không phải một hai luồng, mà là một vùng lớn. Triệu Bân cắn răng, lại xuyên tường mà đi. Lúc ra đến nơi, miệng hắn đã nhuốm máu. Không phải vì bị kiếm khí bắn trúng mà là bị lực dư của kiếm khí làm bị thương, vai trái bị cắt một mảng máu. Người đâu rồi? Đám người đuổi theo nhưng lại không thấy bóng người đâu, chỉ thấy dấu máu. Giỏi cho một cảnh giới chân linh. Ông già tóc trắng hừ lạnh, lần theo vết máu, trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Ông ta là cảnh giới huyền dương đỉnh phong, thế mà lại không đuổi kịp một cảnh giới chân linh. Càng nhiều người tìm đến, đuổi theo vết máu. Tìm mãi, vết máu biến mất, giống như biến mất vào hư vô. Một người còn sống sờ sờ mà đã biến mất rồi. Không nhiều người thông hiểu thuật xuyên tường, nhưng chưa nghe nói là có cảnh giới chân linh bao giờ. Còn nhiều điều ngươi không biết lắm. Một nhóm người tức giận nhìn trái ngó phải, gắng sức tìm kiếm hơi thở. Ngươi nói xem, hay hắn đi vào phủ thành chủ rồi. Có người nhỏ giọng nói, nhìn về tòa nhà to lớn phía xa. Nơi đó tỏa sáng chói mắt, còn nhìn thấy mấy chữ thép vàng, phủ thành chủ thành Thanh Phong. Nghĩ tại mặt chữ, là phủ đệ của thành chủ thành Thanh Phong. Lúc mọi người nhìn thì cũng không ngừng có người đi ra đi vào trong phủ thành chủ, đều là thị vệ cầm đao. Đi xem thế nào. Đám người nhìn nhau rồi nhìn ông già tóc trắng, ngụ ý rõ ràng, hay là ông dẫn đầu đi, chúng ta qua đó hỏi xem, có khi lại ở bên trong. 50.000 lượng hoàng kim đâu phải con số nhỏ. Ông già tóc trắng không nói một lời, một lúc sau thì nhón chân bước đi. Ông ta hành động, mọi người cũng hành động. Như vậy, ông già tóc trắng đi trước, nhóm người đi sau, nhìn từ xa thì giống như đại ca dẫn theo đám tiểu đệ đến đòi nợ nhà ai. Là kẻ nào, mau dừng bước. Có tiếng quát vang lên, chính là thị vệ của phủ thành chủ, uy phong lẫm liệt. Hình như cô lang dạ hành chạy vào rong này rồi. Không biết là nhân tài nào trốn trong đám đông rồi nhỏ giọng lên tiếng. Ta vẫn luôn canh gác ở đây, có thấy đâu. Vào trong đó thật rồi mà, chúng ta lần theo vết máu đuổi đến đây đó. Một đám nói láo, mau lùi lại. Thị vệ hừ lạnh, rút quan đao ra, hành động biểu thị rõ, nếu còn không rời đi thì đừng trách ta không khách sáo, đây là phủ thành chủ đó. Làm phiền rồi. Ông già tóc trắng hít sâu, quay người. Ông ta đúng là cảnh giới huyền dương, nhưng không phải ai cũng động vào được, ví dụ như thành chủ. Nếu gây rối với thành chủ thì bảo đảm sẽ không bước ra khỏi thành Thanh Phong nổi. Dân đấu với quan, chính là tìm cái chết. Cảnh giới huyền dương đỉnh phong còn vậy thì người khác càng không phải nói. Đám người tức tối, đến nhanh mà đi cũng nhanh, mặt xám như cho tàn. Không bắt được người này thì đi bắt người khác. Vậy là mọi người ăn ý chạy đến phía Tây Thành. Vẫn còn một cô lang dạ hành mà. Thật hay giả mặc kệ, cứ bắt đã, có khi lại được thưởng tiền. Phong tỏa phủ đệ lại. Sau đó, thị vệ phủ thành chủ hét lớn. Làm gì vậy? Các thị vệ khác ngơ ngác. Đóng cửa đánh chó, bắt cô lang dạ hành. Thật sự ở trong đó à? Khoảng 8 phần, thị vệ phủ thành chủ cầm đao đi vào trong. Địch, đây là đâu thế này? Lúc Triệu Bân xuất hiện thì đã ở trong một tòa tiểu biệt uyển, tràn đầy hoa cỏ, còn nghe được tiếng nước chảy róc rách, có núi giả, có đình nghỉ mát và lầu các. Keng! Lúc hắn nhìn quanh, đột nhiên có tiếng đàn phát ra từ chỗ đình nghỉ mát.
Nhìn kỹ thì mới thấy trong ấy có một người, nói chính xác thì là một người phụ nữ ăn mặc xuất thần, đang gảy đàn cổ trong đó. Ngón tay điêu luyện đánh đàn, giai điệu chậm rãi du dương, nghe vô cùng say đắm, khiến tâm thần hắn vô cùng thoải mái. Còn cô gái kia thì xinh đẹp vô cùng, như một ánh trăng khiến người ta cảm thấy huyền ảo. Keng! Lúc hắn nhìn, tiếng đàn chưa dừng, mà còn có một loại mị lực vô hình kéo hắn tiến đến từng bước, đây là lần đầu tiên hắn được nghe giai điệu tuyệt diệu đến vậy. Đến lúc hắn định thần lại thì giai điệu đã thay đổi. Một giây trước, tiếng đàn yêu mỹ, một giây sau, tiếng đàn đã tràn đầy sát ý, có thể thấy từng luồng ánh sáng bắn ra từ phía đỉnh nghỉ mát, lại còn có tiếng của kiếm. Triệu Bân thấy vậy thì rút kiếm tử tiêu ra. Sau đó là một hồi âm thanh va chạm, tóe ra những ánh sáng trắng. Cô gái gảy đàn, từng tầng bắn ra. Triệu Bân múa kiếm, phá những luồng ánh sáng bay về phía mình này. Một bí thuật kỳ lạ, Triệu Bân lầm bầm, không biết tu vi cô gái kia là gì, chỉ biết tiếng đàn này là một loại bí pháp, đánh đàn có thể tấn công, tiếng đàn là vô hình, đương nhiên cũng có thể giết người trong vô hình. Hắn chặn lại không ít, nhưng cũng trúng không ít, có thể thấy rõ bức tường phía sau bị tiếng đàn kỳ lạ cắt ra tạo thành những vệt kiếm cực nhà. Keng! Tiếng đàn thuộc kiểu công kích khác biệt, sẽ luôn có một hai luồng khí đánh trúng vào mặt hắn, khiến cho khuôn mặt lúc này hằn những vết máu. Nhìn miệng vết thương thì đúng là mảnh hơn cả sợi tóc. Ngoài ra thì còn một loại ma lực khác nữa. Tiếng đàn có ma lực như tiếng chuông bắt hồn, có thể làm nhiễu loạn tâm thần. Đột nhiên, tiếng đàn trở nên yêu mỹ trở lại, không còn chút sát khí nào. Cảnh giới chân linh tầng 1 mà có thể cản được khúc thanh liên của ta, ngươi, không đơn giản chút nào, cô gái áo xanh nói chuyện, giọng nói cũng như tiếng đàn, mỹ diệu dễ nghe. Trong lúc nói chuyện, cô ấy cũng khẽ sờ vào đàn, tay áo bay nhẹ. Ta chỉ vô tình quấy rầy mà thôi. Triệu Bân chắp tay, quay người định đi, cô gái này đáng sợ thật đấy. Đi vào trong phủ thành chủ rồi mà còn muốn ra hả? Cô gái áo xanh cười nhẹ, từ đầu đến cuối đều đang gảy đàn. Tiểu thư! Quả nhiên, Triệu Bân chưa kịp lên tiếng thì đã có tiếng hô hoán từ bên ngoài biệt uyển. Những tiếng bước chân dồn dập, số người không ít. Mà còn toàn cảnh giới huyền dương. Không có gì, cô gái áo xanh khẽ đáp. Thị vệ nghe thế thì dẫn đội rời đi, khắp phủ đều đốt lửa sáng choang. Con mẹ nó, đây là phủ thành chủ sao? Triệu Bân chau mày, lập tức đứng yên bất động. Nếu cô gái áo xanh này kêu lên một tiếng thì hắn có 10 cái mạng cũng không thoát nổi. Phủ thành chủ nào phải nơi bình thường. Cô gái áo xanh cuối cùng cũng dừng lại, đi ra khỏi đình nghỉ mát. Bước chân cô ấy chậm rãi, còn chưa đến gần mà đã ngửi thấy mùi hương thơm nhàn nhạt của phụ nữ lan tỏa khắp nơi. Ít nhất cũng phải là cảnh giới chân linh tầng 7. Triệu Bân lẩm bẩm, có thể cảm nhận được tu vi của cô gái. Đây chắc chắn không phải cảnh giới chân linh bình thường, nếu muốn đánh mà không dùng bùa nổ thì hắn chưa chắc đã thắng được. Cô lang dạ hành, cô gái áo xanh cười nhẹ. Không phải, Triệu Bân ho khan, lắc đầu như chống bỏi. Đúng là không phải, ta nhận ra được khí tức của gã mà. Cô gái áo xanh cười đáp, ngồi xuống trước bàn đá, rót đầy hai ly trà, ý tứ rõ ràng, nửa đêm nửa hôm chạy cũng mệt rồi, ngồi xuống làm hớp trà đi. Cô từng gặp cô lang dạ hành, Triệu Bân ngồi xuống. Có gặp một lần, nhưng gã chạy thoát mất, cô gái áo xanh mỉm cười. Tiếc thật nhỉ, Triệu Bân nói rồi nhìn trái ngó phải, xung quanh đây có không ít cơ quan. Biệt huyền này nơi đâu cũng có bẫy, chỉ không cẩn thận một chút thì sẽ chết ngay. Người có thực lực đấy, đến từ nhà nào vậy? Cô gái áo xanh cười nhìn Triệu Bân, có thể nhìn ra tu vi của hắn, nhưng lại không nhìn rõ gương mặt. Triệu Bân đeo mặt nạ ra người chứ không để lộ dung mạo thật. Tản tu mà thôi. Triệu Bân cười lớn, đứng dậy định rời đi. Ta đáng sợ vậy sao? Cô gái áo xanh một tay ôm mặt, cười nhìn Triệu Bân. Cô đẹp lắm. Triệu Bân cười khan, rồi ngồi về chỗ cũ. Cô gái này cười nhưng lại có một ngụ ý khác, hắn mà dám đi thì cô ấy sẽ hô sảm sỡ ngay. Chỉ cần một tiếng hô là hắn sẽ bị thị vệ của thành chủ đánh thành cho bụi. Phủ đệ này không phải nơi mà tiền trang của Liễu gia có thể so sánh với, đi vào chưa chắc đã đi ra được. Có trời mới biết ban nãy làm sao hắn đi vào được, một đường không cản trở. Ngươi là luyện khí sư à? Cô gái áo xanh nhấp một ngụm trà. Âm sắc vẫn xinh đẹp như cũ. Không phải. Nói láo,
ta đã ngửi thấy sấm sét của ngươi rồi, mà còn không phải loại thường. Cô nói vậy thì có lẽ ta là vậy đấy. Triệu Bân cười gượng, không khỏi kinh ngạc, mũi cô gái này thính thế. Giúp ta luyện hóa một thứ thì ta sẽ thả ngươi đi. Cô gái áo xanh cười nói, tự rót tự uống, mái tóc bay bay trong gió. Hay là để hôm khác đi. Triệu Bân cười nói, hắn thật sự có việc bận. Hắn vốn định chờ chị thương xong thì rời khỏi đây, tìm tên mập, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Biết vậy thì hắn đã rời đi từ lâu rồi. Cha đã phong tỏa thành rồi, người có ra khỏi đây thì cũng chẳng đi ra khỏi thành Thanh Phong được. Cô gái áo xanh cười nói, xuyên tường hay độn thổ cũng vô dụng thôi. Vậy cũng chưa chắc. Dương Khuê. Triệu Bân vừa nói xong thì cô gái áo xanh đã lên tiếng. Soạt. Sau đó liền nghe thấy tiếng gió bên ngoài biệt viện, có lẽ là có người đến đây. Luyện, luyện, ta luyện. Triệu Bân vội vàng đưa dấu hiệu tay. Cô gái này đúng là biết cách uy hiếp mà. Hắn còn dám lắm lời thoái thác nữa thì cái người tên Dương Khuê kia sẽ đi vào ngay. Vậy mới được chứ, cô gái áo xanh cười nói. Tiểu thư, bên ngoài biệt uyển truyền đến một giọng nói thăm dò. Nghỉ ngơi sớm đi. Cô gái ho khan đáp lại. Ặc, Dương Khuê méo miệng, gãi đầu quay đi, vẻ mặt ngơ ngác. Bối rối thật đấy. Với thân phận của cô thì có thể dễ dàng tìm được luyện khí sư khác mạnh hơn, việc gì cứ phải bắt một cảnh giới chân linh như ta chứ, Triệu Bân nhỏ giọng nói, ta chỉ là gà mờ mà thôi. Thân phận không quan trọng, quan trọng là sấm sét, cô gái đáp, ta gặp rất nhiều sấm sét rồi, nhưng là lần đầu tiên thấy loại bá đạo như của ngươi. Hiểu rồi, Triệu Bân nhấp một ngụm. Sắc trời đã muộn, để mai hắn luyện đi, cô gái áo xanh đứng dậy, chỉ vào một tòa lầu các, ngươi ở bên đó đi. Mà đêm đừng có đi ra linh tinh, cũng đừng nảy ra ý định chạy trốn, nơi này vào được nhưng chưa chắc đã ra được đâu. Ừ, Triệu Bân cũng đứng dậy, tự biết mình không chạy nổi, phủ thành chủ này quá kỳ quái, giống như một loại trận pháp kỳ dị nào đó, mà lúc nào cũng có thể biến động. Hắn không nghĩ ngợi nữa mà đi vào lầu các. Còn về nhóm tên mập thì chỉ cần Ngưu Anh có não, về cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Chỉ cần tìm một tòa thành để lánh tạm thì sẽ ổn thôi. Ngưu Anh đúng là không ngốc. Đoàn người đi rất chậm, còn cách khá xa nữa mới đến thành Vong Cổ, nên đã tìm một tòa thành để nghỉ tạm. Mà tên mập còn đến một ngọn núi để đi tìm Triệu Bân nữa cơ. Chạy đi, sao không chạy nữa đi? Phủ thành chủ yên tĩnh, nhưng thành Thanh Phong thì vẫn náo nhiệt như cũ, tiếng mắng chửi vang lên không ngừng. Người mặc áo đen bị chặn lại. Đồng thời cũng bị coi là cô lang dạ hành. Hắn ta không được may mắn như Triệu Bân, cũng không có nhiều con bài tẩy chưa Triệu Bân, chạy tuy nhanh nhưng vẫn bị bắt lại. Tiền thưởng mà. Đám võ tu hô hào ầm ĩ, vây người mặc áo đen lại một cách kín kẽ. Ta không phải cô lang dạ hành thật mà. Người mặc áo đen sợ muốn khóc, chỉ trộm có mấy trăm lượng mà sao đã thành cô lang dạ hành rồi. Tội danh này hắn ta sao gánh nổi chứ? Điều động đến cả quân đội rồi, rõ ràng là không đơn giản, khéo còn mất mạng ấy chứ. Đưa đi. Thành chủ thành Thanh Phong đích thân xuất hiện, giọng nói lạnh lùng như sấm sét, cực kỳ uy nghiêm. Thế còn tiền thưởng? Có người nhỏ giọng nói, xem ra là người này đã bắt được người mặc áo đen. Tra rõ thân phận rồi ngươi cũng không mất phần đâu. Thành chủ thành Thanh Phong không lên tiếng mà là thị vệ bên cạnh nói. Ai biết có phải cô lang dạ hành hay không? Nghe nói có những hai tên cô lang dạ hành, còn một tên chưa bị bắt kìa. Đi, lục soát tìm tên còn lại. Thành chủ thành Thanh Phong lạnh lùng nói, hỏa khí không nhỏ, chủ yếu là vì dạo này ông ta cứ bị cấp trên áp lực liên tục, cho nên cũng ngứa ngáy cái tên cô lang dạ hành này lắm rồi. Quân đội nhanh chóng đi vào thành. Dưới ánh trăng, tiếng bước chân rầm rập, dường như con đường nào cũng có binh sĩ mang đao, còn vào từng nhà lục soát nữa, ai đáng ngờ sẽ bị đưa đi ngay. Triệu Bân đêm nay bận rộn khác thường. Trên bàn bày đầy giấy bùa, hắn liều mạng vẽ bùa nổ. Nếu như sau khi giúp cô gái áo xanh mà cô ấy không chịu thả hắn đi thì hắn sẽ nổ chết nơi này vậy. Một đêm yên lặng, thoáng cái đã đến bình minh. Sáng sớm, Triệu Bân đã ra khỏi phòng, duỗi eo thật mạnh. Đáy mắt hắn đen xì như than. Cô gái áo xanh đang ngồi ở đình nghỉ mát uống trà, thấy bộ dạng như con gấu trúc của hắn thì không khỏi nhướng mày. Như nào đây, tối qua không ngủ, hay là không dám ngủ vậy? Ta vẫn chưa biết quý danh của cô nương.
Triệu Bân ngáp một cái, ủ rũ ngồi xuống. Thanh Giao. Tên đẹp. Triệu Bân lên tiếng, rồi lại ngáp. Thanh Giao chỉ cười không nói. Cô ấy còn nhìn ra trước ngực Triệu Bân, gì mà đầy ắp như vậy, đựng cái gì không biết. Còn cái gì được nữa, bùa nổ đấy. Đêm qua thiếu gia Triệu Bân vẽ cả sấp. Đều nhét hết trong ngực rồi. Cũng may Thanh Giao không biết, nếu không chắc cũng kinh ngạc lắm. Luyện cái gì đây, Triệu Bân hỏi. Nó, Thanh Giao chỉ vào cây đàn trên bàn đá. Triệu Bân nhìn nó, khẽ híp mắt. Đàn này không phải loại bình thường, phong cách cổ xưa tự nhiên, chưa cần đánh đàn đã cảm giác như nghe thấy tiếng đàn rồi. Hơn nữa mỗi một sợi dây đàn đều như đang lóe sáng, đặc biệt là đường vân được khắc trên đàn, nhìn từ góc nào cũng thấy cực kỳ quái dị. Trên đàn có ấn ký, là của chủ nhân đời trước, Thanh Giao nói, dùng sấm sét của ngươi luyện hóa cái ấn ký đó là được. Một cái ấn ký mà thành chủ thành Thanh Phong không xóa được sao? Triệu Bân vừa nói vừa đánh giá cây đàn cổ, thỉnh thoảng lấy tay ra sờ. Đàn này cực kỳ mát lạnh, có lẽ là dùng thiên mộc cực lạnh để khắc. Còn dây đàn cũng chắc chắn được làm từ nguyên liệu quý, ánh mắt của hắn vẫn chưa nhìn ra được. Nếu lau được thì đã không phải đàn cổ, Thanh Giao nói, ta tìm không ít sấm sét rồi, nhưng cấp bậc không đủ, không làm gì được nó, có lẽ của ngươi lại được. Nhớ ta làm hỏng thì sao, Triệu Bân ho khan. Ngươi là luyện khí sư mà, hỏng sao được, Thanh Giao lại cười nói, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn Triệu Bân, luyện mà hỏng thì ngươi cũng đừng hỏng đi. Tiểu thư, cô nương Như Nguyệt đến rồi ạ. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên có tiếng nói từ bên ngoài biệt uyển vọng vào, là Dương Khuê hôm qua. Mau mời vào đi. Thanh Giao cười nhẹ, rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo. Đàn này đúng là không tệ. Triệu Bân cúi đầu nghiên cứu, tuổi của cái đàn này ít cũng phải hơn ngàn năm, đúng là một đồ cổ, phối với đàn pháp nữa thì đúng là giết người vô hình. Hắn đã được chứng kiến uy lực của nó, rất bá đạo. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy ấn ký kia. Nói là ấn ký, thực ra là một loại ấn ký cực kỳ cổ xưa, có lẽ là chủ nhân đời trước lấy máu nuôi đàn, lâu dần nó biến thành dấu ấn. Giống như kiếm Long Uyên của hắn, mỗi ngày đều lấy máu để thấm dưỡng, thời gian đủ lâu thì sẽ thành dấu ấn. Chủ nhân dùng thì được, chứ người khác động vào thì uy lực sẽ bị giảm sút ngay. Đây chính là lý do vì sao Thanh Giao mời hắn luyện hóa ấn ký này. Có ấn ký của đàn chứng tỏ đàn này không phải của cô ta, nếu cô ta thi triển đàn pháp thì sẽ bị ấn ký quấy nhiễu, nói trắng ra thì sẽ không sử dụng được uy lực mạnh nhất. Nếu như đêm qua không có ấn ký này thì chưa chắc hắn đã ngăn cản được. Thanh Giao, ta đến thăm cô đây. Có một người từ bên ngoài biệt uyển đi vào, áo trắng nhẹ bay, bước chân xinh đẹp. Triệu Bân nghe vậy thì bất giác liếc qua. Người này cũng quen lắm cơ, quen đến mức không thể nào quen hơn, Liễu Như Nguyệt. Đã lâu không gặp, Thanh Giao quay ra cười chào đón. Cũng nửa năm rồi đấy. Liễu Như Nguyệt mỉm cười, liếc nhìn Triệu Bân theo ý thức. Không biết vì sao mà vừa nhìn Triệu Bân cô ta đã cảm thấy rất quen thuộc, đặc biệt là đôi mắt đó, giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi. Nhưng Triệu Bân lại đeo mặt nạ ra người nên khó nhìn rõ dung mạo thật, chỉ biết hắn là cảnh giới chân linh, nhìn khí tức thì là chân linh tầng 1. Triệu Bân không nói gì, chỉ thu mắt ôm đàn cổ rời đi. Hắn cũng rất bất ngờ khi gặp Liễu Như Nguyệt ở đây. Không ngờ cô ta lại là bạn với con gái của thành chủ thành Thanh Phong. Trước đây hắn chưa từng nghe cô ta nhắc đến người này. Đại diện cho thành vong cổ sao, Triệu Bân lẩm bẩm. Hắn cho rằng Liễu Như Nguyệt đến đây không đơn giản chỉ là đến thăm bạn mình thường, quá nủ là vì cô lang dạ hành. Có lẽ cô ta nghe được tin tức gì đó, nên đến đây với mục đích rất rõ ràng, đòi lại bảo vật bị trộm mất và xử lý luôn cô lang dạ hành. Nếu là vậy thì các thành cổ khác cũng sẽ phái người đến đây, mà thân phận cũng sẽ không đơn giản. Đại diện cho một tòa thành thì hãnh diện cỡ nào chứ? Ví dụ như Liễu Như Nguyệt, nếu không có liên quan đến Thiên Tông thì thành chủ thành vong cổ còn lâu mới cho cô ta đến. Hắn là... Liễu Như Nguyệt chau mày, nhìn Thanh Giao. Bạn của ta. Thanh Giao mỉm cười, hơi xấu hổ, chủ yếu là vì hôm nay Triệu Bân lạnh lùng khiến cô ấy không kịp phòng bị. Tốt xấu gì đây cũng là đệ tử Thiên Tông, tốt xấu gì cũng là khách của cô ấy, chào một tiếng thì sao chứ? Lại cứ thế quay người đi. Tiểu thư, thiếu chủ thành Thương Lang đến ạ. Trong lúc ấy, ngoài biệt viện lại vang lên tiếng bẩm báo. Nói xong,
một người thanh niên áo trắng đã tiến vào, khí phách hiên ngang. Có lẽ là muốn cho mình nhìn thêm oai hơn nên tay hắn ta còn có một cái quạt, lúc nào cũng như đang ám thị cho người khác biết rằng, ông đây đẹp trai lắm. Đã lâu không gặp, Hán Triều. Thanh Giao muội muội, có nhớ ta không? Hán Triều cười nói. Bớt đi. Ô, Liễu đại tiểu thư cũng ở đây hả? Hôm nay vinh hạnh quá cơ. Náo nhiệt thật. Tiếng cười nói vang lên, biệt viện lại có thêm người đến thăm, cũng là một người thanh niên mặc áo bào màu bạc, thân phận bất phàm, chính là thiếu chủ của thành Xích Dương, Vũ Văn Hạo. Đấy mà, Triệu Bân đoán có sai đâu. Người đến toàn là nhân vật đầu sỏ, đến thăm Thanh Giao là thật, vì cô lang dạ hành cũng là thật, đòi lại bảo vật là phụ, chủ yếu là vẫn muốn tìm lại những chân bảo kia về. Mời. Trong đình nghỉ mát, Thanh Giao bày ra một bàn tiệc rượu nhỏ. Không khí cũng chẳng hòa hợp mấy. Không hòa hợp ở đây là nói Hán Triều và Vũ Văn Hạo. Hai người này không biết bị làm sao mà từ khi ngồi xuống thì ánh mắt nhìn đối phương rất kỳ lạ. Thật ra hai người này đến đây còn mục đích khác nữa, chính là cầu hôn. Không sai, cầu hôn, vừa hay cả hai lại yêu thích Thanh Giao. Cũng có thể nói là gia tộc yêu thích, muốn làm liên hôn chính trị, đẹp cả đôi đường. Trên thực tế thì Liễu Như Nguyệt cũng rất đẹp, cũng là đối tượng liên hôn của các gia tộc. Nhưng đáng tiếc, người ta là đệ tử Thiên Tông, cành cao này khó với lắm. So ra thì Thanh Giao của Thành Thanh Phong vẫn thích hợp nhất. Đã lâu không gặp, va chạm chút không? Hán Triều nhìn Vũ Văn Hạo, mãi mới có cơ hội tốt, hôm nay hắn ta phải biểu hiện thật tốt vậy. Lửa giận trong lòng hắn đã nén nhiều năm rồi. Cũng được, Vũ Văn Hạo cười giả lả đáp. Sau đó biệt uyển trở nên náo nhiệt hơn nhiều, tiếng binh khí va chạm vang lên, một người như được uống thiết gà, một người như được ăn thuốc, đánh đến là nhiệt huyết. Tu vi của họ bất phân thắng bại, nên sức mạnh cũng quen nhau. Thanh Giao xem đã thành quen. Hai thiếu chủ này cứ gặp nhau là đánh nhau. Đúng là một người kỳ lạ. Cô ấy quan tâm đến Triệu Bân trên lầu các nhiều hơn. Trong lòng không khỏi nghĩ, nếu là người khác gặp phải hai cô gái xinh đẹp có địa vị cao như thế, chẳng phải sẽ vội vàng đến làm quen hay sao? Tên kia thì hay rồi, vào lầu các xong không thèm đếm xỉa gì nữa, như kiểu không thích náo nhiệt vậy. Hai vị thiếu chủ đánh nhau hay thế mà không đi ra xem thế nào? Nhìn quen thế nhỉ? Liễu Như Nguyệt lẩm bẩm, cũng chẳng quan tâm lắm đến trận chiến của Hán Triều và Vũ Văn Hạo. Cô ta vẫn đang nghĩ đến Triệu Bân, đôi mắt ấy nhìn quen vô cùng. Mọi chuyện lúc ấy lúng túng vô cùng. Đương nhiên người lúng túng ở đây là Hán Triều với Vũ Văn Hạo. Bọn họ đánh đến mặt đỏ tai hồng, chỉ vì muốn biểu hiện ra, thế mà hai cô gái chẳng thèm xem. Họ đang nhìn cái gì vậy? Hai người tức tối vô cùng, đang chiến đấu mà cứ phải liếc ra ngoài xem. Trong đấy có cái gì vậy? Cũng tại bọn họ tới muộn. Nếu đến sớm hơn có khi đỡ phải nghi ngờ rồi. Hay thật, cái tòa lầu các nho nhỏ này thế mà lại cướp hết điểm sáng của bọn họ, dù gì họ cũng là thiếu chủ của một tòa thành cơ mà, phải nể mặt chứ. Ấn ký này mạnh thật. Bên trong lầu các, Triệu Bân đang than thở không ngừng. Hắn đã dùng đến sấm sét rồi mà vẫn không làm gì được ấn ký trên đàn cổ. Không phải là xóa không sạch, mà là cực kỳ chậm. Sau nửa canh giờ mà vẫn chưa luyện hóa được. Không phải tại cấp bậc của sấm sét không đủ cao, mà là vì tu vi hắn quá thấp, không gọi ra được uy lực chân chính của sấm sét. Rầm, bốp, bụp. Bên ngoài lầu các, tiếng đánh nhau vang lên không dứt, hai người càng đánh càng hăng. Triệu Bân liếc mắt qua cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy Hán Triều và Vũ Văn Hạo. Làm thiếu chủ của hai tòa thành nên tu vi cũng không kém gì Thanh Giao. Không biết đến lúc nào tiếng đánh nhau mới dừng. Nhìn cả hai, một chảy máu miệng. Một chảy máu mũi, đánh nhau bất phân thắng bại, người cũng thương tích đầy mình. Không phục thì làm lại. Ta sợ ngươi chắc. Sau ba cốc rượu, hai người lại lườm nhau cháy mắt. Thôi, Thanh Giao cho mày, chạy từ xa đến đây chỉ để đánh nhau thôi à. Lúc này hai người mới chịu thôi. Triệu Bân thì rất tận tình, còn đang vấn cái ấn ký kia, mong luyện hóa cho nhanh còn đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng hắn lại quá khinh thường cái ấn ký này. Ấn ký quá mạnh, nói cách khác là chủ nhân của nó quá mạnh. Đã qua đi bao nhiêu năm rồi mà ấn ký này vẫn không bị tiêu diệt, khéo lại là một vị cảnh giới thiên võ đấy. Nhưng vẫn có hiệu nghiệm. Thiên lôi bao quanh đàn cổ,
luyện hóa ấn ký cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn nghĩ nhiều nhất là 2 ngày sẽ xong. Trong thành vẫn huyên náo như cũ. Đường phố phồn hoa ngày trước giờ đã lạnh lẽo hơn, đi đâu cũng thấy vệ binh cầm đao, lần lượt kiểm tra khiến cho mọi người bàng hoàng. Đừng nói là cảnh giới chân linh, đến cả cảnh giới huyền dương còn không chịu nổi trận thế này. Cũng không ai dám không phối hợp, nếu mà dám làm trái thì sẽ là cảnh giới địa tàng tiêu diệt ngay. Một người dù có mạnh đến mấy cũng khó chống lại thiên quân vạn mã. Chút giác ngộ này bọn họ ít nhất vẫn có não vẫn tốt hơn mà. Còn về cô lang dạ hành, đương nhiên là không tìm được. Người mặc áo đen hôm qua bị bắt lại đương nhiên không phải. Thành chủ thành Thanh Phong không ngốc, đó chỉ là một tên trộm bình thường, chỉ cắp đi có mấy trăm lượng. Nhưng dù không phải thì hắn ta cũng sẽ không được tha thứ. Ăn trộm đồ vật thì phải phạt, không cho chịu khổ thì sao nhớ đời chứ. Tìm, tiếp tục tìm đi. Thành chủ thành Thanh Phong tức giận hét lên, bắt phải một tên giả mạo, không tức mới lạ. Cửa thành Thanh Phong vẫn đóng im lìm như cũ, chỉ cho vào không cho ra. Không có thủ lệnh của ông ta thì không cho phép ai ra khỏi thành hết, kể cả hai thiếu chủ kia. Bị ép đến phát điên, thành chủ này đúng là bị ép đến điên rồi. Không nghĩ cũng biết người áp lực lên ông ta có địa vị lớn thế nào. Ban đêm dần buông xuống. Trong phòng, Triệu Bân vẫn miệt mài luyện hóa cái ấn ký vô địch này. Tốn tinh lực quá mà, cũng tại tối qua hắn điên quá, ngồi vẽ bao nhiêu là bùa nổ. Đến giờ đầu hắn vẫn còn hơi lảo đảo mà. Vẽ bùa khó hơn luyện khí nhiều, cũng may hắn kiên trì được, đã luyện hóa xong một nửa ấn ký. Lạch cạch, cửa phòng mở ra, à không, là cửa sổ. Còn chưa thấy người thì đã ngửi thấy mùi thơm rồi, là Thanh Giao đã trèo cửa sổ vào. Giờ hơi thế. Triệu Bân kỳ quái nhìn cô ấy, tuy không nói gì, nhưng biểu cảm đã tỏ rõ tất cả. Đường đường là con gái thành chủ, tốt xấu gì cũng là người có thân phận, có cửa không đi lại cứ phải trèo cửa sổ. Vất vả cho ngươi quá. Thanh Giao cười nhẹ, thấy ấn ký trên đàn thì mắt sáng lên. Đã luyện hóa được hơn nửa, cô ấy tìm đúng người rồi đấy. Tên nhóc này đúng là có sấm sét không tầm thường mà. Ta không cố được nữa đâu, Triệu Bân nói. Ta đã chuẩn bị cho ngươi cả rồi, Thanh Giao mỉm cười, lấy ra một túi tiền, bên trong không có bạc mà là thuốc viên. Là đan dược bổ sung lực tinh thần, có ít nhất hơn 100 viên. Triệu Bân than thở. Không hổ là con gái cưng của thành chủ, ra tay đúng là hào phóng thật. Nhà này cũng giàu cơ, không thiếu nhất là tài nguyên tu luyện. Hắn không khách khí, bốc lấy một nắm. Rộp rộp, vẫn là âm thanh nghe vui tai đó. Thanh Giao nhìn mà méo miệng, tên nhóc này bình thường đều hoang dã vậy à? Có thể cởi mặt nạ của ngươi ra không? Thanh Giao cười nói, rất tò mò xem gương mặt phía sau mặt nạ này là gì. Ta thích đeo, đeo an toàn hơn. Triệu Bân nói với vẻ ý nhị, ra ngoài phải cực kỳ cẩn thận. Từ lúc ra khỏi Ngưu Gia Trang, hắn luôn đeo mặt nạ ra người, không phải để cho ai mà là không muốn gây phiền phức cho Triệu Gia. Là người cô độc vẫn tùy ý hơn. Thanh Giao mỉm cười, không miễn cưỡng nữa. Sau đó cô ấy nhìn hắn rồi bò ra cửa sổ, nhìn kiểu gì cũng thấy giống trộm. Trùng hợp là lại gặp Liễu Như Nguyệt, ra khỏi phòng và nhìn thấy cảnh này. Cô ta không khỏi nhướng mày. Thanh Giao đang làm cái gì vậy? Người thấy cảnh này không chỉ có cô ta mà còn có Hán Triều vừa đi vào biệt uyển. Đêm nay hắn tới là để tìm Thanh Giao, trong tay còn có một hộp ngọc, là quà tặng cho Thanh Giao, nhìn có vẻ không rẻ. Trong lầu các đó là ai vậy? Hán Triều híp mắt, nhìn chằm chằm lầu các nơi Triệu Bân ở. Trong phòng có ánh đèn, có thể thấy bóng người, là một thanh niên, không biết đang làm gì. Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là, Thanh Giao lại bò từ trong cửa sổ đi ra. Cô nam quả nữ, lén lút. Đầu óc Hán Triều bùng nổ, không khỏi suy nghĩ linh tinh. Nửa đêm nửa hôm, không đi cửa chính mà lại bò cửa sổ, dáng vẻ lén lút đó, là ai cũng sẽ nghĩ vậy. Nhất thời, sắc mặt của Hán Triều trở nên cực kỳ khó coi. Cảm giác như vợ mình lén chạy đi gặp tình nhân vậy. Tốt lắm. Hán Triều hừ lạnh, giận dữ bừng bừng đi về. Tặng quà, còn tặng cái đếch gì nữa? Cũng tại cái phủ thành chủ này, nếu không hắn ta đã giết luôn rồi. Sau khi hắn ta đi thì Vũ Văn Hạo cũng đến. Mấy cái thiếu chủ này làm việc cứ giống nhau ấy nhỉ, tay hắn ta cũng có một hộp ngọc tinh tế, cũng chạy đến để tặng cho Thanh Giao,
mà cũng chọn ban đêm, rõ ràng là muốn nói chuyện riêng với Thanh Giao. Hắn ta đã đến muộn. Nếu hắn ta thấy cảnh ban nãy thì chắc cũng tức đến nội thương mất. Nhưng cũng đến muộn thật, vì Thanh Giao đã ngủ rồi. Hoặc có lẽ, Thanh Giao không muốn gặp hắn ta, nên chẳng cho hắn ta vào. Đêm lại chìm vào tĩnh lặng. Thành cổ Thanh Phong dưới ánh trăng vẫn náo nhiệt như trước, vệ binh mang theo đao kiếm đi đi lại lại, sát khí tỏa ra khắp nơi, như thể không tìm thấy cô lang thì không chịu thôi. Chủ yếu vì thành chủ đã hạ tử lệnh rồi. Hết cách, cấp này đè lên cấp khác, thành chủ Thanh Long cũng bị người ta ép đấy chứ. Bên trong biệt uyển ở phủ thành chủ, Triệu Bân ở trong phòng đã ngáp lên ngáp xuống không biết bao nhiêu lần, hai quầng thâm mắt đen thui, cực kỳ cứng ngắc, bởi vì chỉ cần sơ ý là sẽ ngủ mất ngay. Nhìn ấn ký, chỉ còn lại vết cuối cùng. Cố lên nào, trước khi trời sáng là có thể luyện hóa được nó. Ai đó? Liễu Như Nguyệt chưa ngủ, qua khe hở của cửa sổ, cô ta nhìn ngó hồi lâu mới thấy được bóng người mờ mờ ảo ảo trong căn phòng đối diện, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Cô ta hiểu rõ Thanh Giao. Phủ thành chủ có gia giáo rất nghiêm, trước giờ luôn coi trọng quy tắc, chuyện nửa đêm nửa hôm chạy tới phòng người khác mà còn leo cửa sổ vào, quả thực rất quái dị. Chính vì như thế, cô ta mới càng tò mò về thân phận của người kia. Rạng sáng, Triệu Bân ôm theo cây đàn cổ ra khỏi phòng từ sớm, ria mép mọc tùm lum quanh miệng. Hắn cực kỳ ủ rột, bước chân hụt hẫng như dẫm lên bông, vừa đi vừa lảo đảo. Dấu ấn đã bị luyện hóa cả rồi. Nếu Thanh Giao không nuốt lời thì hôm nay hắn có thể rời đi. Đa tạ. Thanh Giao mỉm cười rạng rỡ, cây đàn cổ không còn ấn ký mới thực sự trở thành vật sở hữu của cô ấy. Chỉ cần mỗi ngày nhỏ máu nuôi dưỡng nó, sớm muộn gì nó sẽ hiện ra ấn ký của cô. Đến lúc đó, uy lực của cầm khúc sẽ càng thêm bá đạo. Tất cả mọi thứ đều thuộc về công lao của Triệu Bân, đúng là quý nhân của cô ấy. Gặp sau nhé. Triệu Bân xua tay, vịn tường đi mất. Người đi luôn như thế à? Về nhà đón năm mới. Gặp nhau ắt là có duyên, chí ít cũng để ta được chiêu đãi người một phen. Thanh Giao mỉm cười, như có cơn gió dưới gót sen, cô ấy vòng qua đình nghỉ mát, chặn đường đi của Triệu Bân. Ta thực sự có việc. Nếu ngươi nói như thế, ta sẽ hô lên đấy. Đừng quậy. Tiểu thư, tiệc rượu đã chuẩn bị xong rồi, thành chủ gọi cô qua đó. Đúng lúc này, bên ngoài biệt uyển vang lên tiếng gọi. Ta đến ngay, Thanh Giao nói rồi rảo bước đi, nhưng vừa đi được hai bước đã vòng về, cũng không cần biết Triệu Bân có đồng ý hay không, cô ấy kéo hắn đi, chỉ là một bữa cơm thôi, không làm lỡ quá nhiều thời gian của ngươi đâu, đừng từ chối. Hoa viên của phủ thành chủ. Giữa ánh nắng ban mai, ba bóng người sánh vai bước tới. Người đầu tiên là Thanh Giao. Người thứ hai là Triệu Bân. Người thứ ba chính là Liễu Như Nguyệt, cô ta cũng đi về phía tiệc rượu. Tiệc rượu mà thành chủ Thành Thanh Phong bày ra, hiển nhiên là để khoản đãi khách khứa từ ba thành cổ. Đừng chạy lung tung, người không thể chạy ra ngoài được đâu. Thanh Giao đi giữa, đảo mắt và mỉm cười, đương nhiên cô ấy nói với Triệu Bân. Có thể nhìn ra được. Triệu Bân không trả lời nhưng thần sắc của hắn đã nói lên tất cả, hắn vẫn ủ rột, vừa đi đường vừa lảo đảo, cũng vì luyện hóa ấn ký khiến tinh thần của hắn bị tiêu hao quá độ. Thanh Giao nói cũng không sai. Đã tiến vào phủ thành chủ thì không dễ gì chạy ra được, bẫy dập quá nhiều. Không nói tới cơ quan, chỉ tính riêng trận pháp quỷ dị trong bóng tối cũng đủ khiến hắn thấy đau đầu. Vị công tử này, ta người phải chăng đã từng gặp nhau ở đâu đó? Liễu Như Nguyệt đột nhiên cất tiếng hỏi. Chưa từng gặp. Triệu Bân hờ hững trả lời, cố tình thay đổi sang âm sắc khàn đặc khó nghe, Thanh Giao nghe xong cũng phải liếc nhìn hắn, ánh mắt rất kỳ lạ, tại sao hắn phải thay đổi giọng nói chứ? Là ta nhớ nhầm rồi. Lời nói của Liễu Như Nguyệt cũng rất lạnh nhạt. Huyết mạch của cô ta. Ánh mắt của Triệu Bân như thâm thúy hơn, phe này khoảng cách khá gần, hắn có thể ngửi thấy một khí tức kỳ dị trên cơ thể Liễu Như Nguyệt. Như thể đã thoát thai hoán cốt, đã vậy còn ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ, chắc hẳn đến từ huyết mạch của cô ta. Khỏi cần hỏi, cô ta cũng có huyết mạch đặc biệt. Về điều này, hắn thấy rất bất ngờ. Hai người suýt chút nữa đã thành vợ chồng mà hắn không biết được bí mật này, xem ra chắc hẳn cô ta mới thức tỉnh trong thời gian gần đây. Trong lúc này, họ đã tới tiệc rượu, đặt ngay trong hoa viên. Thành chủ Thành Thanh Phong đương nhiên phải có mặt. Mặc áo khoác thêu chăn màu tím vàng,
đôi mày kiếm cực kỳ đáng sợ, ánh mắt sắc bén, khí huyết dồi dào, từng cử chỉ đều toát ra vẻ uy nghiêm của bậc bề trên, ngoài ra còn có cả sát khí, chắc hẳn ông ta từng ra chiến trường, cũng chỉ có chiến trường tàn khốc mới rèn luyện ra được thứ sát khí ăn sâu vào cốt tủy này. Ngoài ông ta ra còn có Hán Triều và Vũ Văn Hạo. Ngồi bên cạnh hai người này là hai ông già, nhìn dáng vẻ thì hẳn là tùy tùng hoặc hộ vệ, dù sao cũng là thiếu thành chủ, đi đến đâu cũng phải giữ thể diện mới được. Họ có hộ vệ thì Liễu Như Nguyệt cũng có. Cũng là hai ông già, Triệu Bân nhìn qua, thế mà hắn biết họ, chính là người của thành Vong Cổ, nói cho chính xác hơn, là người của chủ thành Vong Cổ. Nếu Liễu Như Nguyệt đã đại diện cho thành Vong Cổ thì sự an toàn của cô ta đương nhiên sẽ được đảm bảo. Đích thân thành chủ phái hộ vệ tới, chỉ bởi vì cô ta là đệ tử Thiên Tông, đến cả thành chủ cũng không thể không để tâm. Vị này là ông già của thành Xích Dương vuốt chòm râu, nhìn Triệu Bân mà đánh giá từ trên xuống dưới. Ông ta chưa từng gặp người này, chẳng lẽ ngoài ba tòa thành ra, còn có người được tòa thành khác phái đến. Ông ta nghi hoặc, đám đông cũng nghi hoặc. Hắn là kẻ nào, thành chủ thành Thanh Phong liếc nhìn quản sự bên cạnh mình. Không rõ, quản sự cũng buồn bực. Tiện nhân, Hán Triều ngoài mặt thì cười cợt chứ trong lòng đang nghiến răng nghiến lợi, còn chưa liên hôn nhưng hắn ta đã coi Thanh Giao như vợ mình, thấy cảnh tượng đêm qua thì làm sao nhẫn nhịn nổi. Nửa đêm nửa hôm trèo cửa sổ vào, nhất định là vụng trộm. Chính là hắn hả? Vũ Văn Hạo cười cợt, hắn ta cũng nhìn Triệu Bân. Hắn ta đã biết có một người khác sống trong biệt uyển của Thanh Giao, nhưng trong tiệc rượu ngày hôm nay mới được gặp lần đầu. Sắc mặt của hắn ta cũng rất nham hiểm. Nếu là nữ thì còn ổn, thế mà lại là một thằng đàn ông, đã vậy còn đi bên cạnh Thanh Giao, thế thì phải trách phạt rồi, mẹ kiếp, ai còn giữ thể diện cho ngươi? Tham kiến phụ thân, tham kiến thành chủ, tham kiến tiền bối. Thanh Giao và Liễu Như Nguyệt hiểu lễ tiết, Triệu Bân cũng vậy. Áp lực mà thành chủ thành Thanh Phong mang đến cho hắn rất nặng nề, chí ít thì ông ta cũng phải ở trên đỉnh cao của cảnh giới huyền dương. Không cần đa lễ, thành chủ thành Thanh Phong mỉm cười ôn hòa. Nào, ngồi đi, Thanh Giao mỉm cười, kéo Triệu Bân ngồi xuống. Giao Nhi, vị này là một người bạn cũ thôi, Thanh Giao khẽ mỉm cười, cô ấy muốn nói ra tên của Triệu Bân, thế nhưng không biết, thêm cả diện mạo của hắn, đến nay cũng chưa từng biết. Cô ấy không biết, những người có mặt tại đây cũng không biết. Nếu có trách, chỉ trách Triệu Bân đeo mặt nạ ra người chứ không phải mặt nạ thường. Giấu đầu hở đuôi, không dám lộ diện chứ gì. Hán Triều cười gằn, nói năng quái gở, nhắm thẳng tới Triệu Bân. Mặt mũi xấu xí quá, sợ hù dọa tới thiếu thành chủ. Triệu Bân mỉm cười, đánh chết cũng không chịu tháo mặt nạ. Người xấu làm chuyện xấu, từ xưa đã vậy. Hán Triều cầm chén rượu, nhàn nhã thưởng thức hoa văn được khắc trên chén, mà câu này vẫn rất quái gở, đồng thời còn bao hàm ngụ ý khác. Hán Triều, chú ý ngôn từ của ngươi. Thanh Giao khẽ nói, thần sắc có vẻ không vui, không biết tại sao Hán Triều cứ đối đầu với Triệu Bân như thế, chỉ vì hắn đeo mặt nạ. Quá miễn cưỡng nhỉ. Đã làm chuyện gì, trong lòng hai người tự khắc hiểu rõ. Hán Triều cười khẩy, hắn ta vẫn đang cố đè nén một ngọn lửa giận trong lòng. Nghe vậy, đến cả thành chủ thành Thanh Phong cũng phải nhíu mày. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai cũng nghe ra được lời nói của Hán Triều có ý tứ khác. Chớ nói gì họ, đến cả Triệu Bân cũng vậy. Từ khi ngồi xuống, tên kia vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng đâu nợ tiền hắn ta. Chỉ vì hắn đeo mặt nạ ư, không thể nào. Nói năng cho rõ ràng, nếu không, hôm nay khỏi cần rời đi nữa, Thanh Giao đã đứng dậy, gương mặt lạnh như băng, nhìn qua có vẻ như chân nguyên đang dao động. Không dưng nhắm vào bạn tốt của cô ấy vốn đã không vui rồi, bây giờ còn dở giọng quái gở chửi chó mắng mèo. Lão nương làm gì chọc vào ngươi hả? Nói cho rõ ràng đi. Vũ Văn Hạo cũng hừ một tiếng, uống rượu đến mức giọng nói cương nghị hẳn, cũng vì hiếm lắm mới có cơ hội thể hiện với Thanh Giao, hắn ta đâu thể bỏ lỡ. Nói thế nào nhỉ, mẹ kiếp, ngươi mắng tên đó thì ta mặc kệ, nhưng ngươi lôi cả Thanh Giao vào, lão tử không thể mặc kệ, dù sao cũng là người sẽ làm con dâu nhà Vũ Văn. Chớ giấu giếm nữa. Thành chủ thành Thanh Phong cũng lên tiếng. Sắc mặt chẳng hề vui vẻ. Đến cả Vũ Văn Hạo cũng nghe ra được mà ông ta không hiểu gì, đúng là tát vào mặt ông ta. Những người khác, đa số đã chắp tay nghe chuyện rồi. Bữa tiệc rượu này thật thú vị,
còn chưa bắt đầu uống đã có màn kịch dạo đầu, không biết tên Hán Triều nói năng thế nào, vì thế mới càng muốn biết nguyên nhân hơn. Chưa biết chừng sẽ có niềm vui bất ngờ đấy. Nói thì nói. Hán Triều hừ một tiếng, sau cùng không nén được lửa giận nữa, hắn ta đứng bật dậy, mỉm cười nhìn Thanh Giao, tại sao đêm qua tới phòng của hắn, hai cửa đều không đi, còn trèo cửa sổ. Lén lút như thế, chẳng phải vì làm chuyện gì thẹn với lòng sao. Hắn ta với nói ra, Thanh Giao lập tức hiểu ngay. Hóa ra đây mới là mấu chốt của vấn đề. Chẳng trách Hán Triều vừa tới là đã nhắm vào Triệu Bân, nói năng còn dương cung bạt kiếm, lôi cả cô ấy vào, chắc là vì nhìn thấy cảnh kia rồi nghi ngờ hai người đang làm gì đó. Nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đây là những gì viết trên mặt Triệu Bân, nửa đêm nửa hôm, có cửa không đi lại trèo cửa sổ, đã vậy trai đơn gái chiếc bên nhau, ai nhìn thấy mà không hoài nghi. Vở kịch này đặc sắc ghê. Hai ông già của Thành Vong Cổ không khỏi cảm thán, chắp tay hóng chuyện hay, quả nhiên không làm họ thất vọng, có niềm vui bất ngờ thật đây nè. Còn người già từ hai tòa thành khác đã xanh cả mặt. Phen này họ đến đây, một là vì đuổi theo tài vật bị đánh cắp, hai là vì cô lang, ba là vì cầu hôn, vừa mới nói chuyện với thành chủ Thanh Phong xong đã xảy ra chuyện này. Có ý gì đây, bảo thiếu thành chủ của chúng ta nhặt đôi giày rách à? Thần thái đặc sắc nhất phải là Vũ Văn Hạo, ngay trước đó hắn ta còn mừng thầm vì biểu hiện của mình, mà ngay lúc này đây vẻ vui mừng của hắn biến thành phẫn nộ. Nửa đêm nửa hôm, treo cửa sổ, cô nam quả nữ. Được lắm, cái gì cần có, hai người không thiếu nửa điều. Giao Nhi, thành chủ Thanh Phong trầm giọng gọi, ngó lơ hết những người khác, chỉ nhìn con gái Thanh Giao của mình, thần thái đã khó coi vô cùng, chuyện này lặng lẽ nói với nhau còn được, thể diện vẫn còn. Chứ lôi ra nói trước đám đông thế này, thể diện của ông ta mất hết rồi, còn có chuyện xấu hổ thế này thật à? Chỉ là bạn cũ, ngoài ra, không có gì khác. Thanh Giao hờ hững đáp, dường như không định giải thích vì cũng không giải thích rõ ràng được. Cũng trách cô ấy, treo cửa sổ làm gì chứ? Tiền bối minh giám, tuyệt đối trong sạch, Triệu Bân ho khan một tiếng. Trời đất chứng giám, hai người thực sự không có gì. Hay cho câu tuyệt đối trong sạch. Hán Triều cười khẩy, nửa đêm nửa hôm trèo cửa sổ, lén lút như thế, nếu không có chuyện gì bất chính, quỷ cũng không tin. Hán Triều, Thanh Giao khẽ quát, khí thế lập tức trở nên sắc bén. Mẹ kiếp, tức quá mà. Rõ ràng bản thân trong sạch mà bị người ta điên đảo thị phi, đúng là đáng hận. Ở ngay trong phủ thành chủ mà còn dám nói thế này, nếu để hắn ta ra ngoài truyền bá lung tung thì không biết sẽ thế nào nữa. Vấn đề là chuyện này liên quan gì đến hắn ta? Làm cũng làm rồi, không cho người khác nói gì. Cũng phải khen thành chủ Thanh Phong gia giáo quá tốt, hôm nay được mở rộng tầm mắt ghê. Ở nhà mình, chậc chậc chậc. Hán Triều không ngừng cảm thán, hết câu này đến câu khác, châm chọc và chế giễu đến mức độ không còn giữ thể diện cho nhau, chỉ thiếu mỗi câu gian phu dâm phụ thôi. Cũng phải, còn cần thể diện làm gì nữa? Đây là phủ thành chủ. Chứ nếu ở nhà hắn ta, chắc hắn ta đã giết người từ lâu rồi. Ngươi! Thanh Giao vung kiếm mà chỉ, tức đến mức cơ thể run rẩy. Thiếu thành chủ, nói năng cẩn thận. Thái độ của Triệu Bân cũng lạnh như băng, nói đi cũng phải nói lại, dù là thế thật cũng liên quan gì đến hắn ta đâu. Chế nhạo người khác như vậy, đúng là ngứa miệng quá mà. Hỗn xược! Hai ông già của Thành Thương Lan hừ một tiếng, ai cũng đứng dậy chắn trước mặt Hán Triều. Khí thế hung hãn ép Thanh Giao và Triệu Bân phải lùi về sau. Đây là phủ thành chủ Thanh Phong. Thành chủ Thanh Phong nhẹ nhàng đáp, khí thế của ông ta mới thực sự bá đạo, cưỡng chế đè nén hai ông già, ánh mắt sắc bén tràn ngập ý lạnh. Trước mặt ta mà dám ra tay với con gái ta, ai cho các người bản lĩnh đó? Cho dù con bé có sai cũng phải do ta tới trừng phạt, những kẻ từ thành khác đến, các ngươi là cái thá gì? Quỳnh, đùng. Hai ông già Thương Lan khẽ hừ, đến cả hai ông già Thành Xích Dương cũng đồng loạt ra khỏi chỗ ngồi, bốn người liên thủ mới miễn cưỡng chặn được khí thế của thành chủ Thanh Phong. Cùng là đỉnh cao của cảnh giới Huyền Dương nhưng thành chủ Thanh Phong mới thực sự mạnh và đáng sợ. Người không nhúc nhích chỉ có hai ông già Thành Vong Cổ. Hai người này ngồi vững như núi Thái Sơn, vẫn trong tâm thế hóng chuyện. Đã bảo này, chuyến đi này không uổng. Vở kịch hay này cũng thật bổ mắt. Đâu chỉ là bất ngờ chứ. Thư thái lắm. Yên Thiên Phong, chuyện này, người phải có một lời giải thích với ta.
bốn ông già, bốn đỉnh cao Huyền Dương đều hét ầm lên, đại diện cho thành chủ của chính họ, dù mạo phạm đến chủ nhà đấy, nhưng vẫn rất tự tin. Đòi giải thích thế nào? Yên Thiên Phong hờ hững đáp, bước từng bước xuống bậc thềm. Tuy giọng điệu rất bình thản, nhưng khí thế của ông ta không ngừng tăng cao, đè nén tới mức bốn vị đồng loạt lùi về sau. Đến chính họ còn thế, nói gì tới Hán Triều và Vũ Văn Hạo. Hai tên này sắp đứng không vững luôn rồi. Nhất là Hán Triều, trước đó hắn ta hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ mặt mũi tái nhợt bấy nhiêu. Dù sao thì đây cũng là thành Thanh Phong. Nếu Yên Thiên Phong muốn tiêu diệt họ, không ai có thể bước ra khỏi phủ thành chủ. Con gái của ông không biết kiểm điểm. Lão già Thương Lang quát lên, nói năng đã hàm xúc lắm rồi, còn giữ một tí thể diện cho Yên Thiên Phong, không nói thẳng ra hai chữ mất nết đã là giữ thể diện lắm rồi. Con gái ta thế nào thì liên quan gì tới ông? Yên Thiên Phong nói năng càng bình thản thì khí thế càng mạnh, đã đến mức độ gió lớn nổi lên. Hai ta có liên hôn. Đúng là chuyện nực cười của thiên hạ, hai nhà các ông đế nghị liên hôn, ta đã đồng ý chưa? Chuyện của nhà Thanh Phong, người của nhà Thanh Phong, chưa đến lượt các ông xia mũi vào. Ông, bốn ông lão lập tức nghẹn lời, mẹ kiếp, đúng là chưa đồng ý. Ta tới phòng tướng công ta, còn cần bẩm bác với các vệ. Nếu khí thế của Yên Thiên Phong chưa đủ để chấn nhiếp thì câu nói của Thanh Giao tự gắn thêm sức công phá, khiến tất cả mọi người có mặt ở đó nghe được phải đổ dồn ánh mắt sang. Hai chữ tướng công nghe thật chói tai. Nhìn Thanh Giao xong, đám đông lại nhìn sang Triệu Bân. Tướng công mà Thanh Giao nói đương nhiên để chỉ hắn, hắn muốn chạy đó, mà bị Thanh Giao túm tới trước mặt mình. Nếu đã thế thì không có vấn đề gì nữa. Hai vợ chồng nửa đêm nửa hôm ân ân ái ái thì liên quan quái gì đến các ngươi, họ muốn đi qua cửa cũng được, họ muốn trèo cửa sổ cũng xong, người ta thích thế, các ông quản được chắc. Ta nói chứ, không thấy ai như cô cả. Triệu Bân nghiến răng nghiến lợi, vì bị Thanh Giao túm quá chặt mà xương cốt trên cánh tay hắn kêu răng rắc, có trời mới biết cô nương này đã dùng bao nhiêu sức lực. Hắn đâu phải người độc thân, hắn có vợ cơ mà. Chứ còn gì nữa, chị vợ hắn vẫn còn ngồi kia kìa, làm một khán giả trung thành. Cầu xin ngươi đấy, giúp ta đi. Thanh Giao dùng bí thuật truyền âm, giọng nói cực kỳ chân thành. Trong sạch hay không không quan trọng, quan trọng là cô ấy đang bị trói buộc về đạo đức. Cũng chỉ có thể đi ngược chiều gió, nếu không chuyện này mà đồn ra ngoài thì thể diện của cha cô để đi đâu. Thế nên, cô ấy cần gấp một tướng công tới cứu vớt cục diện này. Thật may, bên cạnh có một người, người không đứng ra thì còn ai được. Tiệc rượu lập tức rơi vào sự im lặng. Với tư cách là thành chủ, Yên Thiên Phong bỗng dưng có thêm một cậu con rể. Nhìn phía đối diện, sắc mặt đã từ ngày nắng biến thành nhiều mây âm u rồi. Cũng phải. Một tướng công dễ dùng hơn mọi thứ, người ngoài cũng đâu có tư cách nói gì. Nhìn Hán Triều, mặt mũi hắn ta đã không còn là mặt mũi nữa rồi. Chuyện này do hắn ta gợi ra, mục đích là sỉ nhục kẻ khác và chút hết bất mãn trong lòng, phen này thì hay rồi, lôi ra được một tướng công, còn hắn ta nghiễm nhiên biến thành tên hề. Nếu đã có con rể, sao không nói sớm? Bốn ông già của hai tòa thành đều hừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào Yên Thiên Phong. Nhà ta tìm con rể mà phải đợi chỉ thị từ các ông. Yên Thiên Phong cười khẩy, đừng nói gì các ông, đến cả hoàng đế đại hạ cũng không có quyền xét hỏi. Ông, bốn ông già bị mắng đến mức không nói nên lời. Bầu không khí bỗng chốc lắng đọng hẳn. Bốn cao thủ trên đỉnh cảnh giới Huyền Dương và một thành chủ Thanh Phong, khí thế dương cung bạt kiếm. Hóa ra là cô gia của nhà thành chủ, thất kính thất kính. Ông già ngồi vững như núi Thái Sơn của thành Vong Cổ chắp tay cười cười, phá vỡ cục diện gượng gạo này. Hóng chuyện cũng phải có mức độ thôi, nếu không ba tòa thành sẽ cùng hùa vào mắng họ. Lời nói của ông ta đương nhiên nói cho phe đối diện nghe. Đến bây giờ vẫn chưa hiểu nổi, rốt cuộc các người đang quậy tưng bừng vì điều gì thế. Chuyện nhà của người ta, hình như không đến lượt các ông nhúng tay vào. Còn nữa, các ông lấy đâu ra tự tin thế, nhìn cho rõ vào. Đây là thành Thanh Phong, các ông muốn xuống hoàng tuyền từ chỗ này à? Nói trắng ra, ông ta đang tìm đường gỡ gạc. Phải tìm đường gỡ lại cho người của hai tòa thành này. Đúng thật là, một câu nói đánh thức người mơ ngủ. Người của hai tòa thành khua chiêng gióng trống như thế, ai cũng có lúc nóng đầu. Nếu sự việc sáng tỏ rồi, còn cứng đầu ở đó làm gì, định tìm kích thích đấy hả? Hiểu nhầm,
hiểu nhầm cả thôi. Ông già Thành Thương Lan lập tức cười ha hả, trở mặt nhanh vô cùng. Ít nhiều gì cũng đã mạo phạm, mong thành chủ lượng thứ. Ông già Thành Xích Dương cũng vội vàng chắp tay, run sợ không cần phải dự báo đâu. Dẫn theo người nhà của ông, cút. Lời nói của Yên Thiên Phong không hề kiêng dè, mắng con gái ta một thôi một hồi, tưởng xin lỗi là xong sao. Còn định ngồi đó mà uống rượu, uống cái đầu ông. Cứ đợi đó đi. Đợi ra khỏi phủ thành chủ, đợi ra khỏi thành Thanh Phong sẽ dạy các ông cách làm người. Không đánh các ông tàn phế, lão tử sẽ theo họ của các ông, dám chọc giận lão tử nữa hả? Đi, mau đi thôi. Đây là suy nghĩ trong đầu bốn ông già lúc này. Đi chắc chắn không kịp, phải guồng chân mà chạy thôi. Phải chạy nhanh vào. Có thể làm thành chủ một tòa thành, Yên Thiên Phong cũng không phải kẻ lương thiện. Người có máu mặt có lẽ sẽ không quá đáng trước mặt đám đông, nhưng sau lưng thì khó nói lắm. Họ có thể sống sót về đến nhà hay không chỉ cần một câu nói của Yên Thiên Phong thôi, cùng lắm thì phái thêm nhiều người, có thể đuổi giết đến mức họ phải hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng, chưa đợi họ quay đi, chuyện kỳ cục đã xảy đến. Vẫn là Hán Triều, hiển nhiên hắn ta chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hắn ta không đi. Không những không đi, hắn ta còn nhìn Triệu Bân mà cười khẩy, có thể làm con rể của thành chủ, chắc phải là nhân tài kiệt xuất 100 chọn một, không biết có nể mặt so tài một phen. Ta, hai ông già Thành Thương Lan không kịp thở hắt ra, suýt nữa chết sặc. Thiếu thành chủ, đầu óc cậu nhúng nước rồi hả? Chưa biết chừng đầu óc hắn ta bị lừa đá rồi. Câu nói này là điều mà hai ông già Thành Xích Dương nghĩ đến, họ quay người định đi. Thế nhưng, thiếu thành chủ nhà họ cũng là một nhân tài. Hán Triều đầu óc không ổn, Vũ Văn Hạo dường như cũng không khá hơn, không những không đi mà còn tiến lên phía trước, thú vị thế hả, ta cũng muốn thử. Ta, hai ông già Thành Xích Dương không kịp thở, suýt nữa hộc máu. Hai tên ngu ngục này. Hai ông già của Thành Vong cổ giật giật khóe miệng, bọn ta vừa mới tìm đường gỡ gạc cục diện cho các ngươi đã quay sang dỡ bỏ hết rồi. Đầu óc thế này làm sao có thể làm thiếu thành chủ được hả? Vẫn chưa nhìn ra à, Yên Thiên Phong muốn xử lý các ngươi đó. Thế mà còn đứng đây giễu võ dương oai, trên mình sống thọ quá phải không? Trên thực tế, hai tên này giận quá mất khôn. Thanh Giao đi ngược chiều gió, lôi ra một tên tướng công, thế thì họ cũng phải đi ngược chiều gió. Nếu không sỉ nhục được tên này một phen, họ đâu cam lòng bỏ đi. Không, ta đổi ý rồi. Yên Thiên Phong hít một hơi thật sâu, dù không nói gì nhưng thần thái của ông ta đã nói thay tất cả. Ông ta vốn định chơi chiêu sau lưng, nửa đường truy sát, bây giờ xem ra có người không đợi được nữa. Xử lý chúng ngay trong phủ thành chủ hình như còn tiện hơn. Cô gia của phủ thành chủ, dám không? Hán Triều lớn tiếng quát, trong lòng bực bội vô cùng. Dám không? Vũ Văn Hạo cười nhạt, sóng vai cùng Hán Triều. Yên Thiên Phong đã ngồi xuống. Ông ta chẳng nói lời nào, tự rót rượu tự uống, thái độ như lời tuyên bố, người muốn nhờn thì cứ nhờn đi, nhờn xong ta xử luôn. Ông ta không nhúng tay vào. Có lẽ là ông ta muốn xem thử tướng công trong miệng cô con gái mình rốt cuộc tài giỏi đến đâu, có lai lịch như nào, xem đằng sau tấm mặt nạ kia tôn quý tới nhường nào. Ông ta không gấp gáp việc xử lý người của hai thành. Tại phủ thành chủ, chỉ cần ông ta hạ lệnh là lập tức có thể tóm gọn hết. Đi, đừng hòng rời được khỏi đây. Hai lão già của Thành Vong cổ khoanh tay, rõ ràng là định mặc kệ mọi chuyện, lối thoát đã cho mà cũng phá thì còn lo quái gì nữa, cứ yên tâm ngồi xem kịch là được. Còn có kịch hay mà. Nói thật lòng, bọn họ cũng muốn xem thử cô gia của phủ thành chủ rốt cuộc có bản lĩnh ra sao. Một tên chân linh tầng một lại được Thanh Giao coi trọng thì chắc chắn cũng có gì đó đặc biệt. Quan trọng hơn cả là bọn họ muốn xem thân thế, gốc gác của Triệu Bân. Một khi khai chiến là sẽ để lộ ra chiêu thức, nhìn vào sẽ biết ngay là thuộc nhà nào. Liễu Như Nguyệt cũng có mong muốn như vậy. Từ đầu tới giờ, cô ta luôn là người bình tĩnh nhất, vừa là kẻ xem kịch vừa là người quan sát. Đào đâu ra tướng công cơ chứ, Thanh Giao lôi tên này tới để đối phó cho qua thôi. Nhưng những điều này không quan trọng. Quan trọng hơn là đối phương đã hạ chiến thư. Nếu như muốn giữ lại toàn bộ thể diện cho phủ thành chủ thì tên này buộc phải ứng chiến. Mấy ông lão của hai thành mới là những người tức giận nhất. Không sợ đối thủ lợi hại như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo,
có một thiếu thành chủ như này đúng là vui phát hãi, đúng là dồn bọn họ vào chỗ chết mà. Bốn bề xung quanh đã bắt đầu có chân nguyên lưu động, có trời mới biết là có bao nhiêu võ tu tới đây. Đừng nói hai người bọn họ ở mức cao nhất của cảnh giới huyền dương, cho dù là ở cảnh giới địa tạng cũng bị chân áp. Hai con mắt của Triệu Bân đảo liên hồi. Thiếu chủ nhà họ Triệu đang tìm đường thoát, muốn nhìn xem chạy theo hướng nào mới có thể bay lên trời. Trong trường hợp không dùng tới bùa nổ, một mình hắn đánh hai người chân linh tầng 8 chắc chắn là không có cửa thắng. Có thể làm thiếu thành chủ, tuy đầu óc không được thông minh lắm nhưng sẽ có thực lực nhất định. Hôm qua, Triệu Bân đã chứng kiến điều này. Mẹ kiếp, còn chưa nếm được ngụm rượu nào mà đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió rồi. Quan trọng hơn là hắn không muốn nhúng chân xuống vũng lầy này. Vẫn là câu nói đó, hắn không phải chỉ có một mình, một khi khai chiến thì chắc chắn sẽ để lộ chiêu thức, không cẩn thận còn bị người ta nhìn ra được, vậy sẽ gây phiền phức cho Triệu gia của hắn. Xin ngươi, giúp ta. Thanh Giao truyền âm, còn dùng sức siết tay Triệu Bân. Hắn buộc phải chấp nhận chiến thư này vì thể diện của phủ thành chủ. Bớt giỡn đi, ta đánh không lại. Vớ vẩn. Ngươi chặn được khúc thanh liên của ta, chắc chắn không phải võ tu tầm thường. Ngươi giúp ta giữ chân một người là được, còn lại để ta lo, Thanh Giao nói nhỏ. Ý của cô ấy là chút nữa mình cũng sẽ lên đài. Khóe miệng Triệu Bân giật giật. Mẹ nó chứ, ta đến ăn cơm mà. Còn chưa kịp ăn miếng nào. Cô lại còn sắp xếp hết mọi chuyện sau đó rồi à. Hai người bọn họ đang thì thầm gì vậy? Thấy Triệu Bân và Thanh Giao cứ lôi lôi kéo kéo. Hai lão già thành vong cổ thì thầm. Yên Thiên Phong chỉ mỉm cười không nói gì. Ông ta nhất định phải xem trận chiến này. Ông ta biết con gái mình trong sạch, cũng biết tên nhóc này bị con gái mình lôi tới làm lá chắn nên ông ta càng muốn xem. Thiếu chủ, chạy mau. Mấy ông lão của hai thành đứng ra, cố gắng khuyên nhủ. Đâu dám. Hán Triều và Vũ Văn Hạo không thèm để tâm, ngông nghênh uống rượu. Nếu không dám thì cứ nói thẳng. Vũ Văn Hạo cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự âm hiểm và bạo ngược. Có gì mà không dám? Thanh Giao bình tĩnh bước tới, thiếu chủ nhà họ Triệu bị ép bất đắc dĩ cũng phải đi lên. Dù có thế nào đi nữa, hắn cũng phải giúp cô ấy diễn xong vở kịch này, không chỉ giữ lấy thể diện cho phủ thành chủ mà còn phải đánh cho hai tên kia thừa sống thiếu chết. Chưa bao giờ Thanh Giao tức giận như thế này. Gì đây, phu thê cùng ra trận à? Hán Triều cười cợt nhả. Nếu không dám thì cứ nói thẳng. Thanh Giao nhẹ giọng nhắc lại câu nói của Vũ Văn Hạo. Dám, có gì không dám chứ? Vũ Văn Hạo bước tới, cười vô cùng bất cần đời. Hai đánh hai thôi mà. Hai người thuộc chân linh tầng 8, chẳng lẽ đánh không lại Thanh Giao và Triệu Bân? Xử một tên chân linh tầng 1, chỉ cần một cái tát thôi, còn về Thanh Giao thì sẽ là một đấu hai. Có thể thêm chút gì đó đặc sắc không? Hán Triều phe phẩy cây quạt. Nhìn hai người rồi cười. Tùy ngươi. Nếu bọn ta thắng thì giao đàn cổ cho bọn ta. Nếu các ngươi thắng thì linh đan này thuộc về các ngươi. Hán Triều nói rồi, trong tay bỗng xuất hiện một chiếc hộp. Tuy bị đóng kín nhưng vẫn tỏa ra mùi hương đan dược, chắc là một loại đan dược rất quý, giá cả cũng không thấp. Đồng ý. Thanh Giao bình thản nói, vẻ mặt không có gì thay đổi. Cô ấy tin tưởng tuyệt đối vào Triệu Bân. Dù không quá trông ngóng việc hắn dốc hết sức mình, chỉ cần giữ chân được một người là ổn, đợi khi cô ta xử được một tên thì mọi chuyện coi như hoàn hảo. Không trâu nên bắt chó đi cày sao, Triệu Bân thở dài một tiếng. Cuộc chiến đã được định đoạt, mọi người đều lùi về phía sau, để lại một khoảng trống. Một bên là Triệu Bân và Thanh Giao. Ở một bên, Vũ Văn Hạo và Hán Triều. Hai đấu hai. Tới đi. Hán Triều hét lớn. Lao thẳng tới chỗ Triệu Bân, họ đã bàn trước, chia binh hai đường, hắn ta phế bỏ Triệu Bân trước, xong việc sẽ cùng nhau xử lý Thanh Giao. Con! Vũ Văn Hạo chẳng phân biệt trước sau, vừa rút kiếm ra là tấn công thẳng vào Thanh Giao. Keng! Thanh Giao đã bày đàn cổ, dây đàn dao động, khí thế sát phạt phát cực mạnh, Vũ Văn Hạo biến sắc, quay người ra sức vung kiếm. Từng âm thanh bang bang vang lên cực kỳ chói tai. Nếu chiến đấu một mình thì hắn ta thật sự không phải đối thủ Thanh Giao. Nhưng hắn ta có thứ đảm bảo rồi. Một người không thể thắng Thanh Giao thì hai đánh một. Nói xong, hắn ta còn tranh thủ nhìn thoáng qua Hán Triều. Hán Triều đã xông tới trước mặt Triệu Bân, một chưởng đánh xuống từ hư không,
từ góc độ của người ngoài thì bất cứ một người cảnh giới chân linh tầng một nào cũng khó ngăn chặn một trưởng này. Thằng nhóc này đúng là có chút năng lực, khả năng chiến đấu cũng mạnh. Triệu Bân cũng không bảo thủ đối kháng trực tiếp, chân thi triển bước phong thần, dễ dàng né tránh, sau đó cả người đã xuất hiện ở vị trí ngoài một trượng, chỉ là kiềm chân thôi mà, chuyện này thì hắn rất lành nghề. Xem thường ngươi rồi. Hán Triều cười lạnh, vung quạt xếp bắn ra mười mấy tia kiếm khí. Keng! Triệu Bân rút kiếm tử tiêu bên hông ra, vung theo kiếm quyết thiên lôi, tất cả đều bị chặn lại. Thú vị đấy! Hán Triều hơi cong môi, bóng dáng như quỷ mị lao tới, quạt xếp trong tay đã biến thành cây giản bạc, có ký hiệu kỳ lạ, được đúc từ huyền thiết đặc biệt, không chỉ cứng rắn mà uy lực còn rất bá đạo, lúc khua khoáng không ngừng phát ra tiếng vang. Leng keng, cong, keng. Kiếm và giản cọ sát, âm thanh thanh thúy, bắn ra tia lửa, kiếm quyết và giản pháp so chiêu, một bên là kiếm pháp chắc tuyệt, một bên là giản pháp kỳ diệu. Triệu Bân vẫn không dùng cách cứng đối cứng, đánh được hai chiêu thì chạy. Kỹ thuật kiềm chân như này thì hắn rất thành thạo, thậm chí đánh cả mười mấy hiệp, Hán Triều cũng không thể tóm được hắn, không những không bắt được mà hắn ta còn suýt bị thiệt, trông chật vật hơn khi nãy nhiều. Thân pháp tốt thật. Yên Thiên Phong thì thầm, tung hoành chiến trường mấy chục năm, làm thành chủ 7, 8 năm, gặp vô số người mà ông ta chưa từng thấy bộ pháp thế này. Có chút quen. Hai ông lão thành vong cổ liếc nhau nhưng đều không nói ra được đáp án. Chưa từng thấy. Liễu Như Nguyệt cũng thì thào, dù là thân pháp hay kiếm pháp của Triệu Bân, họ đều là lần đầu mới thấy, trừ bóng lưng quá quen thì không hề nhìn ra được manh mối nào. Cô gia của chúng ta đâu phải hạng người tầm thường. Người trong phủ thành chủ không nhịn được mà nở nụ cười, không nói chuyện khác, chỉ thân pháp này thôi cũng đã đỉnh lắm rồi, ở cảnh giới chân linh thì không ai so được. Tiểu tử này được đấy. Hai ông lão cũng nheo mắt, định ngăn cản nhưng hiển nhiên là không được, điều khiến họ quan tâm hơn là Triệu Bân quá thần bí. Một tên cảnh giới chân linh tầng 1 mà cũng không bắt được à, Vũ Văn Hạo hét lớn. Bốn người chiến đấu, hắn ta thảm nhất, Vũ Văn Hạo khó địch nổi. Càng không thể tới gần Thanh Giao, áo bào và thân trên của hắn ta đã tràn đầy những vết chém mỏng hơn sợi tóc, máu tươi tràn ra, nếu đánh một mình, hắn ta thật sự không thắng nổi. Cần có người giúp đỡ. Nhưng đồng đội của hắn ta ở đâu? Chậm trễ không chịu đến, khiến hắn ta bất giác nghĩ rằng Hán Triều đang gãi bẫy mình, để hắn ta đấu lại với cục nợ này, còn Hán Triều nhẹ nhàng dây dưa với một chân linh tầng 1, đợi khi đôi bên thương tích đầy mình thì Hán Triều mới thực sự ra tay. Thu dọn tàn cục. Đến lúc đó, hào quang của Hán Triều sẽ rực rỡ hơn hắn ta nhiều. Chỉ biết trốn thôi à. Hán Triều không để ý Vũ Văn Hạo, tay cầm giản bạc, chạy theo đuổi giết Triệu Bân khắp đài chiến đấu. Tên cảnh giới chân linh tầng 1 bị xem thường này đúng là vượt ngoài dự đoán của hắn ta, thân pháp thay đổi linh hoạt kỳ lạ, đoạt thiên tạo hóa khiến hắn ta không thể thi triển năng lực. Đánh không được người, thế có ức không chứ? Triệu Bân cũng chẳng để tâm. Mặc kệ đối phương mắng mỏ, hắn chỉ lo độn lo trốn, thỉnh thoảng quay đầu đánh lại khiến đối thủ không kịp trở tay. Kiềm chân mà, đứa ngu mới đánh trực diện. May mà đây là phủ thành chủ, bên cạnh có người xem, nếu đang ở núi hoang rừng sâu hoang dã, ông đây cho mày nổ banh luôn, sao lại để bị mắng làm gì? Chọn ngươi đúng là không sai. Thanh Giao khẽ cười, tay áo phiêu giật, dây đàn không ngừng dao động. Tiếng đàn sát phạt. Có thể nói là tấn công và phòng thủ hợp thành một, lĩnh vực cảnh giới chân linh, xét về đấu riêng lẻ thì chưa có kẻ nào tiếp cận được cô ấy, Thanh Giao rất tự tin về điều này. Nhưng cũng có ngoại lệ. Ví dụ như Liễu Như Nguyệt, tất nhiên cô ta không được xếp vào đám người đó, cô ta có huyết mạch đặc thù, mà còn là huyết mạch đã thức tỉnh, nên nếu chiến đấu thì Thanh Giao tự nhận là mình không phải đối thủ của người ta. Hán Triều. Vũ Văn Hạo quát lớn, hắn ta bị ép tới phát bực rồi. Quần áo trên người đã rách tung tóe, tiếng đàn vẫn tấn công không thay đổi khiến hắn ta khó mà đề phòng. Đi đâu hả? Hán Triều hét lên, càng thêm tức giận, hắn ta không bắt được Triệu Bân, hầu như mọi đòn tấn công đều đánh vào không khí, đánh mấy chục hiệp mà không thể làm đối thủ bị thương, ngược lại bản thân còn dính hai, ba vết chém. Sảng khoái, hai ông lão thành vong cổ vuốt chòm râu nói. Thú thật thì họ thấy Triệu Bân và Thanh Giao thuận mắt hơn hai kẻ Hán Triều và Vũ Văn Hạo, nhìn hai người mình không ưa thảm thiết thì không hiểu sao trong lòng rất sảng khoái. Rất sảng khoái, Yên Thiên Phong cười, bên trong có chút hài lòng. Giờ phút này,
ánh mắt ông ta nhìn Triệu Bân như đang nhìn con rể, tuy là con gái kéo vào để đối phó nhưng nếu để hai đứa nhỏ tạo thành một đôi, ông ta thấy cũng không tệ. Nên biết Triệu Bân chỉ là chân linh tầng 1. Tính ra thì còn yếu hơn Hán Triều 7 cảnh giới nhỏ. Nếu tiến hành bồi dưỡng thì không chừng sau này sẽ là cao thủ nổi tiếng một phương. Thành chủ, tìm được Dễ Hiền rồi. Ông già Thành Vong cổ cười nói. Ai cũng là kẻ tinh mắt, bên nào mạnh, bên nào yếu thì đã nhìn ra rồi. Nếu Triệu Bân và Hán Triều cùng cấp, không quá 10 hiệp, Hán Triều sẽ bại. Cũng được, Yên Thiên Phong cười nói. Là người làm cha, ông ta vừa đứng xem vừa suy nghĩ miên man. Chọn ngày xong thì họ sẽ tổ chức hôn lễ. Nếu con gái và con rể làm nhanh thì không chừng năm sau ông ta sẽ có một đứa cháu bụ bấm. Một thằng nhóc bụ bấm. Estex. Hoa viên phủ thành chủ, tiếng ồn ào vang lên không dứt. Trận chiến giữa Thanh Giao và Vũ Văn Hạo vẫn đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, mà Triệu Bân và Hán Triều cũng đang đánh nhau vô cùng kịch liệt. Thế trận hai chọi hai vô cùng đặc sắc. Nhìn cục diện trận chiến, Vũ Văn Hạo chắc chắn đã bị rơi xuống thế hạ phong, bị Khúc Thanh Liên ép đến mức muốn phát điên, bản thân vốn là một quân tử cốt cách nhẹ nhàng, vậy mà hôm nay bị đánh tới mức quần áo tả tơi, nhìn thoáng qua còn tưởng rằng hắn ta là ăn mày từ đâu vừa mới chạy ra đây, máu trên người đã rỉ ra không ít, đứng ở đó trông y như một tấm bia sống. Nhìn sang Hán Triều, trông còn tốt hơn hắn ta rất nhiều. Tuy rằng chưa bắt được Triệu Bân, nhưng sức lực của hắn ta vẫn còn, chạy khắp hoa viên đuổi theo. Vèo, vèo. Thân pháp của Triệu Bân vô cùng quỷ dị huyền bí, chân đạp bước phong thần, thân hình phóng đi nhanh như một cơn gió, chỉ để lại sau lưng chút tàn ảnh. Đừng nói là Hán Triều, ngay cả những võ tu cảnh giới huyền dương có mặt tại đó hai mắt cũng lóe sáng, thân pháp huyền ảo như vậy đúng là lần đầu bọn họ mới gặp qua. Cho đến nay, thân phận của Triệu Bân vẫn chưa bị bại lộ. Cũng đúng, Triệu Bân đã ẩn thân quá sâu, không bao giờ để cho thủ đoạn của mình bị bại lộ, đặc biệt là bí thuật của Triệu gia hắn, từ đầu đến cuối chỉ dùng phân nửa thủ đoạn, nếu như bị người khác nhận ra thì Triệu gia của hắn sẽ chẳng thể sống yên ổn nữa. Che giấu thực lực. Lão Vong cổ thầm lẩm bẩm, phần lớn thời gian Triệu Bân đều trốn chạy hoặc né tránh, từ lúc bắt đầu chiến đấu đến giờ phút này, ngoại trừ bộ pháp cùng thân pháp, không thấy hắn dùng tới loại bí pháp thứ ba. Kẻ ngu cũng nhìn ra được hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực. Lão ta có thể nhìn ra, chẳng lẽ Yên Thiên Phong lại không thể nhìn ra? Nguyên nhân chính là vì đã nhìn ra được cho nên mới kinh hãi, nếu như Triệu Bân vận dụng toàn lực, có khi còn có thể đánh ngang ngửa với Hán Triều, nếu như để cho hắn tiếp tục phát triển, tương lai tuyệt đối sẽ bành trướng một phương. Ông ta càng xem càng hài lòng. Đứa con rể này so với tưởng tượng của lão ta lại càng tốt hơn. Rất xứng với con gái của lão ta. Tu vi không phải là vấn đề, lão ta xem trọng thiên phú hơn, nếu so sánh với hắn thì Vũ Văn Hạo và Hán Triều còn kém quá xa, không có thiên phú, tính tình lại không tốt, hôm qua vừa mới cười ha ha gọi một tiếng tiền bối, hôm nay đã liền trở mặt, đặc biệt là cái tên Hán Triều đó, mồm mép của hắn ta không phải là loại bình thường đâu. Keng keng. Trong lúc mọi người đang chăm chú xem, thì Triệu Bân và Hán Triều đã đánh vào hòn non bộ gần đó. Bang, cảnh tượng sau đó vô cùng đặc sắc, không nhìn thấy hai bóng người đâu nữa, chỉ thấy hòn non bộ sụp đổ, khói bụi mịt mù, đá vụn bay tứ tung. Chuyện này, người của phủ thành chủ ho khan một trận, hai tên này rất biết chọn chỗ để đánh đó, mảnh đất trống rộng rãi thế này thì không đánh, cứ kéo nhau vào chỗ chật chội phá hết chỗ này đến chỗ khác. Sớm biết như vậy thì họ đã quy định phải đánh trên chiến đài, tránh việc để cho hai người chạy lung tung thế này. Không hổ là thiếu thành chủ. Triệu Bân lẩm bẩm, hắn vẫn đang đánh không hết sức, chỉ có điều, người này có thể làm thiếu thành chủ thì tuyệt đối không phải là võ tu bình thường, vẫn cao hơn hắn 7 cảnh giới nhỏ, chiến lực mạnh hơn hắn. Cỡ như Hán Triều này cần phải sử dụng bùa nổ mới có thể giết được. Người còn đang che giấu bao nhiêu bí mật. Liễu Như Nguyệt khẽ nói, chăm chú theo dõi trận đấu, từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát Triệu Bân, tự nhiên lại có cảm giác quen thuộc. Muốn tìm ra manh mối gì đó, nhưng cho đến tận bây giờ cô ta vẫn chưa tìm ra được nửa điểm sơ hở, chỉ biết rằng Triệu Bân chắc chắn đang che giấu thực lực của mình. Hay nói cách khác, Triệu Bân đang cố ý che giấu. Cô ta chắc chắn, nếu như hắn vận dụng toàn lực, thì đây mới là một trận chiến thật sự. Đúng lúc đó, một hòn non bộ nữa lại sụp đổ. Giữa đống cát đá mù mịt, có thể thấy Triệu Bân lao ra,
trên người phủ đầy bụi, mặt mày đen kịt, trên lưng in rõ dấu năm ngón tay, có vẻ như là đã bị trúng một chưởng, máu chảy ròng ròng nơi khóe miệng. Bang! Ngay sau đó Hán Triều cũng bước ra, thân thể của hắn ta cũng nặng nề không kém, lúc bước xuống đã đạp nổ tung tấm đá xanh, nhìn bộ dáng của hắn cũng không tốt hơn Triệu Bân, trước ngực bị trúng rất nhiều vết chém, tóc tai bầm sờm. Nhưng khí thế của hắn ta đã mạnh hơn trước rất nhiều. Ngoài ra, chân nguyên của hắn ta cũng đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, mái tóc dài tung bay trong gió, hai mắt đỏ ngầu dọa người, toàn thân toát ra khí tức giống y hệt một đại ma đầu. Bạo nguyên đan. Lão vong cổ nheo mắt lại, khí thế của Hán Triều trở nên cuồng bạo như vậy chắc chắn là bởi vì hắn ta đã nuốt đan dược, hơn nữa còn là một loại đan dược cực mạnh, chính là bạo nguyên đan, công dụng cũng giống y như cái tên của nó vậy. Sẽ khiến cho chân nguyên trở nên cuồng bạo trong một thời gian ngắn, không chỉ cường độ mà ngay cả tốc độ cũng tăng lên vượt bậc. Yên Thiên Phong tỏ ra khinh thường khi nhìn thấy nó. Tu vi chênh lệch lớn như vậy mà còn phải nuốt bạo nguyên đan, trận chiến này nếu như Triệu Bân thua cũng không hề mất mặt, hắn đã có thể ép Hán Triều phải nuốt bạo nguyên đan, chứng tỏ thực lực của hắn cũng rất lợi hại rồi. Đánh với cảnh giới chân linh tầng 1 mà còn phải dùng thuốc. Thiếu chủ Thành Thương Lan đúng là nhiều thủ đoạn. Tính ra thì hắn ta cũng xem như bại trận rồi. Người của phủ thành chủ đã số đều khinh khi, lúc nói chuyện còn không quên liếc mắt nhìn hai vị trưởng lão Thành Thương Lan, người nhà này chắc là không cần thể diện nữa rồi. Đáng chết! Hai lão già của Thành Thương Lan sắc mặt tái xanh, chính bọn họ cũng không ngờ Hán Triều lại làm việc này, bạo nguyên đan đó sẽ gây hao tổn căn cơ tu luyện của võ tu. Ta đánh giá cao ngươi quá rồi. Thanh Giao hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không ngờ tới chuyện này. Giết! Hán Triều bỏ qua Thanh Giao, chỉ xách vũ khí đuổi giết Triệu Bân. Tỷ thí là cái quái gì? Mặt mũi là cái quái gì, chẳng quan trọng chút nào. Điều quan trọng nhất là phải giết chết Triệu Bân. Phải nói, sau khi dùng bão nguyên đan, tốc độ của hắn ta đã không còn bị Triệu Bân bỏ xa nữa, mà thực lực bây giờ cũng tuyệt đối có thể nghiền nát Triệu Bân. Lúc trước hắn ta bắt không được người, bây giờ thực lực đã trở nên bá đạo như vậy. Cho nên tung chiêu nào cũng là sát chiêu, nhất quyết muốn lấy mạng đối thủ. Ngươi chơi ăn gian. Triệu Bân mắng to, không quay đầu lại, phóng tuốt ra khỏi hoa viên. Đi đâu? Hán Triều gầm lên, bạo khí cuồn cuộn, truy sát không buông. Ầm, bang, ầm. Ngay sau đó, lại là những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, hai người chạy tới đâu là tàn phá tới đó, vào đình nghỉ mát thì đình nghỉ mát liền nổ tung. Vào hòn non bộ thì hòn non bộ liền sụp đổ, còn có cỏ cây hoa lá đều bị cày nát bét. Ta nói, có phải bọn họ chạy luôn rồi không? Lão vong cổ vuốt râu, nghiêng đầu ra nhìn thử. Ngươi đừng có nói nhảm nhí. Lão già kia nói xong liền đứng dậy đi theo, so với trận chiến giữa Thanh Giao và Vũ Văn Hạo, lão ta muốn xem trận chiến của Hán Triều và Triệu Bân hơn. Thiếu thành chủ. Hai lão già Thành Thương Lan cũng vội vội vàng vàng chạy theo. Vèo, vèo. Các cao thủ phủ thành chủ cũng đi theo, vừa muốn theo dõi tiếp trận đại chiến, vừa phải đề phòng hai lão giả Thành Thương Lan kia, toàn là những kẻ không biết xấu hổ, rất có thể sẽ ra tay với Triệu Bân. Hắn có trở thành con rể thành chủ hay không còn chưa bàn tới, nhưng tuyệt đối không thể để cho bọn họ làm càn, đây cũng chính là việc mà thành chủ đã giao phó, lúc cần thiết có thể ra tay ngăn cản khi Triệu Bân gặp nguy hiểm tính mạng, thậm chí Hán Triều kia cũng không cần nể mặt, cứ giết đi là được. Hán Triều. Vũ Văn Hạo tức giận quát lên, phun ra hai ngụm máu. Rất rõ ràng, hắn ta đã không chịu nổi nữa. Con mợ nó, hai đánh một gì chứ? Chỉ là một tên có cảnh giới chân linh tầng 1, có cần phải đánh lâu đến như vậy hay không? Ông đây sắp bị chém chết tới nơi mà ngươi còn chưa đánh xong. Keng. Tiếng đàn oanh tạc sát phạt, đánh ra một vầng sáng sắc bén. Keng. Cùng lúc đó, Thanh Giao đứng dậy, thu đàn cổ lại. Một tay nâng kiếm đánh tới, nhanh chóng giải quyết Vũ Văn Hạo, xong chuyện còn phải đi thu phục Hán Triều. Phụt, phụt, phụt. Máu văng tung tóe, tình cảnh của Vũ Văn Hạo vô cùng thê thảm. Vèo. Hắn ta bắt đầu chạy trốn, đánh không lại mà còn đứng chịu đòn thì ngu hết chỗ nói. Trên thực tế, lực chiến đấu của hắn ta không hề yếu. Nhưng chỉ số thông minh của hắn ta thì, cũng không dám khen. Hắn ta hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đây không phải là thành Xích Dương của hắn, đây là thành Thanh Phong của Yên Thiên Phong. Ầm, bang, ầm.
phủ thành chủ càng lúc càng hỗn loạn, Triệu Bân và Hán Triều đều là nhân tài, Thanh Giao và Vũ Văn Hạo cũng đánh nhau ầm ầm không dứt, mấy người họ đánh tới đâu là chỗ đó bị cày xới lên hết cả. Chuyện này cũng không tính là gì, nhưng quan trọng nhất là ở đây còn có những cơ quan bị ẩn đi. Phủ thành chủ không phải là một nơi bình thường, cấm chế cùng cơ quan tuy không nhiều, Thanh Giao biết, nhưng Vũ Văn Hạo thì không thể nào biết được, trong lúc hắn ta đang chạy trốn chối chết, thì không chỉ một lần đụng phải cơ quan ẩn, mà là đụng phải liên tiếp. Hắn ta lúng túng, Triệu Bân và Hán Triều cũng lúng túng. Lúc đánh ra khỏi hoa viên, thân thể của cả hai đều đã nhuộm máu tươi, có trời mới biết bọn họ đã đụng phải bao nhiêu cơ quan ẩn ở đây, không có chật vật nhất, chỉ có chật vật hơn, vết thương trên người phần lớn cũng không phải do đối thủ tạo ra, mà là do đụng phải cấm chế mới bị thương. Đúng như Triệu Bân đã nghe nói, phủ thành chủ đầy dẫy cạm bẫy. Mà hai người bọn họ lại liên tiếp đạp phải bẫy, cứ như thế này thì tuyệt đối không thể trốn ra khỏi phủ thành chủ mà không bị ai phát hiện, hơn nữa còn có thể bị cơ quan ẩn giết chết. May mắn thay, hai người họ cũng có mạng lớn. Chính xác mà nói, thì có ai đó đã âm thầm đóng một số cơ quan lại. Vèo! Chân tay của Triệu Bân tê dại, nhanh chóng kéo lê thân thể thương tích chui ra khỏi phủ thành chủ. Theo ngay sau lưng hắn là Hán Triều, sát khí ngút trời. Trận chiến kéo dài từ phủ thành chủ ra tận ngoài phố. Ai đang đại chiến vậy? Động tĩnh lớn như vậy, cô Lang đã bị bắt rồi sao? Thiếu chủ thành Thương Lan. Không ít người đi đường hoảng hốt, cùng nhau ngẩng đầu nhìn, thì nhìn thấy có hai người đang phóng qua vách tường, nhảy lên nóc nhà, một đuổi một chạy, khí thế sục sôi. Có không ít người nhận ra Hán Triều, nhưng Triệu Bân mang mặt nạ thì họ không thể nào nhận ra được, chỉ biết hắn có cảnh giới chân linh tầng 1. Đang bị Hán Triều cuồng bạo đuổi giết khắp thành, trên đường họ đuổi bắt không biết đã có bao nhiêu nóc nhà bị đạp thùng. Bang, trong lúc họ đang theo dõi trận đấu thì lại có tiếng nổ vang trời từ phía bên kia truyền đến, Thanh Giao và Vũ Văn Hạo cũng lần lượt phóng khỏi phủ thành chủ, một đuổi một chạy trên nóc nhà, nhưng có điểm khác với hai người kia chính là, người bị đuổi giết ở đây là Vũ Văn Hạo, trên đường đều mở miệng quát mắng Hán Triều không thôi. Thanh Giao và thiếu chủ thành Xích Dương. Có chuyện gì vậy, cả hai vị thiếu thành chủ làm loạn ra tới ngoài phố. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Người ngoài phố đứng theo dõi đều ngẩn ra, ngay cả thị vệ đang truy nã cô Lang cũng đồng loạt ngước mắt lên nhìn, tốt rồi, để xem lần này kết quả như thế nào. Hay lắm! Lão vong cổ cũng đã ra tới nơi, chống tay đứng trên nóc nhà, ánh mắt sáng quắc, nhìn đông nhìn tây, bộ dạng hóng hớt vô cùng chuyên nghiệp. Ông lão kia, có chuyện gì vậy? Người đeo mặt nạ ra đó là ai? Phía dưới có người hỏi. Con rể thành chủ, lão vong cổ tùy ý nói, cũng chẳng nói thêm gì rõ ràng, lão ta cứ đứng ở đây xem cảnh náo loạn, không cần vội về, thế nào thì Yên Thiên Phong cũng sẽ mời lão ta trở lại phủ thành chủ tiếp tục uống trà. Con rể! Tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi, ánh mắt của ai cũng sáng lên, con rể và con gái nhà thành chủ đang đấu với hai vị thiếu thành chủ của thành khác, thật đúng là một giai thoại. Đã đến lúc chuẩn bị tiền mừng rồi. Rất nhiều võ tu khác ý nhị nói, rượu mừng này nhất định phải uống. Nhìn bên kia kìa. Không ít người đã nhảy lên nóc nhà, chăm chú theo dõi. Thật là trùng hợp. Lúc trước đuổi theo cô Lang là hai nhóm người, hôm nay đại chiến cũng là hai nhóm người, thật là đặc sắc, cho dù có phân thân thì họ cũng muốn theo dõi hết toàn diện. Bên trong thành cổ Thanh Phong tráng lệ, tiếng ầm ầm cứ vang lên liên tục không ngừng. Ở trung tâm thành, một đông một tây đang đánh nhau, khí thế ngút trời, mà người kéo đến xem cũng ùn ùn không ngớt, so với lúc truy đuổi cô Lang càng náo nhiệt hơn. Chủ yếu là vì, trong trận đại chiến này toàn là người có lai lịch lớn. Hai vị thiếu thành chủ thành khác đang đánh nhau với con rể và con gái của thành chủ thành Thanh Phong, chỉ nghe thôi cũng đủ thấy hấp dẫn rồi. Người con rể này tìm được lúc nào vậy? Càng lúc càng có nhiều người chú ý đến Triệu Bân. Thật đáng tiếc khi hắn lại đeo mặt nạ, đừng nói đến bọn họ, ngay cả Yên Thiên Phong cũng chưa được nhìn thấy gương mặt thật của Triệu Bân. Là người nhà nào vậy? Không ít người lẩm bẩm, nhìn lâu như vậy cũng không thể nhìn ra chút manh mối nào của Triệu Bân. Đó là do Triệu Bân đã cố hết sức che giấu. Nếu không phải như vậy, thì hắn cũng không đến nỗi bị Hán Triều đánh bẹp. Hắn vô cùng thận trọng. Nếu như hồ đồ bị cuốn vào tranh chấp, dốc hết sức mạnh ra bên ngoài, thì kẻ ngu cũng có thể nhìn ra thân phận của hắn chẳng những chẳng có lợi ích gì,
mà Triệu gia cũng sẽ gặp chuyện phiền phức. Bước ra khỏi cửa, phải cẩn thận thì mới có thể tồn tại lâu dài được. Nói đến Yên Thiên Phong, ông ta cũng đã ra tới nơi, một bước bay lên nóc của tử lầu cao nhất trong thành để theo dõi tình hình hai bên. Ông ta là thành chủ mà cũng phải chăm chú theo dõi trận đấu, sự xuất hiện của ông ta đã khiến cho người trên phố bàn tán không ngớt, khiến cho trận đại chiến càng thêm đặc sắc. Cứ để mặc cho họ làm loạn thế này sao? Quản gia của thành chủ cũng đang ở đây, ho khan một tiếng, bởi vì trận đại chiến trong phủ thành chủ xem ra đã hỏng bét, chiến trường kéo ra tới tận ngoài phố, tạo nên cảnh hỗn loạn không dứt. Tự khắc sẽ có người bồi thường, Yên Thiên Phong nhẹ giọng nói. Xem đi, chẳng có lão thành chủ nào mà không xảo quyệt gian trá. Ông ta đang đợi đánh xong thì mới tính sổ. Nếu như không thể hút sạch máu của thành Thương Lan và thành Xích Dương thì đó nào phải là Yên Thiên Phong nữa. Phụt! Dưới sự chú ý của mọi người, một tia sáng chói mắt bỗng chiếu ra. Vũ Văn Hạo đã bị đánh bại. Đâu chỉ bị đánh bại, còn là bị đánh bại rất thê thảm, từ trên nóc nhà rơi bịch xuống. Thanh Giao hạ thủ quá độc ác, nếu không phải có hai lão già thành Xích Dương tiến lên, thì vị thiếu thành chủ này có khi đã bị tiêu diệt. Hán Triều! Trước khi Vũ Văn Hạo ngất đi, hắn ta vẫn còn quát lên như vậy. Đặc sắc quá! Rõ ràng là đã thương lượng xong hết cả, thế mà trong cả quá trình chỉ có một mình hắn ta đánh với Thanh Giao, chẳng những không đánh lại nổi mà còn bị xử lý không nương tay. Ra tay quá nặng. Hai lão già thành Xích Dương hừ lạnh, nhìn Thanh Giao bằng ánh mắt dữ tợn. Chưa ném hắn ta xuống suối vàng được đã là nể mặt hắn ta lắm rồi. Thanh Giao khẽ nói, xoay người rời đi, đằng đằng sát khí dẫm lên mái hiên, hướng thẳng đến chỗ của Triệu Bân. So với Vũ Văn Hạo, cô ấy càng căm ghét Hán Triều hơn. Đi! Hai lão già thành Xích Dương hừ lạnh, đưa Vũ Văn Hạo đi lúc này chính là sự lựa chọn tốt nhất. Đi! Mấy cường giả phủ thành chủ ngay lập tức nhảy ra chặn đường. Làm gì đó? Thành chủ đã dặn, chỉ cần giữ lại một hơi thở là được. Đợi đã! Lời còn chưa dứt, thì cả đám cường giả đã lao vào. Kết cục cũng không khó để tưởng tượng. Hai lão già thành Xích Dương cũng không thể ngăn cản được nhiều người đến vậy, cho nên ngay lập tức bị bắt lại. Thủ hạ phủ thành chủ ra tay không nặng không nhẹ, vừa đủ như yêu cầu của thành chủ, tất cả bao gồm cả Vũ Văn Hạo đều bị đánh chỉ còn lại một hơi thở, nằm ngổn ngang co quắp ở đó, miệng còn phun ra một ít máu. Thoải mái! Yến Thiên Phong tạm thời còn chưa nhìn thấy, chỉ chăm chú theo dõi trận chiến phía bên kia. Bang, Ở phía Đông Thành vẫn đang đại chiến say sưa, Hán Triều đã nuốt bạo nguyên đan, hung hãn bức người, mang theo khí huyết cuồng bạo, đánh Triệu Bân tới mức đứng không vững. Nếu mà ở bên ngoài thành thì ta đã cho ngươi nổ mất xác rồi. Triệu Bân thầm nguyền rủa, vừa chiến đấu vừa rút lui, chỉ cần không bị người khác nhận ra là được rồi, bên phía Thanh Giao hình như cũng đã đánh xong. Giết! Hán Triều gào thét, dùng tay chóc nóc nhà lên, đập về phía Triệu Bân. Keng! Triệu Bân dẫn động chân nguyên, một kiếm chém ra, gạch đá bay tung tóe. Keng! Hắn còn chưa kịp đứng vững thì Hán Triều đã lao tới, cây giản bạc của hắn ta được chân nguyên bao phủ, lại có phù văn quỷ dị đang lưu chuyển, cầm trong tay ầm ầm rung chuyển, uy lực vô cùng. Thật là một món vũ khí bá đạo. Trong số những người đứng xem có không ít võ tu cảnh giới huyền dương, ánh mắt của ai cũng ngời sáng. Sớm đã nghe nói Hán Triều có trong tay một món vũ khí không tầm thường, hôm nay nhìn thấy đúng là được mở rộng tầm mắt, cây giản bạc này thật sự không tầm thường. Ông! Triệu Bân đứng yên, giơ kiếm lên chắn trước người. Bang! Thanh kiếm và cây giản bạc va chạm với nhau, vang lên âm thanh chói tai và phát ra những tia lửa. Triệu Bân cổ hết sức chống đỡ, nhưng vẫn bị Hán Triều cứng rắn đè xuống, ngay cả kiếm từ tiêu cứng như thế cũng nút toát, nó không phải là đối thủ của cương thiết. Giết, Hán Triều quát lên, bên trong tiếng quát lại phảng phất vang lên tiếng hú của một con sói. Đó chính là bí thuật sóng âm. Triệu Bân rơi vào thế hạ phong, thanh âm hổ gầm long ngâm vang lên vô cùng kinh hoàng. Phụt, hắn bị chấn kinh đến mức nôn ra máu, liên tục lui về sau, không phải là bí thuật của hắn không đủ dùng, mà là do tu vi của kẻ kia tuyệt đối có thể áp chế hắn. Ngoài ra, tinh thần của hắn cũng không ổn định, tối hôm qua một đêm không ngủ. Đầu óc đến bây giờ vẫn còn choáng váng, lại còn bị chấn động mạnh đến vậy. Tên rác rưởi. Hán Triều bật cười điên cuồng, một giản quét bay lớp ngói, gạch đá bay tứ tung.
Keng. Triệu Bân bỏ chạy, kiếm Tử Tiêu xoay vòng ở phía sau lưng hắn, ra sức chặn hắn chiều lại. Người đó thật sự có cảnh giới chân linh tầng 1 sao? Người đứng xem đều bị sốc vì thực lực của Triệu Bân. Hắn đang chiến đấu với Hán Triều. Hán Triều chính là thiếu chủ thành Thương Lan, có cảnh giới chân linh tầng 8. Hơn nữa, tu vi của hắn ta lại không phải là thứ mà võ tu chân linh tầng 8 bình thường có thể so sánh được. Nhìn kỹ thì chân nguyên của hắn ta vô cùng bạo ngược, chắc chắn là đã sử dụng tới cấm thuật, hoặc là dùng rất nhiều đan dược. Thế mà Triệu Bân vẫn chưa bị hắn ta bắt giết được. Hắn ta chẳng những không đánh thắng, mà còn phải chiến đấu lâu như vậy, điều này đủ để chứng minh Triệu Bân cũng có thể đứng ngang hàng với hắn ta. Quả nhiên, con rể thành chủ không phải là người tầm thường. Rất nhiều người chắc chắn rằng, nếu như Triệu Bân có cùng cảnh giới với Hán Triều, thì tên Hán Triều kia chắc chắn sẽ bị đập chết. Gầm! Lại có tiếng sói xám gầm lên, chính là do Hán Triều đã dùng bí thuật của tổ tiên, đánh ra một chưởng mang hư ảnh một con sói xám đầu to 7-8 trượng, dẫm lên mái hiên gầm thét về hướng của Triệu Bân, vô cùng hung tàn. Phong! Triệu Bân lạnh lùng nói, tay bắt ấn quyết, chân đạp gió xoáy, một đạo bùa chú cực lớn được bao quanh bởi phù văn ngưng tụ trên không trung, từ trên không giáng xuống. Bàng Môn Tả Đạo! Người đứng xem đều nhíu chặt mày, cái tên này lại còn thông hiểu bùa chú. Lá bùa lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ con sói xám, lập tức phong ấn khiến cho nó bất động, cái gọi là Bàng Môn Tà Đạo ở trong tay của Triệu Bân phát huy vô cùng uy lực, chủ yếu là do hắn có dị bẩm thiên phú. Hán Triều. Một tiếng quát khác lại vang lên, thanh dao đã áp sát tới. Tiện nhân. Hán Triều nghiến răng, bạo khí cuồn cuộn quét qua. Keng. Thanh dao di chuyển, tư thế uyển chuyển, thân pháp huyền ảo. Một kiếm xuyên rạch trời phá tan tà khí cuồng bạo của Hán Triều, tuy công kích mạnh mẽ nhưng cũng không thể khiến cho hắn ta bị thương nặng. Tuy hắn ta không bị thương nặng, nhưng Triệu Bân ngay sau đó cũng đã áp sát tới. Một kiếm chém xuống, hắn hất tung Hán Triều ra xa. Keng, keng. Hai người cùng nhau động thủ, một trái một phải, liên hiệp công phạt. Không phải nói nha, đúng là tướng phu thê. Tên nhóc đó lai lịch không đơn giản. Xứng đáng là con rể của thành chủ. Tại sao ta không gặp may mắn như vậy chứ? Tiếng thổn thức vang lên rất nhiều, mọi người đều coi trọng Triệu Bân cùng Thanh Giao. Đúng là trai tài gái sắc, vô cùng đẹp đôi. Có câu nói, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, hôm nay Triệu Bân và Thanh Giao lại phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, tả hữu công phá, đánh Hán Triều đến mức hắn ta không thể đứng vững. Á! Hán Triều hét lên. Khó có thể địch lại được sự công phạt của cả hai người, mà càng tệ hơn, bạo nguyên đan của hắn ta đã đến lúc suy yếu dần, đánh với một mình Thanh Giao còn khó chứ đừng nói đến bên cạnh cô ấy còn có Triệu Bân trợ chiến. Người này có thân pháp quỷ quyệt, đúng là một cao thủ quấy rối. Trong cục diện hai đấu một, một thiếu thành chủ như hắn ta liên tục bị đánh bại. Kết cục thật sự không khó đoán. Hán Triều đã đại bại, rơi thẳng xuống từ nóc nhà, không cam lòng gào thét. Con mợ nó, ngươi là cái thá gì? Hắn ta đại bại, hai lão già thành Thương Lan cũng đã bị đo ván. Nói thế nào nhỉ, so với người của thành Xích Dương thì còn thảm hại hơn. Chậc chậc chậc, hai lão già thành vong cổ tặc lưỡi không dứt, cũng may bọn họ không tham gia, cũng may là Liễu Như Nguyệt biết thân biết phận, nếu không thì kết quả của bọn họ cũng sẽ giống như sáu người đang nằm trên đất kia. Bọn họ hiểu quá rõ Yên Thanh Phong. Chính là hình mẫu điển hình của các bậc cha mẹ bao che con cái, dám mắng con gái nhà ông ta mà còn muốn rời đi an toàn là không thể nào. Cứ chờ đi, thế nào thành Xích Dương và thành Thương Lan cũng sẽ bị hút cạn máu. Nếu không bà ra một cái giá tương ứng, Yên Thiên Phong nhất định sẽ không bao giờ thả người đi. Dám chạy vào thành Thanh Phong làm loạn, đừng nói đến đám nhóc các người, ngay cả ông bà của các người còn chưa có cái gan đó đâu.